chương 2280, đưa tin, vừa dứt lời bỗng nhiên một cánh tay của Hắc Lân mờ đi vỗ một cái về phía sau lưng. Một tiếng nổ chói tai vang lên, một cỗ sức mạnh vô hình hóa thành một tấm lưới lớn chụp xuống bên kia với tốc độ nhanh như chấp giật. Phốc phốc một tiếng, một bóng người mờ ảo màu vàng không kịp đề phòng bị tấm lưới chụp phải lập tức phải hiện thân ra, kẻ này tỏ ra kinh hãi nhưng ngay lập tức uốn éo thân hình sử dụng một loại thần thông nào đó dẫy dụa thoát ra, Phòng sáng bảo vệ quanh thân sáng lên lập tức biến thành một đạo cầu vồng phá không bay đi hư, bây giờ còn muốn chạy, người nghĩ ta là ai? Thần sắc dữ tận hiện ra trên mặt Hắc Lân, năm ngón tay từ thủ trưởng vừa đánh ra của hắn hơi cong lại rồi kéo trở về. Một tiếng phanh trầm đục vang lên, xa xa hư không phía trên bóng người màu vàng bỗng chấn động, một cự trưởng màu đen kịt bóng hiện ra rồi lập tức chụp xuống nhanh như điện. Lần này mặc cho bóng người màu vàng có dốc sức liều mạng cũng không thể tránh thoát được nữa. Chỉ thấy khí đen cuốn tới, bóng người màu vàng lập tức bị cự trưởng mạnh mẽ nắm trong lòng bàn tay hắc lân cuồng tiếu một tiếng một cánh tay khẽ vẫy cự trưởng đã bắt lấy bóng người màu vàng kia liền bay trở về phía hắn lúc này bọn người hàn lập cũng đã nhìn rõ diện mạo của bóng người màu vàng đó là một gã thanh niên dáng người khô gầy mặc áo choàng màu vàng tuy nhiên trên mặt hắn vẫn còn hiện lên vẻ kinh hoàng rõ ràng đã hiểu rằng mình đã bị bắt lại hắn do dự một chút bỗng nhiên trong miệng quát khẽ một tiếng cố gắng bấm niệm pháp quyết bên ngoài thân bỗng nhiên ánh sáng vàng lưu chuyển liên tục thân hình hắn cũng điên cuồng bành trướng lên không tốt Hắc lân dù sao cũng là tu sĩ đại thừa, vừa thấy cảnh này liền gầm lên một tiếng, một ngón tay hướng hư không phía xa bắn ra. Tiếng xé gió suy suy vang lên một đạo hắc mang làm cho hư không trăm trượng xung quanh như sụp đổ hướng tên thanh niên kia đánh tới. Nhưng đã muộn, chỉ thấy hắc mang kia vừa xuyên thủng thân thể tên thanh niên kia thì một tiếng nổ mạnh chói ta cũng đồng thời truyền đến. Tên thanh niên áo vàng vậy mà đã đi trước một bước tự bạo thân thể. Vầng sáng vàng chói mắt cùng sự chấn động kịch liệt khiến cho bàn tay màu đen cũng lắc lư không thôi thật can đảm, vậy mà dám tự bạo trước mặt bổn tỏa. Sắc mặt Hắc Lân trở nên vô cùng khó coi, oán hận nói một câu. Cự trưởng màu đen lóe lên một chút liền tán loạn biến mật. Ẩn nặc thuật của người này cũng có chút cao minh, hắn quyết đoán tự bạo thân thể chỉ sợ là có điều huyền diệu gì khác ở đây. Ánh mắt của Hàn Lập quét qua chỗ tên thanh niên kia tự bạo một chút bỗng nhiên cười nói. A ah, à Hàn Đạo Hữu có ý gì, chẳng lẽ tên kia vừa rồi tự bạo cũng không phải bản thể của hắn sao? Ánh mắt huyết nhiên lóe lên, cực nhanh nghĩ đến điều gì nói. Mạc Giản Ly nghe vậy cũng tỏ ra hơi kinh ngạc, quá nửa là như thế, tuy nhiên có lẽ cũng không phải là khôi lỗi hay hóa thân bình thường, rõ ràng là với tu vi hợp thể kỳ tự bảo sẽ không có chỉ từng ấy uy năng đấy. Hàn Lập nhàn nhạt nói một câu, ân, đúng là có chút cổ quái, vừa rồi khi tên này tự bảo ta thấy rõ là trong thể nội của hắn không có nguyên anh tồn tại huyết nhiên gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Mà lúc này Hắc Lân tỏ ra không cam lòng, hắn dẫm chân một cái, cả người hóa thành một đám mây đen khuếch tán ra bốn phương tám hướng mà dò xét trong nháy mắt mây đen đã đem tất cả mọi nơi trong phạm vi vạn dặm xung quanh lục soát hoàn toàn nhưng cũng không phát hiện ra điều gì chỉ có thể một lần nữa nhao nhao ngưng tụ trở lại thành hình người quay về trên đỉnh núi lá gan của tên tiểu tử kia thật nhỏ nên không trốn ở gần đây xem như hắn may mắn tránh được một kiếp chứ nếu thực sự mà rơi vào tay ta thì trên mặt khác lân tức thì lóe lên vẻ dữ tợn hậm hực nói ha ha được rồi ở đây sớm đã bày ra cấm chế người nó tuy rằng âm thầm rình trộm chúng ta thì cũng không thể biết được chuyện gì đâu huyết nhiên khoát khoát tay từ chối cho ý kiến nói nhưng tên này liệu có phải do tộc mẫu tu la thù phái ra hay không a à? mạc giản ly vân vê tròm dâu rồi cẩn thận hỏi một câu yên tâm cho dù là thám tử của tu la thù kia ở xa như thế cũng có thể nhìn thấy được gì đó thì kết quả cuối cùng của trận chiến này vẫn phải dựa vào thực lực tuyệt đối quyết định mà thôi hắc lân bộ dáng lại chẳng thèm để ý Hắc Lân Huynh nói rất có lý, nhưng mà xem ra để đạt được mục đích chúng ta cũng không cần phải ở lại đây nghỉ ngơi nữa mà đi suốt đêm tới gần sau huyệt của đối phương rồi nói sau. Như thế thì cho dù chúng có được tin tức gì cũng chẳng kịp dở ra thủ đoạn nào nữa. Hàn lập hai mắt nhắm lại một chút rồi nói. Đi suốt đêm tới, huyết nhiên chân mày nhíu lại một chút bộ dạng dường như không quá tình nguyện. Tu vi như chúng ta chỉ cần ở trên phi hành pháp khí nghỉ ngơi một chút có lẽ cùng đủ rồi, lại còn có thể đánh cho tu la thù trở tay không kịp thì vô cùng có lợi đối với chúng ta đấy nói không chừng một chút tiên cơ này có thể giúp chúng ta chiếm thượng phong lớn trong trận chiến chính thức cũng nên hàn lập mặt không đổi sắc nói thêm một câu tốt vốn dĩ huyết mỗ còn muốn dùng nửa ngày thời gian tế luyện một loại bí thuật vô cùng uy lực nhưng nghe hàn huynh nói như vậy có lẽ chiếm được tiên cơ vẫn quan trọng hơn huyết nhiên nghe hàn lập khuyên bảo rốt cuộc cũng động tâm đáp ứng đạo hữu thật sáng suốt chúng ta liền đi ngay thôi hàn lập nhẹ nhàng cười cười tay áo run lên, lập tức hào quang lóe lên, một chiếc phi thuyền màu trắng xanh xuất hiện ở giữa không trung. Bọn huyết nhiên hắc lân thấy vậy không chút khách khí thân hình lắc lư một cái thi nhau bước lên phi thuyền. Hàn lập tay bấm niệm pháp quyết, phi thuyền màu trắng nổ vang một tiếng lập tức hóa thành một đoàn bạch quang phá không mà đi. Thời gian một chén trà sau, tại bên ngoài một khu rừng rậm cách đỉnh núi mà bọn người Hàn lập vừa rời xa khoảng 10 vạn dặm, ánh sáng màu vàng nhạt hiện lên, một gã thanh niên mặc áo khoác vàng từ trong một cây đại thụ bước ra, ngẩng đầu nhìn về hướng phi thuyền biến mất mặt mũi vẫn còn vương sự sợ hãi thì thảo nói may mà ta đủ cơ chí trốn xa như thế nếu không bây giờ thật đúng là phải lo cho cái mạng nhỏ này rồi lại nói ngoại nhân tiến vào giới này không ngờ lại cường đại như vậy thậm chí có tới hơn bốn gã đại thừa đáng tiếc cố phân thân cách quá xa không thể nghe được nội dung nói chuyện của đối phương cũng không biết chúng có phải vì tu la thủ nhất tộc mà đến hay không nữa thanh niên mặc áo khoác vàng trầm ngâm một lát nhưng không lâu sau bỗng nhiên lại cười lạnh một tiếng được rồi, mặc kệ những tên này có xông vào tu la thù nhất tộc hay không ta cũng chỉ cần đem tin tức truyền về là đủ. Mấy ngày nay ta cứ trốn ở bên ngoài đã, cho dù có kiếp nạn gì cũng có thể thoát được. Sau khi quyết định hắn há miệng ra, một khối một bài màu trắng ngả hiện ra trên bàn tay, một tay hắn vẽ vào hư không vài cái, lập tức bên ngoài một bài ngân quang hiện lên hình thành một ít phù văn lớn cỡ hạt gạo, chúng mơ hồ một cái liền chìm vào sâu trong khối một bài không thấy bóng dáng. Cùng thời gian tại bên trong thạch thành nơi xào huyệt của Tu La Thù, tu la thủ tộc mẫu cùng lão giả họ dịch đang ở trong một tòa mật thất thương thảo chuyện gì đó đột nhiên trên một tòa bệ đá đen kịt trước mặt hai người bỗng chuyển ra thanh âm vù vù những sợi tia sáng màu bạc trắng dần dần hiện ra tu la thủ tộc mẫu khẽ giật mình nhưng lập tức giơ hai tay lên một đạo pháp quyết bắn ra vừa vặn đánh ngay vào phía trên bệ đá bệ đá màu đen lúc này hào quang ngưng tụ thành một đoàn ngân văn quay tròn rồi hiện ra tu la thủ tộc mẫu cùng lão giả họ dịch tự nhiên đều nhìn rõ nội dung trên đó Kết quả thần sắc cả hai đều biến đổi. Bốn gã đại thừa kỳ, lại có nhiều như vậy lão giả họ Dịch thì thào một tiếng. Không nghĩ tới người nó còn có những tên đại thừa kỳ khác giúp đỡ, thế này thì đúng là khó giải quyết rồi. Sắc mặt của phụ nhân cũng trở nên âm trầm bất định. Những người này chưa chắc đã vì chúng ta mà đến nhưng vẫn nên đề phòng thì tốt hơn. Đúng rồi, thủ hạ của ngươi đã triệu hồi trở lại toàn bộ rồi hả? Dịch Đạo Hư Hiên Tâm, ngoại trừ vài tên có nhiệm vụ khác không cách nào phân thân những người bên ngoài khác đã bị ta triệu hồi toàn bộ về trong thành rồi. Ngay cả chín tên âm thi vẫn một mực đặt trong địa âm đầm lầy ta cũng đã cho người đi giải trừ cấm chế rồi, nhiều nhất hai ngày nữa những tên âm thi này sẽ trở về trong thành thôi tu la thủ tộc mẫu không cần suy nghĩ nói. Ân, thế là tốt, lão phu cũng đã truyền tin ra ngoài chuẩn bị gọi vài đầu linh sủng vẫn thả ở bên ngoài kia trở về nhưng cũng đồng dạng cần một ít thời gian đấy, sợ rằng không thể chắc chắn thắng được mấy tên ngoại lai này được. Như vậy đi, lão phu cùng tên xa khấp tử kia lúc trước có qua lại mấy lần, chi bằng cho hắn một vài chỗ tốt để hắn ở lại trong thành một thời gian ngắn ngươi thấy thế nào. Lão ghìa họ dịch ánh mắt chấp động vài cái chậm rãi nói. Cái gì, xa khấp tử, không được, tên này sớm đã nhìn chằm chằm vào tu la thù nhất tộc chúng ta từ lâu, để hắn vào trong thành có khác gì đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau cơ chứ. Tu la thù tộc mẫu sau khi nghe xong lời này sắc mặt lập tức trầm xuống, từ đầu tới cổ đều run lên. La đạo hữu yên tâm, Ta biết rõ nghiệt khí của tên xa khấp tử kia hơi có chút khắc chế với quý tộc, nhưng nó dù lợi hại cũng chỉ là một đầu hung vật mà thôi, bằng vào ta và ngươi liên thủ còn sợ không thể kiềm chế nó hay sao, người vẫn nên lấy đại sự làm trọng thì hơn lão giả họ dịch nhíu mày nói. Hư, cho dù muốn mời hắn tới cũng phải trả một cái giá không nhỏ đâu phụ nhân dường như đã bị lão giả họ dịch thuyết phục chậm rãi nói. Ân, như ta nói không bằng như vậy đi, lão giả họ dịch tựa như đã sớm cân nhắc, bờ môi khẽ nhúc nhích trực tiếp truyền âm tới. Cái gì, người lại muốn thiếp thân làm vậy, cái giá không khỏi quá lớn đi. Tu la thù tộc mẫu mới chỉ nghe vài câu đã thoáng nghẹn ngào. Đối với nhất tộc các người mấy khỏa trứng chết không thể ấp được dù có giữ lại cũng vô dụng. Ta rất hiểu xa khắp tử, những thứ này nhất định có thể đả động được nó đấy, lão giả họ dịch cười hắc hắc nói. Điều này phải để ta tự đánh giá một chút cho tốt mới được. Phu nhân lại không lập tức đáp ứng ngay mà âm trầm nói. Tốt, trước tiên là đạo hiếu cứ hảo hảo tự đánh giá một chút rồi nói sau, ngoài ra cũng đừng quên vị đang ở trong huyết trì, cũng nên đưa tin qua cho hắn, vạn nhất nảy sinh sự việc không thể đoán trước được nói không chừng phải nhờ tới thần thông của hắn đấy lão già họ dịch suy nghĩ một chút bỗng nhiên chuyển chủ đề, chợt lại nhắc đến một nhân vật thần bí khác. chương 2281, trước khi chiến đấu, người nói tới anh nhị ư, điều này tuyệt đối không được. Nàng đang tu luyện tới lúc quan trọng ảnh hưởng tới sự thành bại của ta và ngươi sau này, không thể quấy nhiễu tới nàng được tu la thù tộc mẫu vừa nghe xong sắc mặt đại biến cứ như lão già họ dịch chạm đến vảy ngược của mình vậy. Đương nhiên, ta biết rõ anh tiên tử đang tu luyện tới lúc mấu chốt nhưng chớ quên rằng nếu như ta và ngươi không thể ngăn cản những tên đại thừa tới từ bên ngoài này thì nàng có thể bình yên tu luyện được sao? Việc phải xuất quan chỉ là sớm muộn mà thôi, chúng ta cũng chỉ là cảnh báo sớm một tiếng nếu những tên đại thừa bên ngoài kia không phải vì bản thành mà đến hoặc là chúng ta có thể đơn giản đuổi chúng đi thì anh tiên tử đương nhiên cũng không cần xuất quan làm gì nữa lão già họ dịch mặt không đổi sắc nói anh nhi trước khi bế quan đã từng nói rằng lần này tìm hiểu bí thuật không phải chuyện đua cho dù bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể kinh động tới nàng để tránh cảnh kiếm củi ba năm thiêu một giờ cho nên ta phải cẩn thận suy nghĩ lại mới có thể quyết định được dù chỉ là thông báo tin tức cũng rất có khả năng ảnh hưởng tới tâm cảnh của nàng ta đấy Tu la thù tộc mẫu do dự một chút nhưng rồi vẫn lắc đầu nói. Được rồi, ta cũng chỉ là an bài lúc vạn nhất mà thôi. Mấy ngày này cũng nên mở ra toàn bộ cấm chế mà quý tộc khổ tâm bố trí lâu nay ra đi thôi, ngoài ra còn phải vận dụng phi hành cấm chế đem tòa thành này chuyển tới nơi khác rồi nói sau. Mặc dù phạm vi cấm chế không thể di chuyển quá xa nhưng cũng có thể tranh thủ cho chúng ta chút thời gian cũng nên. Lão già họ dịch mặc dù không vui nhưng cũng hiểu rất rõ vì anh tiên tử kia vô cùng quan trọng với tu la thù tộc mẫu, sau khi lại nhảy vài câu lại lảng sang chuyện khác. Một canh giờ sau, tòa thạch thành của Tu La Thù bên trong sơn mạch bỗng nhiên tỏa ra tầng tầng hào quang đem cả tòa thành bao phủ vào trong đó làm cho đất đai phạm vi mấy trăm dặm xung quanh cũng kịch liệt rung động. Thạch thành vậy mà từ trong bùn đất mọc lên, sau một tiếng nổ vang từ từ bay lên trời. Một lát sau cả tòa thành đã biến mất không thấy bóng dáng, chỉ để lại trên mặt đất một cái hố to đen xì. Cách hố to không xa, trên một khỏa đại thụ bỗng nhiên có ánh sáng xanh lưu chuyển, thoáng cái biến thành một gã thiếu niên mặc áo bảo xanh có màu da xanh nhạt, dung mạo của hắn lại có tới bảy tám phần giống với Hàn Lập. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Thạch Thành biến mất, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị, tiếp theo tên thanh niên bấm niệm pháp quyết ánh sáng màu xanh bỗng lóe lên khắp cơ thể một cái liền chui vào bùn đất không thấy bóng dáng. Không 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 không, cùng thời điểm trên không trung một thảo nguyên cách dãy núi này rất xa có một chiếc phi thuyền phá không bay đi, trên mũi thuyền, Hàn Lập cùng Mạc Giản Ly đang ngồi nhắm mắt nhập định còn huyết nhiên và hắc lân thì đang đứng sóng vai nhau ở phía đuôi thuyền yên lặng dùng thuật truyền âm chuyện trò với nhau đột nhiên thần sắc hàn lập khẽ động hai mắt đanh nhắm chậm rãi mở ra khóe miệng cong lên một cách khác thường hàn đạo hữu có chuyện gì xảy ra sao mạc giản ly thoáng cái đã cảm ứng được dị thường của hàn lập nên cũng đồng thời mở mắt kinh ngạc hỏi một câu không có gì chỉ là tiếp theo chúng ta có lẽ phải điều chỉnh hướng đi một chút hàn lập hời hợt trả lời ah à xem ra ngươi đã có chuẩn bị thủ đoạn khác ở bên kia rồi Mạc Giản Ly khẽ giật mình nhưng lập tức tỉnh ngộ nhẹ nhàng cười. Ta đã để một cỗ hóa thân lưu lại đó, mặc dù bọn chúng đã rời xào huyệt đi nơi khác nhưng cũng tuyệt không thể đi quá xa được, nhiều lắm thì một ngày sau là chúng ta có thể tới nơi thôi. Thần sắc Hàn Lập vẫn như thường, xem ra Hàn Đạo Hữu đã có tính toán từ trước, thế thì Lão Phu hoàn toàn yên tâm rồi. Mạc Giản Ly trầm mặc một chút rồi gật đầu nói, như ta đã nói trước, có Mạc Huynh và hai vị kia tương trợ, việc bắt được mấy tên tu la thủ kia có lẽ không thành vấn đề. Nếu chúng ta đoạt được quang âm ti thì khi Mạc Huynh và Ngao Huynh độ kiếp cũng có thể nắm chắc thêm vài phần đấy Hàn Lập mỉm cười trả lời. Ha ha, hy vọng là thế, nhưng trận chiến này nhất định là rất ác liệt. Hơn nữa những tên tu la thù kia dù không địch lại chúng ta nhưng nếu muốn chạy trốn thì muốn bắt được chúng sợ rằng không phải chuyện dễ dàng đâu Mạc Giản Ly do dự một chút rồi cũng nói ra lo lắng thực sự trong lòng. Nếu là như thế thì đúng là hơi khó giải quyết, như vậy đi, trong tay ta có mấy cỗ khôi lỗi hợp thể kỳ hung hãn không sợ chết, thực lực cũng không yếu. Nếu đối phó với cường địch như Tu La Thù tộc mẫu thì vô dụng nhưng với mấy tên Tu La Thù trưởng thành còn chưa đạt tới đại thừa kỳ kia thì vẫn có vài phần hữu dụng đấy. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói, khôi lỗi hợp thể kỳ, nếu là có khôi lỗi cường đại bực này trợ giúp lão phu thực có thể đem vài đầu Tu La Thù trưởng thành kia lưu lại đấy, mạc mẫu cũng không nói cảm tạ gì nữa. Sau thu hoạch lần này nhất định sẽ báo đáp trọng hậu Mạc Giản Ly nghe xong lời này lập tức trở nên vui vẻ. Ta và Huynh là đồng tộc, Mấy con khôi lỗi này thì tính gì, Mạc huynh không cần phải để ý. Hàn Lập cười cười một tay phất ra trong tay xuất hiện một vòng tay hình tròn trực tiếp đưa cho Mạc Giản Ly. Bên trong vừa vặn có mấy cỗ ma tinh khôi lỗi hợp thể kỳ mà hắn lấy được ở ma giới. Một nửa số khôi lỗi đó hắn đã lưu lại ở trên Mạc Linh Thánh thuyền tại linh giới còn một nửa thì hắn luôn mang theo bên mình phòng khi cần đến. Mạc Giản Ly sắc mặt vui mừng nhận lấy vòng chữ vật, thần niệm quét qua kiểm tra cẩn thận một chút liền liên tục nói cảm ơn không ngớt. Có những tên khôi lỗi hung hãn này giúp cuốn lấy mấy tên tu la thù trưởng thành hắn cuối cùng cũng có dư chút sức lực để thi triển vài loại thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình. Thời gian sau đó Mạc Giản Ly bắt đầu nghiên cứu cách điều khiển mấy đầu ma tinh khôi lỗi ở trong vòng chữ vật còn hàn lập thì một lần nữa nhắm mắt nhập định. Một ngày sau trên chỗ biên giới sơn mạch của Thạch Thành trước kia một đạo bạch quang lóe lên, bọn người hàn lập cưới phi thuyền chợt xuất hiện trên không trung, tuy nhiên phi thuyền cũng không dừng lại chút nào mà chấp động mấy cái liền bay qua trung tâm sơn mạch rồi lại một lần nữa biến mất phía cuối chân trời mà ở bên trong một hốc cây phía dưới lúc này có một bóng người mơ hồ không rõ thân hình đang ẩn nấp và đã nhìn thấy tất cả hắn chờ đợi cho phi thuyền triệt để bay xa mới thân hình thoáng động hiện rõ ra thì ra là một tên thanh niên anh tuấn mặc áo màu bạc mặt mũi hắn lúc này đầy ngưng trọng nhìn về phía bầu trời một lúc mới khẽ thở dài một hơi rồi một lần nữa hóa thành làn gió nhẹ phiêu tán không thấy đâu nữa phía bên kia phi thuyền lại liên tục bay qua một hồ nước và vô số phiến rừng rậm thì thấy phía trước xuất hiện một vùng cao nguyên đất vàng rộng lớn không thấy giới hạn. Lúc này Hàn Lập ở mũi thuyền, lại một lần nữa mở to hai mắt nhàn nhạt nói. Phía trước đã sắp tới rồi, chư vị đạo hữu cũng nên chuẩn bị một chút đi. Vừa dứt lời thân hình Hàn Lập thoáng mơ hồ đứng thẳng dậy. Mạc Giản Ly cùng hai người huyết nhiên và Hắc Lân đằng sau cũng đều nghe thấy đồng dạng không dám lãnh đạm mà trợn mắt đứng dậy nhìn về phía trước phi thuyền. Kết quả là ngoại trừ từng trận gió cát vàng thổi qua thì không thấy hình dáng của bất kỳ thành trì nào. Hàn đạo Hữu sao huyệt của tu la thù ở đâu? Huyết nhiên nhướng mày hỏi một câu, huyết huynh không cần lo lắng, hãy nhìn về hơn vạn dặm phía trước là có thể thấy ngay thôi. Hàn lập không chút hoang mang nói, hơn vạn dặm ư, Hắc lân nghe xong lời này không lưỡng lự dùng một ngón tay điểm vào giữa hai đầu lông mày một cái đem thần niệm khổng lồ phóng ra. Sau một lát vị đại thừa dị tộc này cười ha hả, đúng vậy, ở trong một khối đất cát bên kia đúng là có che giấu một tòa thành chỉ đấy. tốt, vậy thì không có vấn đề gì, chúng ta chuẩn bị động thủ đi. huyết nhiên nghe xong lời này mặt không đổi sắc gật đầu, sau đó hắn há miệng phun ra một đoàn hào quang màu đen, tại giữa hắc quang rõ ràng là một cái lư hương màu đen bên trong còn có cắm vài que hương và nến nhỏ dài hơn một tấc đỏ như máu tươi. huyết nhiên một tay bấm niệm pháp quyết một tay hướng hư không điểm một cái lập tức lư hương xoay tít một vòng rồi điên cuồng lớn lên thành cao hơn một trường huyết nhiên lại há miệng phun ra, một đoàn xích diếm từ phía trên bay lướt qua đem những que hương que nến kia nhóm lên, một mùi tanh quỷ dị từ đó phát ra, huyết nhiên đón lấy mà trong miệng không ngừng lẩm bẩm nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích tại chỗ. Ở bên trong lư hương trước mặt hắn truyền ra từng trận âm thanh quỷ khóc, một chút ánh sáng xanh phía trên lư hương lại lúc ẩn lúc hiện. Đồng thời trên người huyết nhiên thoáng cái bay ra tám cái quang cầu màu huyết hồng bên trong mỗi cái có một đứa trẻ ngồi xếp bằng bất động, Da thịt trắng nõn kèm theo những phù văn đỏ như máu khắp cơ thể, trên mặt chúng mang vẻ tươi cười trông vô cùng quỷ dị. Hắc Lân đứng bên cạnh thấy vậy cười hắc hắc, một tay vỗ vào túi da bên hông. Phanh một tiếng, túi da mở ra, một đạo hắc khí từ bên trong bay ra ngưng tụ trên không trung thành một đám mây đen lớn gần một mẫu, bên trong truyền ra âm thanh tê tê không dứt mơ hồ như đang che giấu một vật gì đó. Hắc Lân tay áo rung lên, từ bên trong bay ra hơn 10 cái cán cờ đen kịt lóe lên một cái liền nhập vào hư không xung quanh không thấy đâu nữa về phần mạc giản ly lúc này cũng lấy ra hai cái linh thú hoàn ném ra ngoài phi thuyền từ đó lần lượt xuất hiện một đầu phi hổ trắng như tuyết và một con hỏa điểu màu đỏ thẫm bay lượn trên đỉnh đầu cả hai chúng đều có khí thức dị thường cường đại dường như đều có tu vi hợp thể kỳ một cánh tay mạc giản ly lại tiếp tục bấm niệm pháp quyết vài kiện bảo vật kiểu dáng kỳ dị khác nhau cũng từ trên người bay ra hàn lập bình tĩnh quan sát hết thảy hai tay vẫn để trong tay áo mà không có hành động gì khoảng cách hơn vạn dặm đối với bọn người hàn lập mà nói chỉ trong chốc lát là tới trước mắt xuất hiện một vùng sa mạc vàng thẫm hàn lập điểm vào pháp khí dưới chân một cái phi thuyền lập tức run lên rừng đứng lại phía trên hư không ánh mắt huyết nhiên nhìn xuống làn sóng đất cát rộng lớn phía dưới trên mặt hiện ra một tia cười lạnh trong lòng thúc giục pháp quyết đồng thời miệng quát lên một chữ phá lập tức phụ cận hắn tám đứa trẻ trôi nổi trong tám đoàn huyết quang bỗng thu lại vẻ tươi cười ngậm miệng lại rồi thi nhau lao xuống tiếng nổ lớn ầm ầm phát ra tám đạo cột sáng màu huyết hồng từ trên phi thuyền phá không bắn xuống phía dưới Chương 2282, cuộc chiến với Tu La thủ 1. Sau khi huyết quang hiện lên tất cả cột sáng đều lóe lên rồi lập tức chui vào trong lòng đất cát. Kết quả là một khắc sau đất đai phía dưới trở nên rung động liên hồi, từng cái khe hở bắt đầu hiện ra rồi dần dần to lớn lên. Hắc Lân ở bên cạnh thấy vậy thì cười hắc hắc, một tay phất về phía hư không, tiếp đó trên tay hiện ra một cây côn dài màu vàng tím rồi đột nhiên vung lên. Một tiếng rít vang lên như sấm sét giữa trời quang, hào quang tỏa ra bốn phía một đạo côn ảnh lớn hơn ngàn trượng như thần binh trên trời giáng xuống đập mạnh vào mặt đất gây ra tiếng nổ như thiên băng điện liệt khiến cho toàn bộ đất đai vỡ nát ra một mảng sa mạc lớn hơn trăm dặm sau tiếng nổ ầm ầm lập tức bị lõm vào một khối lớn hắc lân cười lên điên cuồng cây côn màu vàng tím nhoáng lên giường như muốn thúc giục uy năng lớn hơn nữa tiếp tục đập xuống nhưng lúc này từ vùng đất bị lõm xuống phía dưới sau một tiếng oanh minh bỗng nhiên bắn ra vô số cột sáng kỳ lạ một tòa thành bằng đá được bao phủ bởi tầng tầng hào quang từ dưới đất chui lên rồi lập tức bay lên không trung. Trên một tường đá cao lớn phía trước tòa thành, tu la thù tộc mẫu và lão giả áo đen mang theo mấy trăm tên thuộc hạ đang nhìn về phía bọn người hàn lập ở trên phi thuyền với sắc mặt vô cùng khó coi. Của nhiên là ngươi, không biết tu la thù chúng ta có chỗ nào đắc tội với chư vị đạo hữu mà các ngươi lại tiếp tục đến gây phiền toái cho tộc của thiếp thân thêm lần nữa vậy, Tu La thủ tộc mẫu mặc dù trong lòng vô cùng giận dữ nhưng cố cưỡng chế cơn giận đứng ở trên tường thành hướng về phía phi thuyền đối diện mà hỏi một câu. Dù sao Hàn Lập với thần niệm cường đại đã để lại trong lòng nàng ấn tượng quá sâu. Chẳng cần nói cũng biết nàng thật sự không muốn động thủ với đối phương dù những người này đến đây với thái độ vô cùng hung hăng. Đương nhiên nguyên nhân sâu xa hơn vẫn là phụ nhân này muốn kéo dài thời gian cho mấy tên viện binh chưa kịp trở về có đủ thời gian kéo tới đây. Hắc hắc, chưa nói tới việc có đắc tội hay không lần này chúng ta tiến vào giới này chính là vì tu la thủ nhất tộc. Nếu tộc của đạo hữu tự động giao ra tinh thạch đương nhiên có thể biến chiến tranh thành hòa bình đấy. Hàn Lập chỉ cười cười không nói gì, Hắc Lân đứng bên cạnh đã đoạt trước vừa cười một cách dữ tợn vừa nói. Cái gì, muốn tinh thạch của tộc nhân chúng ta, nói như vậy các người là vì lực lượng thời gian mà tới rồi. Tu la thủ tộc mẫu nghe vậy sắc mặt đại biến tức giận nói. Tuy chưa được chính xác lắm nhưng cũng không sai khác quá nhiều. Thế nào, quý tộc đồng ý tự nguyện giao ra tinh thạch chứ? Huyết nhiên nhàn nhạt nói một câu, giao ra tinh thạch, chớ có mơ mộng hão huyền, các người đã dám nói lời này trước mặt ta thì chính là cùng tộc ta không chết không thôi. Động thủ đi, phụ nhân nghiêm mặt nói hai câu rồi không hề quay mặt lại mà vẫy tay về phía sau lưng một cái, tức thì những tên tộc nhân thủ hạ phía sau trên người lóe lên hào quang, thoáng cái hơn một nửa số thủ hạ đột nhiên biến mất chỉ còn mười mấy tên ở lại. Mười mấy tên này đều tỏa ra linh áp hợp thể kỳ, ngoài ra trong đó có bốn tên nam nữ khi thức mạnh mẽ hơn nhiều những kẻ khác gần như đã tiếp cận với tu vi đại thừa kỳ chúng chính là bốn con tu la thù trưởng thành mạc giản ly thấy tình cảnh này sắc mặt hơi đổi hai mắt hàn lập cũng hơi nhíu lại lần trước khi hắn đến thăm dò thì ở sau huyện này chỉ có ba con tu la thù trưởng thành mà thôi lúc này huyết nhiên và hắc lân nghe được tu la thù tộc mẫu đáp lời không khách khí thì sắc mặt âm trầm sau khi liếc mắt nhìn nhau thì không hề do dự mà đều cùng nhau xuất thủ chỉ thấy một ngón tay huyết nhiên hướng lư hương cực lớn phía dưới cách không bắn ra một chỉ lập tức vang lên một tiếng nổ trầm thấp mùi tanh trên lư hương phát ra nhiều hơn đồng thời ánh sáng màu xanh lóe lên cũng càng lúc càng nhiều những ánh sáng màu xanh sau khi xoay tít một vòng lại biến ảo thành từng con quỷ phong lớn cỡ nắm đấm những cự phong này không chỉ trên đầu trải rộng những hoa văn giống như hình mặt quỷ mà thân hình cũng như ẩn như hiện dường như chúng không có thân thể thật sự vậy đi huyết nhiên phất tay vào về phía đối diện quát khẽ một tiếng âm thanh ông ông nổi lên hàng ngàn đầu quỷ phong hóa thành một đám trung đông như mây màu xanh nhạt lao thẳng tới phía đối diện bản thân huyết nhiên thì bay lên chính mình mang theo tám đoàn huyết quang chấp động một cái liền xuất hiện trên hư không ở giữa phi thuyền và tòa thành trong huyết quang tám đứa trẻ con hiện ra nụ cười quỷ dị đồng thời lại há miệng phun ra tám đạo cột sáng màu đỏ như máu trực tiếp đánh về phía tu la thù tộc mẫu tu la thù tộc mẫu vốn còn muốn nói chuyện gì đó với lão già bên cạnh nhưng vừa thấy đối phương không hề kiêng nể mà công kích như thế trong lòng vô cùng giận dữ ánh sáng màu bạc bên ngoài thân nàng lóe lên, chấp động một cái đã xuất hiện ở trong hư không, một ngón tay vung lên nhất thời một đoàn kim quang trước người chợt tách ra, kim quang này xoay tít một vòng, toàn bộ tám đạo cột sáng màu đỏ như máu kia sau mấy tiếng phốc phốc thì toàn bộ đều bị ngăn lại. Lúc này kim quang mới thu về hiện ra hình dạng chân thực là một cái thuẫn màu vàng cao hơn hai trượng đang che chắn vô cùng chặt chẽ cho phụ nhân ở phía sau. Bọn người Hàn Lập và Lão già họ dịch thấy hai người giao thủ đều nhìn không rời mắt, nhất thời cả hai bên đều không có ý trực tiếp nhúng tay tranh đấu. Lúc này một đám quỷ phong bỗng như gió cuốn bay đến người phụ nhân rồi hóa thành một làn mây màu xanh nhạt đánh xuống người nàng. Tu la thù tộc mẫu hử lạnh một tiếng, một ống tay áo hất lên không trung tức thì một làn sáng màu trắng dài hơn chục trượng phá không chém ra, chỉ sau một cái chớp mắt đã mạnh mẽ đem làn mây màu xanh bổ ra làm đôi rồi xoay tít quanh nó tạo thành hình như cầu vòng bay múa. Lập tức thanh âm bang bang từ trong đám mây truyền tới cũng không biết bạch quang kia là thần thông hay bảo vật gì mà chỉ quấn quanh đám gió kia vài vòng đã làm toàn bộ bề mặt quỷ phong dung lên rồi nổ mạnh hóa thành từng đoàn ánh sáng màu xanh một lần nữa trôi nổi trong hư không huyết nhiên thấy vậy chẳng những không giật mình mà còn nhe răng cười nhanh ác rồi há miệng phun ra mấy đoàn tinh khí màu đỏ như máu chui vào trong lư hương cực lớn kia âm thanh quỷ khóc thoáng cái lại rõ ràng hơn vài phần bên trong các cây nến cũng chấp động thân hình nổi lên những tia máu nhỏ một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện những ánh sáng màu xanh phía xa xa bỗng ngưng tụ lại thành hình vô số đầu quỷ phong hiện ra hoàn hảo như lúc ban đầu. Không chờ tu la thù tộc mẫu sắc mặt trầm xuống định thúc dục bạch quang tiêu diệt, những đầu quỷ phong kia vừa hiện thân lập tức mơ hồ rồi biến mất hết. Sau một khắc, hư không bên cạnh bỗng có tiếng cuồng phong rít lên tường lưỡi đao gió mờ ảo hiện ra, chúng suy suy một tiếng rồi bắn về hướng phụ nhân. Những công kích trông bình thường này lại khiến cho tu la thù tộc mẫu siết chặt nắm tay lại, một tay nhanh như thiểm điện hướng kim thuẫn vỗ một cái, tiếng nổ mạnh như chuông ngân vang lên, cự thuẫn màu vàng mơ hồ một cái liền biến thành một tầng hào quang màu vàng bảo hộ phụ nhân ở bên trong. Chỉ một khắc sau những lưỡi đao gió chẳng chịt đã như bão tố chém lên trên tầng hào quang, chỉ trong chốc lát chúng đã làm cho linh quang màu vàng trên tầng hào quang trở nên nhộn nhạo nhưng vẫn vững như Thái Sơn đem những lưỡi đao gió chặn đứng ở bên ngoài. Không chỉ như thế, Tu La thủ Tộc Mẫu sau khi dùng bí thuật thúc dục kim thuẫn, bàn tay trắng như ngọc khẽ động vỗ một cái lên trên mái tóc, lập tức một ít sợi tóc dài rơi xuống, nàng cười lạnh một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn thổi lên sợi tóc. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, những sợi tóc dài màu đen kia biến mất trên tay phụ nhân. Trong nháy mắt trời đất trở nên ảm đạm, hơn 10 con chăn lớn màu đen phá không lao thẳng tới phía vị đại thừa huyết nhiên này. Huyết nhiên cũng không dám lãnh đạm, thần sắc hơi động, một tay bấm niệm pháp quyết, tám đứa trẻ bên trong huyết quang bỗng mở miệng gầm nhẹ, hoa văn bên ngoài chúng tỏa sáng sau đó từ bên trong huyết quang chúng điên cuồng lớn lên rồi biến ảo thành tám gã ác quỷ dữ tợn có sừng trên đầu trực tiếp đón đỡ hơn 10 con chăn lớn màu đen kia. Tám gã ác quỷ toàn thân ánh lửa sáng màu đỏ chớp động liên tục, 10 ngón tay chúng biến thành những lưỡi dao sắc bén chém lên người những con chăn do tu la thủ tộc mẫu tạo ra ngay tức thì làm cho từng mảng vẩy và máu thịt cuồn cuộn rời xuống. Những con chăn này dựa vào thân hình khổng lồ cùng sức lực khủng bố, thân hình chúng lúc quét ngang, lúc đập xuống, những nơi chúng đi qua giống như vòi rồng xuất hiện. Đồng thời miệng há to lộ ra những cái răng nanh lớn bên trong điên cuồng cắn xuống mấy con ác quỷ, thỉnh thoảng phun ra những luồng khí độc màu xanh lục vô cùng hung ác. Trong lúc này trên bầu trời chấn động liên hồi, những tiếng gào thét và tiếng gầm đan xen với nhau, khói xanh cuồn cuộn cùng với máu hoặc là từng đôi đấu với nhau một chỗ hoặc là truy đuổi nhau khắp nơi trên bầu trời. Tuy nhiên rõ ràng là tám đầu ác quỷ kia hơi yếu hơn so với đám chăn kia một chút. Huyết nhiên sắc mặt hơi có chút khó coi, một tay rụt vào trong tay áo đang định tế ra một kiện bảo vật khác thì tu la thù tộc mẫu ở phía đối diện chợt lóe hung quang, bỗng nhiên nàng vỗ một cái lên đỉnh đầu, một đoàn sáng xanh từ đó bắn ra nhoáng cái biến thành một con nhện khổng lồ to lớn như núi. Con nhện này chẳng những toàn thân màu xanh như ngọc mà quanh người còn trải đầy lông cứng như cương châm, phốc một tiếng con nhện đã biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng. Huyết nhiên cả kinh, đang định phản ứng thì phía bên kia phụ nhân sau khi thả ra con nhện ra lại tiếp tục há miệng phun ra vô số sợi tơ màu xanh phá không bắn ra, một tiếng nổ lớn suy suy vang lên, chớp mắt vô số sợi tơ đã xuất hiện gần sát huyết nhiên. Mà nguy hiểm hơn là ngay lúc này trên đỉnh đầu huyết nhiên bỗng chấn động, một đôi chân đầy lông cứng như móc câu từ trong hư không lộ ra hướng đỉnh đầu hắn hung hăng đánh xuống. Huyết nhiên trong lòng dùng mình, không suy nghĩ thêm, một tay từ trong áo lấy ra một cây roi ngắn màu vàng nhạt, không nói hai lời hướng không chung quất ra lập tức âm thanh sấm sét vang lên, hư ảnh một tòa núi hơn trăm trượng màu vàng nhạt lóe lên hiện ra vừa vặn chắn ngay phía trước hai cái chân kia. Sau hai tiếng ba ba, hư ảnh ngọn núi lóe lên rồi nhẹ nhàng bị bắn ngược trở lại. Những sợi tơ màu xanh kia không có gì ngăn cản chợt bộc phát ra ánh sáng kỳ lạ dường như chúng muốn trực tiếp đâm vào bên trong hộ thể linh quang của huyết nhiên. Nhưng đúng lúc này trước mặt huyết nhiên lóe lên ánh sáng màu vàng tím, một cái côn ảnh cực lớn không có dấu hiệu nào báo trước chợt nhoáng lên rồi biến thành một màn sáng màu vàng tím chặn đứng toàn bộ các sợi tơ do Tu La thủ tộc Mẫu phóng ra. Ngay khi đó, không gian bên cạnh huyết nhiên chấn động hiện ra thân ảnh Hắc Lân tay cầm một cây côn dài màu vàng tím, thần sắc vô cùng dữ tợn. Chương 2283, cuộc chiến với Tu La thủ hai. Tộc mẫu Tu La thủ thấy vậy giận quá hóa cười, nói một tiếng được xong bỗng nhiên hai tay trà sát vào nhau rồi cùng dơ lên chỉ thấy từng điểm tinh quang hiện ra cùng với tiếng oanh minh nổi lên những điểm sáng chẳng chịt nhau này hiển hiện trước người nàng ta lập tức như có linh tính mà bắn về phía đối diện cứ như muốn nhanh chóng hạ gục cả hai người bọn huyết nhiên ngay vậy nhất thời cả ba người đều thi triển thần thông rồi quấn lấy nhau bên trên thạch thành bốn gã tu la thù trưởng thành đứng thấy tình hình này thì liếc mắt nhìn nhau sau đó chúng truyền âm nói chuyện vài câu rồi đồng thời gầm nhẹ một tiếng khoanh chân ngồi lên trên đầu thành hai mắt nhắm nghiền còn miệng thì liên tục lẩm bẩm trong tiếng chú ngữ phát ra, đỉnh đầu của bốn người đồng thời khai mở. Những đoàn ánh sáng xanh lớn cơ cái chậu rửa mặt từ đó bắn ra rồi quay tròn trên không trung ngưng tụ lại với nhau biến ảo thành hình dáng một con nhện cực lớn. Con nhện này kích thước to lớn còn hơn cả con nhện do phụ nhân kia biến ảo ra, chỉ là thân hình nó hơi mơ hồ trông gần giống như một cái pháp tướng. Hư ảnh con nhện to lớn vừa hiện ra, lập tức hóa thành một tia sáng màu xanh lao thẳng về phía chiến trường. Bốn gã tu la thù trưởng thành này cuối cùng đã hết kiên nhẫn, Chúng chuẩn bị xông lên trợ giúp chủ mẫu của mình một tay. Mạc Giản Ly ở đối diện, lão vừa thấy cảnh này, sắc mặt tức thì trầm xuống nhưng không thấy có cử động gì, thân hình bỗng mơ hồ một cái rồi không chút dấu hiệu nào mà biến mất tại chỗ. Sau một khắc, phía trước hư ảnh con nhện kia bỗng chấn động, một luồng kiếm khí lạnh lẽo đón đầu phá không chém tới. Hư ảnh con nhện thấy thế há to miệng bắn ra một cái lưới óng ánh cuốn về phía trước muốn ngăn cản kiếm quang lại. Mặc dù vậy sau khi ánh sáng xanh thu về, hư ảnh con nhện không thể không dừng lại trên không trung lúc này trước người hư ảnh con nhện chấn động mạc giản ly tay cầm một thanh đoàn kiếm chợt hiện ra vừa nhìn vừa đánh giá hư ảnh con nhện này lão không nói hai lời mà đem vật cầm trong tay ném lên không trung làm vang lên một tiếng xé gió bóng kiếm tầng tầng lấp lấp hiện ra hóa thành một tòa kiếm sơn lao thẳng tới đối diện bốn tên nam nữ do tu la thù trưởng thành biến thành đứng trên đầu thành thấy vậy tức thì biến đổi pháp quyết hư ảnh con nhện bổ nhào về phía trước không thèm nhìn tới hư ảnh kiếm sơn mà xuyên qua nó lao thẳng về phía mạc giản ly. Mạc giản ly thấy thế thì trong lòng dùng mình, một bảo vật có hình dáng một khối gạch sáng óng ánh bắn về phía trước. Cánh tay lão nhấc lên, một ngón tay ngưng trọng chỉ về phía đối diện. Khối gạch óng ánh quay tít một vòng, bỗng nhiên ánh sáng màu lam bừng lên. Nó lại hóa thành một hình thái cực đồ đập đến phía trước mặt. Mà ở chỗ ngón tay vừa chỉ ra, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng màu đen nhàn nhạt, nhạt, hư không phía trước bỗng chốc trở nên ảm đạm, thoáng một cái đổ sụp xuống giống như có một cỗ lực lượng vô hình vừa sinh ra vậy. Oanh một tiếng, hư ảnh con nhện to lớn vung hai chân trước lên, từng đạo chảo ảnh hiện ra trên không chạm vào thái cực đồ phát ra những tia sáng sắc lạnh. Thái cực đồ bị chém ra thành vô số mảnh nhỏ, nhưng chỉ sau một khắc, thân hình khổng lồ của nó bỗng chạm vào cỗ lực lượng vô hình mà phải dừng lại, thân thể nó bỗng trở nên ngưng trệ không tự chủ được. Trên mặt mạc giản ly lóe lên nụ cười lạnh lẽo, bỗng nhiên từ trong miệng thốt ra một chữ bảo, lập tức từng mảnh vỡ từ thái cực đồ sáng lên phát ra ánh sáng màu xanh lam rồi nổ ầm ầm một cỗ lực lượng kỳ hàn không gì sánh được từ đó tỏa ra hư ảnh con nhện khẽ run lên bên ngoài thân bị tầng tầng băng lạnh bao phủ chỉ trong nháy mắt nó đã bị đóng băng trong một khối băng lớn màu xanh ra trời mạc giản ly lúc này tỏ ra vui vẻ ngón tay vừa điểm ra chợt thu lại một cánh tay khác phất ra một đạo phù lục đen kịt vào trong hư không ném thẳng về hư ảnh con nhện bị đóng băng một tiếng oanh trầm thấp vang lên phù lục màu đen sau khi bay lên không trung lập tức biến hóa ra một hư ảnh quái thú đầu rồng thân phượng, toàn thân màu đen, hư ảnh quái thú há cái miệng lớn vô cùng dữ tợn ra lao xuống phía dưới. Hư ảnh này chưa đập xuống mà một cỗ khí tức khủng bố khiến cho người ta hồn phi phách tán đã ập đến, một tên đại thừa kỳ bình thường cơ bản không thể nào ngăn cản được. Bốn tên tu la thù trưởng thành thông qua thần niệm cảm ứng, sắc mặt đồng thời biến đổi. Cả bọn không hẹn mà cùng mở trợn hai mắt. Cùng thời gian hư ảnh quái thú đầu rồng thân phượng lóe lên lập tức nhảy vào bên trong khối băng. Nhưng chỉ trong thời gian tích tắc hư ảnh con nhện bên trong đã phanh một tiếng hóa thành từng điểm sáng xanh lục tản ra xung quanh, lại lóe lên một cái toàn bộ chúng đã xuất hiện bên ngoài khối băng. Hư ảnh quái thú màu đen hiện ra trong băng liền chụp vào khoảng không, sau một tiếng giết thân hình nó bỗng nhạt đi rồi biến mất. Lúc này những điểm sáng xanh lục bên ngoài khối băng quay tròn rồi một lần nữa ngưng tụ thành bốn đốm lửa sáng không chút trần trừ bay trở về phía đầu tường. Chúng lắc lư mấy cái sau đó nhao nhao chui vào trong thân thể của bốn gã tu la thù trưởng thành, biến mất không thấy đâu nữa. Thân hình bốn gã tu la thù trưởng thành chấn động, trong mắt đều lóe lên tinh quang. Sau một khắc bốn đạo cầu vồng từ trên đầu thành bay lên trời, quay một vòng liền lao thẳng tới bên người Mạc Giản Ly. Mạc Giản Ly thấy một kích chuẩn bị kỹ lưỡng ban nãy không thành công trong lòng hơi thất vọng, nhưng thấy bản thể của bốn tên tu la thù trưởng thành đánh tới thì nội tâm không khỏi trầm xuống. Từ trong miệng mạc giản ly ngân lên một tiếng thét dài rồi tung người nhảy xuống biến thành một vầng sáng trắng hồng minh đón. Phía sau mạc giản ly chấn động, một con bạch hổ và một con hỏa phượng màu đỏ hồng cùng lúc hiện thân theo sát đạo bạch hồng hướng tới bốn gã tu la thủ trưởng thành bắt đầu tranh đấu. Thanh âm ầm ầm thoáng cái vang lên liên tục không ngớt. Tuy mạc giản ly có hai con linh sủng tương trợ, nhưng so về thực lực vẫn không bằng bốn gã tu la thủ trưởng thành. Thế nhưng mỗi khi thấy không thể ngăn cản được, Mạc Giản ly tức thì nhanh tay nhanh mắt ném ra ngoài một cái phù lục thần bí hoặc đánh ra công kích nào đó vô cùng uy lực hoặc là biến ảo ra một hai cái ảo ảnh quái thú có khí thức vô cùng quỷ dị. Nhờ đó mới miễn cưỡng ngăn cản được bốn con tu la thủ trưởng thành đang điên cuồng tấn công. Lão già họ Dịch sắc mặt hơi động, một bàn tay bên trong tay áo lóe lên linh quang nhàn nhạt, nhạt, từ đó xuất hiện một đồng tiền màu vàng kim óng ánh. Lão đang định âm thầm tế xuất ra, nhưng đúng lúc này một thanh âm nhàn nhạt, nhạt bỗng vang lên bên tai đối thủ của đạo hữu là ta, tốt nhất người chớ nên quan tâm tới chuyện khác thì hơn. Vừa dứt lời, một cỗ linh áp cực kỳ kinh khủng từ bên trên ép xuống, với tu vi của lão già họ dịch mà trong lòng cũng phát lạnh, không cần nghĩ ngợi, đầu vai lão nhoáng lên một cái đột nhiên biến mất trên đầu thành không thấy bóng dáng. Sau một khắc, hư không phía trên đầu thành hơn vạn trượng bóng chấn động, lão già họ dịch yên lặng hiện ra, lão nhìn chằm chằm về phía đối diện không chớp mắt như gặp phải đại địch. Tại cách xa hơn trăm trượng, Hàn Lập đứng chắp tay sau lưng ở đó cũng đang đồng dạng đánh giá lão già họ dịch nhưng sắc mặt thì vô cùng bình tĩnh. Xem ra chư vị đạo hiếu đã tính toán rất chu toàn, sớm đã chọn xong đối thủ, có điều các hạ lựa chọn tại hạ, chẳng lẽ tự thấy có khả năng thắng được lão phu hay sao, hung quang trong mắt lão già họ dịch lé lên, chậm rãi nói. Đạo hiếu nói vậy là sai rồi, không phải ta lựa chọn đạo hiếu, mà là những người khác đã chọn hết chỉ còn lại các hạ mà thôi về phần ta có thắng được hay không thì đương nhiên chỉ có thử qua mới biết được rồi hàn lập mỉm cười không chút hoang mang nói hừ được lắm xem ra đạo hữu vô cùng tự tin đã như vậy thì cứ lấy thực lực ra phân cao thấp đi lão già họ dịch sắc mặt trầm xuống thanh âm trở nên cực kỳ dữ tợn nói xong lời này một tay hắn lật lên trong tay có thêm một chiếc đèn cổ màu xanh ngón tay bắn ra ngọn lửa bắc trong ngọn đèn lóe lên lập tức ngọn đèn phát ra ánh sáng màu tím như ẩn như hiện một tay lão già vung lên miệng quát một tiếng khởi lập tức một khí thức hoang dã khó nói nên lời từ trong ngọn lửa của đèn phát ra đèn lửa đột nhiên rung lên xuất hiện thêm nhiều cái ảo ảnh chín cái đèn nhỏ bằng đồng lớn bằng cái chén giống nhau như đúc hiện ra sau khi xoay một hồi chúng xếp lại thành hình tam giác rồi chậm rãi chuyển động trong không trung cánh tay lão già họ dịch xếp thành các loại thủ ấn chín đạo pháp quyết khác nhau lập tức bắn lên trên chín cái đèn bằng đồng ánh sáng màu tím tỏa ra mãnh liệt chín cái đèn lửa đồng thời bay ra không chung, xoay tít một vòng trong hư không rồi hóa thành một ngọn lửa màu tím. Trong chốc lát, tiếng thanh minh phát ra, một con chim màu tím dài hơn một xích hiện lên từ trong ngọn lửa. Con chim này dáng vẻ uyển chuyển, lông cánh dài màu tím, hai con mắt tỏa ra ánh sáng màu lửa hồng óng ánh như pha lê, đúng là một con khổng tước màu tím cực kỳ xinh đẹp. Linh cầm vừa hiện ra bỗng ngửa đầu phát ra một tiếng kêu thanh minh thẳng lên trời, lập tức ánh sáng màu tím bên ngoài thân sáng rực lên, sau đó thân hình nó điên cuồng lớn lên thành một con quái vật khổng lồ cao ba bốn mươi trượng. Phốc phốc một tiếng, lông cánh trên người khổng tước thoáng cái đón gió mà thiêu đốt lên, biến thành một ngọn lửa tím cuồn cuộn. sau khi hai cánh rung lên lập tức hóa thành một đám mây màu tím rộng hơn một mẫu bay lên trời. Hàn lập nhìn thấy cái đèn màu xanh thì trên mặt liền hiện ra vẻ khác thường, cho tới khi tử sắc khổng tước bị triệu hoán ra thì lập tức tỏ ra hơi giật mình. Mộ lan thánh cầm, thân sắc hàn lập trở nên cực kỳ quái dị hắn dùng một thanh âm thấp tới không thể nghe thấy thì thào một tiếng. con tử sắc khổng tước này bất kể là phương thức triệu hoán hay hình thái khí tức trên người, thình lình đều giống hệt như mộ lan thánh cầm được triệu hoán ra từ cổ đăng mà hắn gặp năm đó ở nhân giới. tất nhiên là thực lực của hai bên khác nhau một trời một vực. mộ lan thánh cầm năm đó chỉ có thực lực sắp xỉ hóa thần kỳ mà thôi, còn con tử sắc khổng tước này có linh áp khủng bố gần như tiếp cận tu vi đại thừa. dù là hàn lập cũng không thể nào quá xem thường nó được. Tâm niệm hàn lập xoay chuyển không thôi, tuy nhiên không chờ hắn suy tưởng điều gì, lão già họ dịch phía xa đã há miệng ra, linh quang nổi lên, lão ghìa lại tiếp tục phun ra một cái gương cổ màu vàng, tiếp đó một bàn tay lật lên, trong tay bỗng có thêm một quyển trục màu bạc. Lão già họ dịch không hề do dự đồng thời thúc giục cả hai kiện bảo vật. Cái gương cổ kia xoay tròn trên đỉnh đầu lão già, hư không sau lưng lão lúc này vô số ánh sáng màu vàng chấp động, khoảng hơn một ngàn mặt gương màu vàng độc nhất vô nhị hiện ra trăng chịt. Mà cái quyển trục màu bạc kia sau khi từ trong tay bay ra, lập tức phốc phốc một tiếng tự động mở ra, từ trên mặt nó tuôn ra vô số linh văn màu bạc nhao nhao ngưng tụ biến ảo thành 18 tên giáp sĩ áo bạc khuôn mặt đờ đẫn. Những tên giáp sĩ này hoặc là cầm đao hay cầm thương dài hoặc là đeo bộ cung tên màu bạc sau lưng. Cả đám phát ra khí thức lạnh lẽo như là từ huyền băng đúc thành. Đi, giết chết tên đối diện kia. Lão già họ dịch hai mắt đỏ hồng, dùng một tay chỉ về phía hàn lập đối diện, quát lên một tiếng gầm nhẹ tử sắc không tước nghe vậy lập tức thúc giục đám mây màu tím hùng hổ cuốn về phía đối diện. Hơn một ngàn mặt gương chợt lóe lên, vang lên tiếng sấm nổ, từng đám lửa màu vàng từ đó vọt ra, ùn ùn kéo về phía trước. 18 tên giáp sĩ màu bạc tức thì thân hình khẽ động, cũng thi nhau bay về phía hàn lập bên kia. chương 2284, cuộc chiến với Tu La Thủ Ba. Hàn lập thấy thế, cũng đành bỏ qua suy tưởng về sự tình của mộ lan năm xưa. Hắn thở nhẹ một hơi, tay áo hướng trước người phất lên, một quầng lửa màu bạc từ đó bắn ra, lóe lên một cái hóa thành một con chim lửa màu bạc. Con chim lửa này vừa hiện thân, phát ra một tiếng kêu thánh thoát, đồng thời thân hình cũng điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt đã biến thành một quái vật khổng lồ không hề thua kém từ sắc khổng tước kia. Hai cánh chim lửa khẽ vẫy liền kéo theo cuồn cuộn lửa bạc hướng hỏa vân màu tím kia bay đến. Hai con chim khổng lồ chưa chạm vào nhau mà hai luồng hỏa vân màu sắc khác nhau đã cùng lúc đánh tới trước thân hình hai con hỏa điều chấp động một cái lập tức liền trực tiếp lao vào dùng thân thể cắn xé nhau từ trong đó phát ra những âm thanh chiếu chiếu liên tiếp không ngừng hai luồng hỏa cầu màu sắc khác nhau vô cùng trói mắt dưới luồng hỏa vân lập lòe kia chúng đánh nhau kịch liệt phát ra những tiếng nổ vang hoặc truy đuổi nhau không chút tiếng động hai luồng lửa màu bạc và tím đan vào nhau làm cho cả bầu trời trên không được chiếu sáng rực rỡ luồng khí cực kỳ nóng bước tạo thành một làn sóng tỏa ra bốn phương tám hướng cùng lúc đó tại một nơi rất cao trên không trung chợt hiện ra ánh sáng màu vàng, hơn ngàn đám lửa màu vàng xuất hiện trên không nơi Hàn Lập đang đứng, rồi hùng hổ lao mạnh về phía hắn. Hàn Lập không chút hoang mang, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức thể nội vang lên tiếng kiếm dung thanh minh, 72 thanh tiểu kiếm màu xanh lập tức từ cơ thể bắn ra khắp nơi, quay tít một vòng trên không rồi biến hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang giống hệt nhau. Tay áo Hàn Lập lại phất lên không trung, miệng quát một tiếng phá. Lập tức, Mười đoàn kiếm quang màu xanh trên đỉnh đầu rung lên những âm thanh vù vù rồi kéo nhau hướng về phía không trung bắn đi. Ở nơi mỗi đám lửa màu vàng xuất hiện, ánh sáng màu xanh lóe lên, những đạo kiếm quang đã cứng rắn chém chúng ra làm hai nửa, sau khi sáng lên một cái thì triệt để biến mất. Lão già họ dịch đứng ở xa trong thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, tuy nhiên trong tay lại nhanh chóng bấm một pháp quyết cổ quái nào đó, hơn ngàn cái gương sau lưng đồng thời run lên nhẹ nhẹ, phát ra ánh sáng vàng chói mắt trên hư không nơi hàn lập tức thì hiện ra một vài điểm sáng âm thanh suy suy thật lớn vang lên những đốm lửa màu vàng bị chém thành từng mảnh nhỏ kia chấp động một cái lại quỷ dị hóa thành vô số kim mang phá không bắn xuống tới hay lắm hàn lập không hề thấy giật mình ngược lại còn cười to một tiếng một ngón tay đồng thời điểm về phía kiếm quang bên kia tất cả kiếm quang lúc này run rẩy một cái không một tiếng động biến mất tại chỗ sau một khắc trên đỉnh đầu hàn lập hiện lên ánh sáng xanh chói mắt kiếm quang màu xanh chẳng chịt vừa hiện ra đều cùng hướng về phía trung tâm tụ lại, biến ảo thành một đóa sen màu xanh lớn gần một mẫu. Bông sen này lay động một chút, ngay tức thì vô số bóng kiếm tuôn ra, từng đạo kiếm khí răng ra khắp nơi đem khu vực xung quanh bảo hộ vô cùng chặt chẽ. Kim mang chui vào trong màn kiếm khí liền nổ vang liên tục, hầu hết kim mang đều bị mạnh mẽ ngăn cản lại giữa không chung, chỉ có một số ít có thể cứng rắn xuyên thủng qua màn kiếm khí, nhưng đều lóe lên một cái liền bị kiếm liên sao lặng lẽ hút vào trong, không thấy có tiếng động gì nữa. Nhưng đúng vào lúc này tiếng xé gió vang lên, trước mặt Hàn Lập chấn động, ba mũi tên dài màu bạc bỗng nhiên lóe lên mà hiện ra, nhanh như sấm chớp xuyên qua hướng về phía mặt hắn bắn tới. Hàn Lập ồ nhẹ một tiếng, nhưng trên mặt lại không có chút biểu tình nào, một cánh tay nhấc lên, một ngón tay hóa thành màu tím vàng óng ánh chỉ về phía trước bắn ra hàng loạt tia sáng. Ba tiếng nổ đùng đùng vang lên, những tia sáng từ ngón tay bắn ra vô cùng chuẩn xác đánh trúng trước mặt ba mũi tên dài màu bạc. Hào quang tắt đi, ba mũi tên dài dừng lại một chút rồi hiện ra, nhưng liền như bị một sức mạnh cực lớn đẩy về, chúng dùng một tốc độ còn nhanh hơn khi tới bay ngược trở lại, lóe lên một cái đã biến mất trong hư không không thấy bóng dáng. Sau một khắc, phía xa xa vang lên ba tiếng phanh 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 trầm đục, trong hơn 10 tên giáp sĩ màu bạc, có ba tên bị xuyên thủng giữa đầu rồi ngã quỵ xuống, sau đó hóa thành từng điểm sáng màu bạc biến mất. Lão già họ dịch thấy một màn này, sắc mặt đại biến lập tức hướng về phía quyển trục màu bạc lẩm bẩm chú ngữ trong miệng từng đạo pháp quyết lóe lên chui vào trong quyển trục không thấy đâu nữa lúc này phía trên quyển trục màu bạc chợt hiện ra một ít phù văn như ẩn như hiện những tên giáp sĩ màu bạc còn lại hình thể thức thì tăng lên gấp đôi đứng trên hư không nhưng động tác của chúng trong chốc lát lại bỗng trở nên nhanh như điện sau mấy lần nhảy lên đã xuất hiện ở phụ cận hư không chỗ hàn lập đang đứng tay cầm binh khí không chút khách khí đánh về phía hàn lập chỉ thấy nào là kiếm đao giáo hiện ra, từng đạo kiếm khí nhọn như lưỡi dao hùng hổ cuốn về phía Hàn Lập. Trên mặt Hàn Lập hiện ra vẻ khinh thường, nói một câu chúc tài mọn, một tay cùng lúc vung lên phía trước người. Một vầng trăng tối tăm mờ mịt thoáng cái hóa thành một màn sáng màu xám hiện lên chắn phía trước người. Những kiếm khí hình lưỡi dao đang hùng hổ từ phía trên chém xuống, vầng trăng mờ chớp lên liên hồi, toàn bộ đều chui vào trong đó một đi không trở lại, không hề truyền ra tiếng động gì khác thường. Tuy nhiên lúc này, những giáp sĩ màu bạc thân hình trở nên mơ hồ tất cả chúng đều thuấn di một cái tới gần hàn lập trong gang tấc các loại binh khí chém xuống nhanh như thiểm điện đao kiếm chưa chạm vào thân thể từng mảnh hàn quang lạnh lẽo đã đi trước chém xuống trông như thể chuẩn bị mạnh mẽ chém màn sáng màu xám ra làm đôi vậy hàn quang trong mắt hàn lập chợt lóe lên không thấy hắn có bất cứ cử động gì trước người mây xám ngưng tụ như hóa thành thực thể liền đem những hàn quang này bắn ngược trở lại thanh âm ông ông từ màn sáng màu xám vang lên lập tức hóa thành một con sóng lớn rộng vài chục trượng tỏa xuống phía dưới những tên giáp sĩ màu bạc kia phản ứng cũng không hề chậm đem binh khí quét ngang một cái rồi bắn trở về phía sau nhưng quang ảnh làn sóng màu xám chợt ngưng tụ chẳng chịt những tia sáng liền từ giữa con sóng bắn ra lóe lên một cái lấy thế xét đánh không kịp bưng tay xuyên thủng qua thân thể những tên giáp sĩ màu bạc sau đó xoay tròn một cái đem những giáp sĩ màu bạc này trói chặt lại cơn sóng lớn màu xám cuốn xuống liền đem tất cả những tên giáp sĩ này bao phủ trong đó không còn chút phản kháng nào nữa phía xa lão già họ dịch thấy vậy trong mắt hiện lên hung quang bỗng há miệng phun ra một đoàn tinh khí lên trên quyển trục lập tức bảo vật này điên cuồng quay tròn liên tục cùng lúc đó những giáp sĩ màu bạc bị vòng sáng bảo vệ mờ mịt vây khốn bỗng nhiên toàn thân sáng ngời tản phát ra khí thức bạo liệt cực kỳ kinh người khí thức cuồn cuộn từ trong vầng trăng mờ điên cuồng phát ra dường như muốn đem màn sáng xung quanh xé rách trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia ngoài ý muốn, một bàn tay trong tay áo mở ra, năm ngón tay hướng về màn sáng màu xám phía hư không nhấn xuống một cái. Một tiếng oanh trầm đục vang lên, hào quang bạo liệt bên trong bị một cỗ sức mạnh không gì cản nổi ép xuống, hào quang lập tức trở nên ảm đạm rồi hóa thành những điểm sáng bạc tán loạn biến mất. Hàn Lập lúc này mới nhìn lướt qua phía trên bầu trời, chỉ thấy vệ linh hỏa đều đang cùng tử sắc khổng tước cắn xé nhau. Cả hai bọn chúng đều không phải thân thân thể thực sự, cộng thêm đều sử dụng một loại linh diễm huyền diệu. Nếu muốn phân thắng bại chính thức, xem ra không phải là việc trong thời gian ngắn có thể làm được. Hai mắt Hàn Lập hơi nhíu, đem ánh mắt thu hồi lại, tiếp đó hướng tới lão giả phía xa nói một câu lạnh như băng. Loại thủ đoạn nhỏ này, đạo hữu vẫn là không nên dùng thì hơn. Nếu các hạ đã không muốn dùng thần thông chính thức, vậy thì tiếp một kích của Hàn Mỗ rồi nói sau. Vừa dứt lời, Hàn Lập một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng kim quang lóe lên hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay màu vàng. Pháp tướng này vừa ngưng tụ, ba cái đầu phía trên đồng thời trợn to hai mắt, sáu cánh tay mơ hồ một cái, từng cánh tay đều đánh về phía hư không. Tiếng nổ mạnh ầm ầm như sấm phát ra trong không trung. Sáu đoàn kim quang từ bên trên pháp tướng bắn ra, chấp động một cái liền biến thành sáu cái quang cầu sao sao màu vàng đường kính lớn hơn một trường. Tiếng rít nổi lên, sáu cái quang cầu hung hổ đập tới lão già họ dịch bên kia. Lão già họ dịch thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, ngón tay không chút do dự điểm về phía hư không. Sau lưng hắn đông đảo những tấm gương màu vàng vù vù một tiếng, mặt gương lóe lên, từ mỗi tấm gương phun một sợi tơ vàng rất nhỏ. Những sợi tơ vàng chẳng chỉ tụ lại trước mặt lão già, hóa thành một tấm lưới cực lớn. Lão già thúc giục pháp quyết, tấm lưới khổng lồ run rẩy một cái, liền hướng phía sáu cái quang cầu đón đầu lao đi, những sợi tơ vàng đều tản ra hào quang chói mắt, dường như chúng muốn đem tất cả quang cầu hốt gọn một mẻ. Tuy nhiên ngay trước khi tấm lưới khổng lồ cùng quang cầu tiếp xúc, chóc chốc lát, Hàn Lập ở phía đối diện quát ra một tiếng động tuyển kim quang, ngón tay cùng lúc điểm về phía xa một cái. Lúc này, sáu cái quang cầu màu vàng lắc lư một cái, chợt mơ hồ hợp nhất lại thành một thể, hóa thành một cái vòng xoáy vàng rực. Vòng xoáy này vừa xuất hiện, tức thì xoay tròn lên, từ trung tâm bay ra vô số phù văn năm màu, đồng thời tuôn ra một cỗ hấp lực vô cùng to lớn. Tấm lưới màu vàng khổng lồ kia mặc dù cũng cực kỳ huyền diệu, nhưng không cách nào có thể ngăn cản được cỗ hấp lực to lớn này vừa tiếp xúc một cái sau một tiếng gào thét đã bị hút vào trong đó hơn nữa hiện ra bên trong rõ ràng đã bị quay cho nát bấy lão già họ dịch cả kinh đột nhiên vỗ lên khối ngọc bội rắt bên hông vật đó vang lên một tiếng bỗng nhiên hóa thành một con dao long màu trắng dương nanh múa vuốt lao thẳng tới vòng xoáy vòng xoáy màu vàng chỉ phát ra từng trận âm thanh tiếp đó phù văn bay vọt ra liền lập tức lóe lên cũng đem dao long hút vào trong đó một lát sau bên trong vòng xoáy vang lên tiếng nổ, ngọc bội bên hông lão giả không một tiếng động mà biến thành bột phấn. Lần này sắc mặt lão giả họ dịch thực sự đại biến rồi. Tuy nhiên, mắt thấy vòng xoáy màu vàng không tiếp tục lao tới nữa, mà nhấp nhô mấy cái rồi xuất hiện ở phía trước đó không xa, lão giả họ dịch lại khôi phục lại sự bình tĩnh, hai tay bỗng đồng thời bấm niệm pháp quyết. Sau lưng vang lên tiếng vù vù, đột nhiên từ phía sau năm loại hào quang màu sắc khác nhau phát ra. Vòng sáng bảo vệ năm màu này sau khi quay tít một vòng, đột nhiên hướng hư không trước người quét qua. Phốc một tiếng, vòng xoáy màu vàng bị hào quang năm màu quét qua, lóe lên một cái không thấy đâu nữa. Ngũ sắc thần quang, ngươi là người của ngũ quang tộc trong phi linh tộc, Hàn Lập mặc dù trong nội tâm sớm đã có suy đoán, nhưng vừa thấy tình hình quỷ dị này vẫn không khỏi khẽ giật mình bật thốt ra. Ha ha, không thể tưởng được đạo hữu lại có ánh mắt sắc bén như vậy, liếc mắt một cái đã đoán ra lai lịch của lão phu. Đã như vậy, tại hạ cũng không cần che giấu làm gì nữa, để cho các hạ thấy một chút sự lợi hại chính thức của ngũ sắc thần quang. Lão già họ Dịch thấy Hàn Lập vừa nhìn đã gọi ra bổn mạng thần thông của chính mình, đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức sắc mặt giữ tợn cuồng kiếu một trận. Tiếp theo chỉ thấy hắn ngay tại chỗ xoay một vòng, trời quang bỗng vang lên một tiếng sét đánh, cùng lúc đó một quầng sáng năm màu tỏa ra, từ đó hiện lên một con ngũ sắc khổng tước sao 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 lớn cỡ mấy trượng, nó ngửa đầu lạnh lùng quét qua Hàn Lập hai con mắt tinh quang chớp động liên tục khiến cho người ta có một loại cảm giác toàn thân như bị đông cứng thành băng vậy. chương 2285, cuộc chiến với Tu La Thủ 4 Của thật là thần diệu của thân thể ngũ sắc khổng tước, không nghĩ tới nhất tộc của đạo hữu vậy mà còn có kẻ mạnh như ngươi. Như thế tại hạ lại càng muốn cùng các hạ luận bàn một chút đấy. Đồng tử Hàn Lập co rụt lại một chút, bỗng nhiên cười nói. Luận bàn, ngươi có ý gì? Trong mắt ngũ sắc khổng tước chợt lóe lên dị sắc, từ miệng nó phun ra tiếng người. Ha ha, Hàn Lập ngửa đầu ngáp một cái, không nói thêm gì, khí tức trên người chợt biến đổi, một ngọn lửa sáng năm màu từ thể nội phát ra. Bên trong ngọn lửa năm màu chấp động, thân ảnh Hàn Lập mơ hồ một cái, cũng biến thành một con linh cầm cực lớn, rõ ràng lại là một con ngũ sắc khổng tước khác. Cái gì, người cũng là người của ngũ quang tộc không, khí tức này không đúng. Thì ra người chỉ là luyện hóa một ít chân huyết thánh cầm của bồn tộc mới có thể biến hóa thành thân thể thánh cầm đấy. Ngũ sắc khổng tước phía đối diện đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay sau đó dị quang trong mắt chợt lóe lên, lập tức phát hiện ra chỗ khác nhau rất nhỏ trong đó. Các hạ đúng là là tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt một cái đã nhìn rõ thuật biến hóa của hàn mỗ. Hàn lập cười lạnh một tiếng, con khổng tước vừa biến thành dung hai cành lên, toàn thân hào quang năm màu rực rỡ, lập tức hóa thành từng con sóng ánh sáng cuồn cuộn cuốn về phía đối diện. Tốt, rất tốt, ngươi lại có can đảm sử dụng thần quang thuật trước mặt lão phu, vậy thì để lão phu dạy cho ngươi một bài học. Để cho ngươi biết thế nào mới là ngũ sắc thần quang chân chính. Lão già họ dịch giận quá hóa cười nói, vừa dứt lời, khổng tước do hắn biến thành, lông cánh dài bên ngoài thân rung lên, bỗng nhiên hóa thành vô số mũi tên năm màu bắn về phía trước mặt. Thanh âm suy suy thoáng cái tràn ngập khắp bầu trời, ngọn lửa sáng năm màu ở phía đối diện đang cuồn cuộn cuốn tới vừa tiếp xúc với những mũi tên này đã bị xuyên thủng vô số lỗ thủng lớn nhỏ không đều nhau con sóng lớn năm màu phía dưới lập tức trở nên chậm lại những mũi tên này không có gì ngăn cản lại tiếp tục bắn thẳng đến phía Hàn Lập Hàn Lập thấy thế thì hơi nao nao nhưng khổng thước biến thành lập tức lông cánh dài cũng đồng dạng rung lên bên ngoài thân hào quang ngưng tụ hàng loạt những tia sáng năm màu từ đó bắn ra mỗi một tia sáng năm màu chấp động xuống đều đánh chúng từng cái mũi tên một cách vô cùng chuẩn xác nó quấn quanh mũi tên một cái rồi ra sức ép chặt một hồi thanh âm bột bột liên tục truyền đến những mũi tên vừa hiện ra đã bị mạnh mẽ cắt thành vô số mảnh vỡ những tia sáng này sau đó trở nên mơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ sau một khắc trước người con khổng tước năm màu do lão già họ dịch biến thành chấn động những tia sáng chẳng chịt từ hư không bắn ra run lên một cái rồi bắn xuống dáng vẻ như muốn đem hắn trói chặt lại nhưng những tia sáng này vừa tiếp xúc với lão già họ dịch bỗng nhiên hào quang năm màu bên ngoài thân hình con khổng tước sáng lên rực rỡ tia sáng phốc phốc một cái Lé lên rồi chui vào trong đó mà không có tác dụng gì. Phía xa Hàn Lập thấy vậy thì trong nội tâm dùng mình. Khổng tước do lão già họ dịch biến thành ngửa đầu phát ra một tiếng kêu vang, phòng ánh sáng hộ thể năm màu trên một cái móng vuốt đột nhiên chấp động, hướng về phía hư không đánh ra một chảo. Phốc phốc một tiếng trầm đục, một cái cự chảo lớn gần một mẫu, vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng trong hư không hướng tới phía khổng tước do Hàn Lập biến thành đập xuống. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, thân hình khổng tước chỉ mơ hồ một rồi đột nhiên biến mất, lóe lên xuất hiện ở bên ngoài chỗ cũ vài chục trượng, đồng thời há miệng phun ra một ngọn lửa bạc bắn về phía cự trảo. Cự trảo kia trông như có vẻ to lớn chậm chạp, nhưng vừa thấy ngọn lửa bạc vừa phóng đến đã cực kỳ mau lẹ vỗ xuống một cái. Một tiếng trầm đục vang lên, mặt ngoài cự trảo những tia sáng năm màu lưu chuyển một hồi thoáng cái đem ngọn lửa siết chặt trong năm móng vuốt. Con khổng tước do lão già họ dịch biến thành ở phía xa nhanh như thiểm điện cùng lúc xông tới. Chào còn chưa hạ xuống mà bốn phía hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số phù văn như ẩn như hiện, mơ hồ như có tầng tầng cấm chế vô hình giam cầm Hàn Lập cực kỳ chặt chẽ. Hai cánh khổng tước do Hàn Lập biến thành rung lên, phát ra một quầng lửa sáng lớn năm màu cuốn tới những phù văn kia, nhưng cứ như gặp phải khắc tinh lóe lên cái đã bị diệt sạch. Hàn Lập cả kinh, không chút do dự, trên người hào quang năm màu sáng rực lên, tất cả lông vũ trên người khẽ rung rồi đồng thời thoát ra khỏi cơ thể bắn đi sau đó quay tròn trong hư không ngưng tụ thành hơn 10 đạo kiếm quang năm màu diễm lệ dị thường, lóe lên hướng về bốn phía điên cuồng chém xuống. Một loạt âm thanh chói tai như kim loại va chạm truyền đến. Những kiếm quang năm màu chém lên những phù văn kia lại như là đụng phải kim loại vô cùng rắn chắc bị mạnh mẽ bắn ngược trở lại, không cách nào phá vỡ tầng cấm chế này. Khắc khắc, thần thông cố hóa thiên địa của lão phu nào có dễ dàng phá bỏ như vậy, đạo hữu hãy ngoan ngoãn chịu chết đi thôi. Lão già họ đích thấy một màn này vui mừng quá đỗi, khổng tước biến thành phun ra tiếng người, một chùm móng vuốt khác đồng thời chụp về phía đối diện. Trên không chỗ hàn lập chấn động, một cái cự chảo phát ra hào quang năm màu khác hiển hiện ra, đồng dạng chụp xuống phía dưới. Lập tức phụ cận hư không lại có thêm vô số phù văn năm màu hiện lên. Khổng tước do hàn lập biến thành chỉ cảm thấy thân hình siết chặt, không thể nhúc nhích một chút nào. Cứ như vậy, trong ánh mắt cuồng nghỉ của lão già họ dịch, hai cái cự chảo trước sau lao xuống như thiểm điện. Chảo ảnh cực lớn lập tức ép xuống, tạo ra một trận vòi rồng, hư không phía dưới chịu ảnh hưởng của nó mà trở nên méo mó, khổng tước do hàn lập biến thành lập tức bị dìm ngập vào trong đó. Lão già họ dịch cuồng cứu một hồi, hắn có thể sử dụng ngũ sắc thần quang mà đơn giản giải quyết đại địch này, thật là một sự bất ngờ ngoài ý muốn. Tuy nhiên để phòng ngừa vạn nhất, khổng tước do hắn biến thành đằng không bay lên, hai cánh rung lên, bên ngoài thân vòng sáng hộ thể năm màu lưu chuyển bất định thoáng cái biến thành ánh sáng hơi mờ như ngọc lưu ly. Tiếp đó ngũ sắc khổng tước kêu lên một tiếng thánh thoát, há miệng phun ra một đạo cột sáng màu xanh biếc như ngọc lưu ly li, lóe lên cái đã đến trước mặt hàn lập đang ở trong hư không nhưng lúc này hư không bên kia bỗng vặn vẹo phát ra một tiếng vang trầm thấp một luồng kim quang từ đó tỏa sáng rực rỡ đồng thời cũng từ đó bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lớn đầy lông lá bàn tay năm ngón vừa xuất hiện lập tức toàn bộ biến thành màu vàng tím quét ngang qua vừa vặn vỗ vào cột sáng màu ngọc lưu ly li. một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên cột sáng màu lưu ly li sau cái vỗ của bàn tay đầy lông lá kia thoáng cái nổ ầm rồi tan vỡ thiên địa nguyên khí xung quanh như bị khuấy động mà bốc lên một vòng sáng màu lưu ly li như nắng gắt vô cùng chói mắt bàn tay đầy lông kia chỉ bằng vào máu thịt lại có thể cứng rắn đập vỡ cột sáng màu lưu ly li trông như không gì phá nổi kia lão già họ dịch thấy vậy thoáng một cái đã trở nên cực kỳ kinh sợ nhưng hắn còn chưa kịp sử dụng công kích nào khác thì bên trong kim quang phía đối diện bỗng chuyển ra một tiếng hử lạnh lẽo đến thấu xương Khổng tước do lão già họ dịch biến thành vừa nghe thấy thì như có tiếng sét đánh bên tai, thân hình không tự chủ được mà run lên rồi lùi lại đằng sau mấy bước. Cùng lúc đó, từ trong kim quang phía đối diện phát ra một tiếng kêu dữ tợn một nắm quyền màu vàng to lớn như ngọn núi nhỏ phóng thẳng lên trời, đem hai cái cự chảo năm màu kia như là giấy mỏng mà đánh cho nát bấy, đồng thời một cỗ khí thức khủng bố khó có thể tin được từ trong kim quang bộc phát ra, đem phủ văn năm màu ở bốn phía đánh cho vỡ tan nát. Lúc này kim quang mới thu lại, từ đó hiện ra một con vượn lớn cỡ mấy chục trượng toàn thân màu vàng tím, đang từ từ thu nắm đấm khổng lồ kia về. Hóa ra bản thể của ngươi là sơn nhạc cử viên. Không, không phải, dù là sơn nhà cử viên cũng không có khả năng dễ dàng phá vỡ cố hóa thiên địa của ta như thế. Khổng tước một lần nữa bị khí tức này làm cho phải lùi về phía sau hai bước rồi mới mở miệng kinh sợ nói ra tiếng người. Hừ, bản thể của ta là gì, không cần các hạ quan tâm. Ta đã lãnh giáo sự huyền diệu của ngũ sắc thần quang của đạo hiếu bây giờ các hạ cũng nên lãnh giáo một chút thần thông chính thức của hàn mỗ đi cự viên nhìn qua ngũ sắc khổng tước phía đối diện lạnh lùng nói một câu ngươi thực cho rằng chỉ cần thay đổi một loại pháp thể khác là có thể chiến thắng một người nào đó sao thật là mơ mộng hão huyền lão già họ dịch tuy cảm thấy được khí thức đáng sợ của cự viên trước mặt nhưng trên mặt lại không hề có vẻ kinh hoáng ngược lại quát khẽ một tiếng khổng tước do lão biến thành bên ngoài thân lóe lên lửa sáng lại cũng đồng thời biến hóa thành hình dạng khác đầu chim khổng tước thân người thân mặc cầm bào, lưng đeo năm thanh trường kiếm óng ánh màu sắc khác nhau. Hắn vậy mà thu lại biến hóa ngũ sắc khổng tước, lại biến thành nửa người nửa chim trông vô cùng quỷ dị. Thật thú vị, người quả nhiên còn chưa dùng hết thực lực. Như thế vừa lúc hàn mỗ có thể buông tay mà tận hứng một lần rồi. Ánh sáng trong mắt cự viên lóe lên, bỗng nhiên hai tay mở ra, tức thì trong lòng bàn tay xuất hiện hai ngọn núi nhỏ màu xanh và đen cao khoảng một trường. Hàn lập cầm hai ngọn núi nhỏ ném về phía hư không, lại dùng một ngón tay điểm ra hai cái. Lập tức hai tòa núi nhỏ màu xanh và đen dưới pháp quyết thúc dục nhoáng một cái đón gió lớn lên thành hơn trăm trượng. Cùng lúc đó, từ kim cự viên do Hàn lập biến thành bên ngoài thân hiện lên những phù văn màu bạc rồi điên cuồng lớn lên, trong khoảnh khắc biến thành một con quái vật khổng lồ cao tới ba bốn trăm trượng. Thân thể cự viên vừa lớn lên lập tức dùng hai nắm tay cứng như thép hung hăng nện vào ngực, mơ hồ một cái đem hai ngọn núi đồng thời bắt vào trong tay hai cánh tay thô to của nó ngay trong tiếng quát lập tức cầm hai tòa núi hung hăng ném về phía quái vật do lão già họ dịch biến thành hai tòa núi nhỏ vừa quang đi lập tức hóa thành hai cái quang cầu màu xanh và đen mơ hồ một cái đã lấy tốc độ không thể tưởng tượng được mà biến mất trong hư không bầu trời xung quanh thức thì vang lên những tiếng nổ đùng đùng chói tai quái vật do lão già họ dịch biến thành chỉ cảm thấy trước mặt chấn động hai vật khổng lồ lóe lên đã xuất hiện ngay trước mắt theo đó là một cỗ sức mạnh làm cho tồn tại đại thừa kỳ cũng phải hít thở không thông bổ nhào đến. Hai tòa núi chưa đè xuống mà linh quang hộ thể trước mặt lão già đã kịch liệt lắc lư, thoáng một cái cảm thấy đau nhức như bị dao cắt. Lão già họ dịch thấy cảnh này, trong mắt cái đầu chim hiện lên thần sắc quỷ dị, không thấy hắn có bất kỳ hành động gì, năm thanh trường kiếm cắm sau lưng đột nhiên lóe lên dị quang. Phanh phanh vài tiếng sau đó bỗng nhiên năm thanh trường kiếm thoáng một cái thuấn di xuất hiện trước mặt lão già, chỉ một lần va chạm đã đem cự áp kia biến thành vô hình nhưng lại để cho Hàn Lập có chút không tin vào mắt mình là thời điểm hai tòa cự sơn như cuồng phong trực tiếp chạm vào năm thanh trường kiếm lại bỗng nhiên bất động trong hư không. Từ xa nhìn lại, phảng phất như nó chính là bị năm thanh trường kiếm kia mạnh mẽ ngăn cản lại. Sau khi tiến cấp đại thừa, thân thể hóa thân cự viên của mình có bao nhiêu uy lực, bản thân Hàn Lập tự nhiên là kẻ rõ ràng nhất. Trông thấy tình cảnh cực kỳ quỷ dị này, đồng tử hắn hơi co lại, hai mắt không khỏi phải nhíu mày thật sâu chương 2286, cuộc chiến với Tu La Thủ năm Một màn càng thêm quỷ dị xuất hiện, năm thanh trường kiếm ống ánh lóe lên tinh quang, một cỗ pháp tắc chấn động mà hiện ra, hai ngọn núi rung lên rồi bị bắn ngược về phía sau. Sau tiếng nổ đùng đùng một lần nữa vang lên, hai tòa núi mơ hồ một cái xuất hiện trên không trung trên đầu Hàn Lập hung hăng đập xuống. Thần niệm của Hàn Lập liên tục thúc giục nhưng lại không cách gì liên hệ với hai bảo vật làm cho chúng dừng lại, trong lúc nhất thời dường như hai ngọn núi bị triệt để cắt đứt liên hệ với hắn. Trong lòng Hàn Lập dùng mình nhưng trên mặt không hề có chút dị sắc nào, hai bàn tay lớn của biến thân cự viên bỗng nhấc lên, năm ngón tay hướng hai tòa cực sơn nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong nháy mắt khi hai bàn tay lớn đánh ra, trong lòng hai bàn tay ánh sáng màu bạc chớp động, từng tầng vân trận màu bạc hiện ra thoáng cái chồng lên nhau thành hơn 10 tầng. Từ đó truyền ra hai tiếng nổ mạnh oanh oanh kinh thiên động địa. Trước người cự viên xuất hiện hai cái vòi rồng phóng lên trời phụ cận hư không chấn động một hồi như tiếng gầm thét của biển cả. Hai tòa cực sơn dưới hai luồng lực lượng kinh người ép xuống buộc phải dừng lại tại chỗ, nhưng lập tức lóe lên ánh sáng màu bạc, phá không biến mất trên không trung. Hai bàn tay Hàn Lập vừa tiếp xúc với hai tòa cực sơn thì thần niệm liền một lần nữa khôi phục sự liên hệ với hai bảo vật, hắn cũng không nói thêm gì mà lập tức thu chúng lại. Cùng lúc đó, lão già họ dịch phía sa mạc cho năm thanh tinh kiếm lơ lửng trước người, Lão vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích như trước mà không hề nhân cơ hội này phát động công kích gì khác. Cự viên do Hàn Lập biến ảo thành một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lão già phía xa, bỗng nhiên nói ra một câu để cho sắc mặt lão không khỏi biến đổi. "Thần thông thời gian, vậy mà ngươi lại có thể sử dụng lực lượng pháp tắc này, nhưng hẳn là nhờ vào ngoại lực mới có thể thi triển ra được nếu không thì cũng sẽ không đến nỗi miễn cưỡng mới vận dụng được như vậy." "Hừ, thời gian pháp tắc là đại thần thông bậc nào?" cho dù chỉ có thể vận dụng một chút bề ngoài cũng đủ để ở vào thế bất bại rồi. Đạo hữu chỉ liếc mắt đã nhận ra nó hẳn là đã từng ở nơi khác nhìn thấy lực lượng pháp tắc cùng loại rồi. Ánh mắt lão giả biến thành quái vật đầu chim lóe lên hung quang, lão hử lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Đồng thời một ngón tay hắn điểm về phía trước người một cái, năm thanh tinh kiếm rung lên vù vù vài lần, lúc này pháp tắc xuất hiện xung quanh đó mới thoáng một cái toán loạn mà biến mất. Cự viên do hàn lập biến thành nhìn chằm chằm vào năm thanh tinh kiếm sao không rời, thần niệm quét qua chúng một lát trên mặt hắn lộ ra vẻ đã hiểu rõ, cười lạnh một tiếng, miệng nói ra tiếng người. Đúng là trước kia hàn mỗ đã từng được chứng kiến một chút thần thông pháp tắc như thế ở một nơi khác. Nhưng lần đi vào giới này vốn tưởng rằng chỉ những tên tu la thù kia mới có thể khô xử một chút thần thông thời gian, không nghĩ tới các hạ cũng có thể làm được chuyện này. Xem ra thời gian đạo hữu ở nơi này cũng không phải là ngắn, hơn nữa còn rất được những tên tu la thù này tín nhiệm, nếu không cũng không có khả năng đạt được chỗ tốt bằng trời như thế. Tuy nhiên đạo hữu cho rằng chỉ với chút thần thông thời gian này mà đã ỉ vào nó thì đã hoàn toàn 10 phần sai lầm rồi. Vừa dứt lời, hai tay cử viên nện ầm ầm vào lồng ngực, bên ngoài thân tỏa ra ánh sáng màu vàng tím rực rỡ, thân hình tiếp tục điên cuồng lớn lên một lần nữa, trong nháy mắt đã biến thành to lớn hơn trăm trượng. Càng kinh người hơn là trong miệng cử viên này lóe lên hào quang rồi bỗng nhiên phun ra mấy cái quang cầu đủ mọi màu sắc. Những quang cầu này xoay tròn quanh cử viên, từ đó lập tức truyền ra những tiếng rồng gầm phượng hót, nhiều loại khí thức cường đại trong đó tản phát ra lóe lên một cái biến thành những hư ảnh khác nhau cực lớn của chân long thiên phượng thanh loan côn bằng bản thân cự viên thì ngửa cổ thét dài bên ngoài thân lập tức từng tầng lân phiến màu vàng tím hiện lên hai bên đầu vai và xương sườn mơ hồ một cái tức thì lần lượt hiện ra hai cái đầu vô cùng dữ tợn cùng bốn cánh tay dài màu vàng tím sáu con mắt của ba cái đầu đồng thời trợn lên hào quang trên giữa trán chấp động từ mỗi cái đầu mọc ra một cái sừng ngắn màu bạc Hàn Lập sau khi biết rõ đối phương có thể thi triển lực lượng thời gian lập tức không dám xem thường nữa mà thi triển phạm thánh chân ma công biến thân thành niết bàn thánh thể, và cũng đã thúc giục thần thông đến cực hạn. Sau khi Hàn Lập biến thành tam niết biến thân của niết bàn thánh thể, thân thể dường như mạnh mẽ đến mức những tồn tại đại thừa kỳ cũng cảm thấy vô cùng khủng bố, ba cái đầu nhếch mép cười, sáu cánh tay mơ hồ một cái biến ra vô số ảo ảnh điên cuồn bắn về phía đối diện. Trong chốc lát không gian nổi lên những tiếng rít chói tai. Vô số quyền ảnh trăng chịt màu vàng từ trong hư không nối tiếp nhau hiện ra, vừa xuất hiện lại liền trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Sau một khắc, bốn phía quanh lão già họ dịch chấn động, quyền ảnh màu vàng tuôn ra tầng tầng lớp lớp, hóa thành một tầng kim quang hướng về phía trung tâm niên cuồng nện xuống. Lão già họ dịch vô cùng hoảng sợ, cái đầu chim kêu lên một tiếng chói tai. Hai cánh tay như hai cái bánh xe nhanh chóng bắt pháp quyết, năm thanh tinh kiếm trước người lập tức xoay tròn liên hồi. Mơ hồ một cái, năm thanh tinh kiếm này biến thành một tầng màn sáng năm màu, đem từ đầu tới chân lão giả bảo hộ vô cùng chặt chẽ, đồng thời phù văn nhàn nhạt, nhạt nổi lên, luồng pháp tắc biến mất lúc trước chấn động một cái lại làn nữa hiện ra. Trong chốc lát, phạm vi vài chục trường lấy lão giả làm trung tâm đều được bao phủ trong lực lượng pháp tắc này, tất cả quyền ảnh vừa xuất hiện đều bị dừng lại trong hư không, nhưng những công kích đằng sau không bị ảnh hưởng mà vẫn tiếp tục tiến đến công kích về phía trước. Bên ngoài màn sáng năm màu thoáng một phát nổi lên thanh âm ầm ầm, từng đoàn từng đoàn kim quang lập tức nổ vang ra hóa thành những vòng tròn quay liên hồi điên cuồng oanh kích liều mạng hướng tới phía màn sáng mà bắn đi tuy nhiên những công kích này chỉ cần vừa tiếp cận màn sáng tất cả chúng dường như đều bị đông cứng lại trong hư không trong lúc nhất thời chỉ thấy bên ngoài màn sáng năm màu phảng phất như xuất hiện một bức tường hình tròn vô hình tất cả công kích bất kể bản thân quyền ảnh màu vàng hay những vòng tròn bạo liệt hình thành từ chúng đều bị mạnh mẽ chắn lại bên ngoài tuy nhiên quyền ảnh màu vàng ẩn chứa uy năng vô cùng kinh người hơn nữa dưới những cánh tay của cự viên điên cuồng vung ra số lượng của chúng cũng nhiều tới mức người thường không thể tưởng tượng nổi bởi vậy chỉ sau thời gian vài lần hít thở bốn phía hình thành trùng kích mãnh liệt như là hóa thành tầng tầng những cơn sóng màu vàng trói mắt hết thảy từng luồng sóng đó không ngừng oanh kích vào trung tâm một cỗ linh áp khủng bố khiến cho lão già họ dịch run sợ đang lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng tụ tập đến thoáng cái khiến cho sắc mặt lão già đã có chút phát xanh đúng lúc này màn sáng năm màu bắt đầu run lên nhè nhẹ, nhẹ quyền ảnh màu vàng bị đông cứng lại ở bốn phía không ổn định được nữa mà sáng lấp lánh lên, tiếp đó truyền ra âm thanh gạc giòn tan như thủy tinh vỡ. Lần này, lão già không thể nào thờ ơ được nữa rồi, sau khi quát khẽ một tiếng, hai cánh tay biến đổi pháp quyết, màn sáng trước người chấn động rồi co rụt lại, thoáng cái đem phạm vi màn sáng bên ngoài rút nhỏ lại chỉ còn gần một nửa, đồng thời lại há miệng phun ra mấy ngụm tinh huyết màu xanh như ngọc. Số máu huyết này chấp động một cái liền biến thành những phù văn màu xanh biếc, mơ hồ một cái chui vào màn sáng không thấy nữa. Thanh âm vù vù vang lên, màn sáng vốn đang run rẩy thoáng cái khôi phục sự vững vàng vốn có. Bốn phía hư không sắp sụp đổ cũng ngưng tụ lại khôi phục như thường, nhất thời chúng lại đem những gợn song màu vàng từ bốn phía tiếp tục mạnh mẽ cản lại. Lão già họ dịch nhìn thấy hết thảy mới thở ra một hơi, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng. Phù văn nhàn nhạt trong màn sáng hiện lên, mơ hồ có năm đạo bóng kiếm một lần nữa muốn biến ảo ra. Nhưng phía trước mặt, cự viên do hàn lập biến thành bỗng nhiên dừng huy động một cánh tay lại lại thò xuống một cái trong tay lóe lên một đoàn lục quang sao sao một thanh trường kiếm màu xanh thoáng cái hiện ra mặt ngoài còn ẩn hiện mấy cái cổ văn sao 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 màu bạc không biết tên cánh tay rung lên một chút mặt ngoài một kiếm lập tức chấp động một tầng tinh quang cùng lúc đó thiên địa nguyên khí trong phạm vi vài dặm bỗng nhiên run lên liền biến thành những tia sáng diễm lệ cuốn về phía thanh kiếm một kiếm màu xanh mơ hồ một cái lập tức điên cuồng lớn lên trong khoảnh khắc biến thành khổng lồ lớn hơn trăm trường, cũng nằm trên cánh tay thô to của cự viên không chút do so dự chém về phía đối diện. Phốc phốc một tiếng, những phù văn màu vàng và bạc liên tục di chuyển bất định, một đạo kiếm ảnh khổng lồ màu xanh thấm hình trăng lưỡi liềm từ trên một kiếm bắn ra, chấp động một cái lập tức vượt qua quyền ảnh trăng chỉ trực tiếp chui vào trong phạm vi bao phủ của lực lượng pháp tắc kia. Một màn quỷ dị xuất hiện, kiếm ảnh hình trăng lưỡi liềm màu bạc lóe lên linh quang, vậy mà như không thấy lực lượng pháp tắc bao phủ trong đấy liền trực tiếp xuyên thủng qua, đồng thời trong ánh mắt lão già họ dịch lúc này sắc mặt đang trở nên trắng bệch, chém lên trên màn sáng năm màu nhanh như thiểm điện. Một tiếng oanh nổ mạnh, lưỡi kiếm khổng lồ hình trang lưỡi liềm chỉ run lên, liền hóa thành một điểm sáng gai màu bạc trắng nổ tung ra. Một cỗ lực lượng pháp tắc càng thêm cường đại hơn lập tức cuốn tới, đem màn sáng có ẩn chứa thời gian pháp tắc mạnh mẽ xé rách ra rồi bị hóa thành một vầng sáng màu bạc nổ tan tành. Trong chốc lát, hai cỗ lực lượng pháp tắc quấn quanh một chỗ với nhau phát ra những âm thanh bén nhọn quái dị từ bên trong, Vầng sáng giống như một quả cầu tuyết nhanh chóng biên cuồng lớn lên, nháy mắt đã biến thành lớn tới vài mẫu. Các loại chấn động kịch liệt từ bốn phía hiện lên, từ không trung hóa thành những vòi rồng cực lớn đem tất cả không gian xung quanh cuốn vào trong đó. Mà cử viên sau khi chém ra một kích này, thân hình vốn khổng lồ như núi cao lóe lên hào quang, bỗng rút nhỏ lại hơn một nửa, nhưng khí tức trên người không giảm đi chút nào, ngược lại trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc, tất cả những cánh tay đều dừng lại, sáu bàn tay toàn bộ chụp vào thân cử kiếm màu xanh thẫm tiếp đó gầm nhẹ một tiếng rồi một lần nữa vung tay lên tiếng xé gió vang lên lần này theo một kiếm màu xanh thẫm bay ra không còn là hình trang lưỡi liềm màu bạc nữa mà là một đạo kiếm khí mờ mịt tuy nhiên kiếm khí này vừa bay ra lắc lư một cái xuất hiện phía trên vầng sáng màu bạc xoay quanh nó một vòng bỗng nhiên khẽ cong lại biến thành một cái vòng tay cực lớn cái vòng tay này lớn khoảng chừng gần một dặm bên ngoài trông sắc bén vô cùng toàn thân xanh biếc ướt át từ nó cũng tản mát ra chấn động mãnh liệt của pháp tắc chỗ lông mi trên ba cái đầu của cử viên bỗng lóe lên hắc quang mỗi cái đầu hiện ra một cái yêu mục đen như mực mấy cánh tay đồng thời nhấc lên dùng một ngón tay ngưng trọng điểm về phía hư không một cái trong miệng quát ra một tiếng chảm lạnh lùng phốc một tiếng vòng tay vừa hiện lên phù văn màu bạc bỗng nhiên mơ hồ rồi biến mất nhưng lập tức một chỗ phía dưới gần vầng sáng màu bạc chấn động vòng tay màu xanh biết hiện ra không một tiếng động vừa vặn đem vầng sáng màu bạc bao lại ở giữa hàn quang lạnh lẽo lóe lé lên quần sáng bỗng nhiên co rụt lại liền biến thành một đạo hư ảnh không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó từ trong vầng sáng màu bạc vang lên tiếng oanh minh, một sợi lục tuyến chậm rãi hiện ra, từ nó tuôn ra những tia sáng yếu ớt màu xanh lục. Tất cả vầng sáng, từ trung tâm toàn bộ bị mạnh mẽ xé rách ra, chia tách làm hai phần lớn nhỏ. chương 2287, cuộc chiến với Tu La thuộc 6. Không riêng gì vầng sáng màu bạc mà cả hư không xung quanh đều bị tia lục tuyến kia chém vỡ, từ đó tuôn ra những hắc quang đen nhánh, Tới khi ánh sáng màu bạc thu lại, toàn bộ tình hình phía trong vầng sáng rốt cuộc cũng hiện ra. Chỉ thấy tại trung tâm vầng sáng khi nãy, thình linh lại lấy tia lục tuyến kia làm trung tâm mà phân chia thành hai phần trắng và đen hoàn toàn khác nhau. Phần phía trên lục tuyến vẫn giống hệt lúc trước, nhưng lại được một mảng sáng óng ánh giống như màn sáng năm màu bảo vệ cực kỳ chặt chẽ hơn một nửa. Phần phía dưới lục tuyến là một vết nứt không gian đen kịt, từ bên trong tản mát ra lực lượng không gian đang điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tràn ra, bộ dáng dường như muốn đem hết thảy mọi thứ cắn nuốt hết vào trong. Hiện tượng thiên văn khủng bố như thế khiến cho những người đang chiến đấu ở nơi khác trông thấy không khỏi dừng tất cả pháp quyết và động tác trên tay lại mà nhao nhao đem thần niệm quét qua phía bên này. Sau khi nhìn rõ hết thảy, mấy tên tu la thù trong lòng đều cả kinh, còn bọn người mặc giản ly thì lại cảm thấy vui vẻ. Lão già họ dịch biến thành quái vật đầu chim tuy rằng không triệt để mất mạc, nhưng nửa thân hình cũng đã biến mất không thấy đâu nữa, còn tồn tại chỉ là nửa bộ phận trên bên trong màn sáng năm màu. tuy nhiên mặt mũi hắn thì mồ hôi chảy ròng ròng đang thúc giục một tấm chắn sáng năm màu óng ánh. tầng mảng sáng phảng phất như một vách tường bằng tinh thể kia, thình lình chính là từ bên trong tấm chắn điên cuồng tuôn ra những phù văn năm màu rồi ngưng tụ lại mà biến ảo thành. lực lượng không gian màu đen phía dưới hướng lên phía trên điên cuồng lan tràn tới vừa tiếp xúc với mảng sáng này lập tức trở nên chậm chạp hơn hẳn. huyền thiên chi bảo, vậy mà ngươi lại có được một bảo vật huyền thiên nguyên vẹt nếu không có lực lượng pháp tắc của bảo vật này thì ngươi làm sao có thể phá vỡ thần thông thời gian của lão phu. Lõa già họ dịch gắt gao nhìn chầm chầm vào thanh kiếm màu xanh thấm trong tay cự viên, giọng nói có chút khan khàn kêu lên, trên mặt lúc này chỉ còn biểu lộ ra sự kinh sợ. Tuy rằng loại trí bảo cấp bậc huyền thiên trên thế gian này cũng có một số cường giả đại thừa có thể có được một hai kiện. Nhưng đối với 89 phần 10 những tồn tại đại thừa khác mà nói, đến hết cuộc đời cũng không có cách nào có được một kiện huyền thiên chi bảo đấy. Đại đa số tồn tại đại thừa ở các giới, có thể có được một hai kiện bảo vật phỏng chế hoặc huyền thiên tàn bảo hộ thân đã xem như là một chuyện rất không tồi rồi. Lão già họ dịch tuy rằng tu vi cùng thần thông ở trong những đại thừa cùng thế hệ cũng xem như là kẻ có danh tiếng, nhưng trên phương diện này lại không có được bao nhiêu cơ duyên, nên cũng không thể có được một kiện bảo vật huyền thiên tới tay. Tuy nhiên có thể dưới hai lần chém liên tiếp của huyền thiên trảm linh kiếm mà vẫn có thể giữ được tính mạng, có thể thấy thực lực của lão cũng rất bất phàm rồi. Cần gì phải nói nhảm như thế, các hạ nếu không phải có năm thanh tinh kiếm kia trong tay, chẳng phải cũng đồng dạng không cách nào thi triển ra lực lượng thời gian hay sao? Cự viên sau khi chém ra kiếm thứ hai, thân hình một lần nữa co rút mà nhỏ lại chỉ còn cao hơn 10 trượng, trên miệng cười lạnh một tiếng, lập tức bước nhanh về phía trước một bước. Phanh một tiếng trầm đục, hư không xung quanh chấn động một tiếng, thân ảnh cự viên thoáng một cái kéo dài qua khoảng cách hơn trăm trượng xuất hiện ở không trung trên đầu lão già họ Dịch. Thiên địa nguyên khí một lần nữa cuồn cuộn kéo tới, trường kiếm xanh thấm trên tay cử viên rung lên, lại lao xuống phái dưới không chút do dự chém ra kiếm thứ ba. Một đạo kiếm quang mờ mịt màu bạc xuất hiện, phảng phất như trăng sáng trên trời rơi xuống, từ đó một luồng pháp tắc lạnh lẽo chấn động rồi điên cuồng tuôn ra một lần nữa. Lão già họ dịch phía dưới thấy vậy, trên mặt trở nên tái nhợt vô cùng, như thế nào lão cũng không thể tin được đối phương lại có năng lực thúc giục huyền thiên chi bảo lần thứ ba. Phải biết rằng loại bảo vật như huyền thiên chi bảo, mỗi lần toàn lực thúc dục chẳng những hao phí lượng chân nguyên kinh người mà gánh nặng đối với thân thể càng to lớn tới tình trạng khó có thể tưởng tượng được. Thậm chí đối với một vài cường giả đại thừa có thân thể yếu ớt chỉ cần toàn lực thúc dục một lần cũng có thể tạo thành nguy hiểm chí mạng đối với thân thể. Nếu không lúc trước khi Hàn Lập còn ở tu vi hợp thể kỳ, mặc dù đã đem niết bàn biến thân tu luyện tới giai đoạn thứ hai cũng đâu chỉ có thể miễn cưỡng phát huy một chút huy năng của huyền thiên trảm linh kiếm mà thôi. Mặc dù chạm thứ ba thật sự ngoài dự tính nhưng lão già họ dịch phía dưới tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Trên mặt hắn bỗng hiện lên vẻ tàn khốc, một ngón tay điểm về phía tấm chăn óng ánh phía trước một cái, lại tiếp tục há miệng phun ra mấy ngụm tiên huyết màu lục bích vào trong đó, đồng thời quay đầu quát lên một câu lạnh lùng. Là đạo Hữu mau gọi anh đạo Hữu ra đi, kẻ trước mặt này, ta không có cách nào cầm chân hắn được nữa đâu. Lời này rõ ràng là hướng đến vị tu la thù tộc mẫu kia mà nói đấy. Lúc này, trước người phụ nhân chẳng biết khi nào có thêm mấy trăm cái châm nhỏ màu xanh, đang hóa thành vô số mũi tên trói mắt cùng hai người huyết nhiên phía đối diện khó phân thắng bại, bộ dáng nhất thời như đang còn rằng co. Vị tộc mẫu tu la thù này vừa rồi một mực dùng thần niệm quan sát tình hình lão giả bên kia, sau khi nghe thấy tiếng kêu hồn hển của hắn liền biến sắc, ánh mắt chấp động vài cái mới âm thầm cắn răng, một bàn tay trong tay áo siết chặt, đem một khối mộc bài màu đỏ tươi bóp cho nát bấy. Ở phía rất xa, Mạc Giản Ly cùng với hai con linh sủng đang thúc giục bảy tám kiện bảo vật khác nhau, kéo theo bốn gã tu la thù trưởng thành, lúc thì đánh nhau, lúc thì rút chạy đã cách xa biên giới thạch thành mấy chục dặm. Nhìn bộ dáng hắn đầm đìa mồ hôi, rõ ràng là cũng không cách nào chống đỡ thêm thời gian dài nữa. Cùng lúc đó, phía dưới thạch thành, trong một gian mật thất có tầng tầng cấm chế phòng hộ nghiêm mật nhất, có một kẻ nào đó hai tay đang nâng một kiện vật phẩm màu đen hình cây côn bổng làm bằng kim loại, bỗng nhiên hắn ổ nhẹ một tiếng, hai mắt chậm rãi trợn lên, trong con mắt một tia máu tỏa ra. Bên ngoài cửa lớn của mật thất, hai bên trái phải đặt hơn 10 viên cầu đường kính lớn hơn một trượng có màu đỏ như máu. Những viên cầu huyết sắc này vừa hiện lên bạch quang liền xuất hiện những vết sách, từng luồng khí thức khủng bố từ đó tản ra, bên trong mơ hồ như có quái vật gì đó đang muốn thoát ra ngoài. Tấm chăn ong ánh lóe lên, một lần nữ lại biến ảo thành năm thanh tinh kiếm chém vào nhau ở trong hư không, phát ra những chấn động pháp tắc yếu ớt, đem vòng ánh trăng kia giữ lại trong hư không. Cùng lúc đó, phía dưới màn sáng năm màu khẽ run lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Sau lưng lão già họ dịch lại truyền đến một tiếng phốc phốc, một đôi cánh năm màu hiển hiện ra, không chút do dự hung hăng vỗ một cái. Nửa thân tàn còn lại của lão già bỗng khẽ động, thoáng cái biến thành một đạo hư ảnh chạy về phía thạch thành trốn đi. Trong mắt hàn lập lóe lên hàn quang, một kiếm xanh thấm trong tay cử viên do hắn biến thành bóng rung lên, phần trăng phía dưới nhoáng lên một cái khiến cho linh áp khủng bố đang tản ra bóng chốc điên cuồng tăng lên mấy lần, Đem lực lượng pháp tắc yếu ớt mà năm thanh tinh kiếm kia đang tản mát ra mạnh mẽ đập tan. Năm thanh tinh kiếm lúc này gào thét một tiếng, bốn thanh trong đó lập tức nổ vang ra thành những điểm linh quang, chỉ còn một thanh hào quang ảm đạm từ trên cao rơi xuống, lóe lên rơi xuống vùng đất cát phía dưới không thấy bong dáng. Âm thanh nổ ầm ầm vang lên, phía trước hư ảnh lão già họ dịch lóe lên một luồng điện quang màu bạc, cự viên ba đầu sáu tay toàn thân lấp lóe hồ cân điện thoáng cái mơ hồ mà hiện ra, vừa vặn chắn ngay phái trước thạch thành. Lúc này trường kiếm xanh thấm trong tay cử viên sớm đã biến mất không thấy đâu nữa, theo đó là yêu mục và những cái sừng ngắn dựng thẳng trên đầu đã toàn bộ biến mất một cách quỷ dị. Hàn lập vậy mà đã giải trừ niết bàn biến thân, chỉ còn duy trì phạm thánh kim thân bình thường mà thôi. Cự viên màu vàng trên mặt không chút biểu tình bỗng gầm nhẹ một tiếng, sau nắm đấm cực lớn hướng về phía lão già đang biến thành hư ảnh trước mặt nện xuống một quyền. Lập tức sáu đoàn kim quang lóe lên trong hư không, hội tụ với nhau thành một vòng xoáy màu vàng quay tít một hồi rồi phóng về phía hư ảnh lão già họ dịch. Lão già họ dịch thấy vậy, trong mắt lóe lên sự sợ hãi, miệng cắn răng một cái, một cái cánh năm màu sau lưng bỗng mơ hồ hướng đầu vai phía đó chém xuống. Một cánh tay lúc này lặng yên rơi xuống, phanh một tiếng tự bạo thành một bóng người màu đỏ như máu bổ nhào về phía vòng xoáy trước mặt. Tiếng ầm ầm bạo liệt lập tức từ trong vòng xoáy màu vàng truyền ra không ngớt, bong người màu đỏ lập tức bị quấy cho nát bấy nhưng bản thân vòng xoáy cũng bị ngưng trệ lại một lát. Hàn lập biến thành cự viên, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Bởi vì trong nháy mắt ngay khi bóng người màu đỏ lao ra, hư ảnh lão già trước mặt kia đã mơ hồ một cái biến mất theo gió. Cự viên bỗng nhiên xoay người một cái, nhìn về phía đầu tường lớn trên thạch thành lúc này đang được mấy tầng màn sáng bao bọc. Kết quả là thấy trên tường thành, những điểm huyết quang ngưng tụ với nhau, thân hình không trọn vẹn của lão già họ dịch bóng hiện ra không một tiếng động tuy nhiên cái đầu khổng tước trước kia thình lình đã biến mất, khôi phục lại khuôn mặt của con người. Trong mắt cử viên bỗng hiện ra sắc thái khác thường, bờ môi của cái đầu lâu ở chính giữa dùng một thanh âm thấp tới không thể nghe thấy máy động vài cái. Nếu lúc này có người tiến tới trước mặt hắn mà tập trung lắng nghe thì có thể nghe được mấy chữ hóa kiếp đại pháp. Vừa rồi bí thuật mà lão già thi triển hoàn toàn chính xác có chút tương tự với hóa kiếp đại pháp mà hắn đã từng tu luyện qua trước kia, tin rằng dù không phải cùng một loại bí thuật thì nhất định cũng có quan hệ sâu xa với nhau đấy. Nhưng lúc này, lão già họ dịch trên tường thành hiển nhiên đã đại thương nguyên khí, hai mắt hung dữ nhìn hàn lập một cái mới bất chấp tất cả những chuyện khác mà từ trong áo móc ra mấy viên đan dược ăn vào, tiếp đó mấy cái phù lục từ tay áo bay ra, lóe lên tức thì nhập vào bên trong thân hình. Phốc phốc vài tiếng, trong tiếng chú ngữ trầm thấp của lão già, chỗ bị cụt ở phần eo không trọn vẹn toát ra vài luồng huyết vụ, bắt đầu tu bổ thân hình. Những sợi tơ máu chẳng chỉ đan xuống, trong khoảnh khắc một cánh tay cùng nửa người dưới bỗng như ẩn như hiện phía trong huyết vụ, xem ra không mất bao lâu là có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu rồi nhưng hàn lập như thế nào lại để cho lão già có cơ hội như vậy hắn thét dài một tiếng ba cánh tay đồng thời cuốn ra lập tức ba ngọn núi nhỏ màu sắc xanh đen năm màu hoàn toàn khác nhau đồng thời hiện ra trong lòng bàn tay rồi không chút do so dự ném chúng về phía thạch thành ba cánh tay khác thành chảo phất ra hư không sau khi ánh sáng xanh hiện ra bỗng nhiên hiện ra ba thanh trường kiếm màu xanh nhạt nhoáng cái đón gió biến thành lớn hơn một trượng lập tức hướng tới thạch thành điên cuồng chém xuống. Âm thanh suy suy nổi lên, vô số kiếm quang màu xanh chẳng chịt tuôn ra, hóa thành từng mảnh bóng kiếm bắn đi. Ba ngọn núi nhỏ loáng lên, tức thì lăng không biến thành lớn hơn mấy trăm trượng, cũng hướng thạch thành hung hổ đập xuống. Trong chốc lát hư không tiếng oanh minh vang lên liên tục. Bên ngoài thạch thành đồng thời hiện ra mấy tầng màn sáng, từng tầng cấm chế chấn động rồi điên cuồng hiện lên. Cùng lúc đó, tại một nơi hẻo lánh được che giấu trong pháp trận, một số ít những tên tộc nhân tu la thủ cùng với mấy tên dị thú đẳng cấp cao khác vừa biến mất khi nãy, sắc mặt đồng thời tái nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu huyết. Dưới công kích mãnh liệt, mặc dù thạch thành bố trí cấm chế phòng hộ cũng được xem như không hề tầm thường thì cũng không thể duy trì được bao lâu nữa. Khi công kích của cử viên kéo đến như mưa bão, vài tầng màn sáng nhanh chóng tán loạn biến mất, trong khoảnh khắc chỉ còn lại một tầng cuối cùng. Trên đầu thành, lão già họ Dịch thấy cảnh này sắc mặt tức thì trở nên tái nhợt vô cùng hắn tuyệt đối không thể ngờ, Hàn Lập sau khi trải qua một hồi đại chiến cùng hắn, lại vẫn còn có được chân nguyên mạnh mẽ như vậy mạnh mẽ công phá phòng hộ cấm chế của Thạch Thành. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ trong Thạch Thành truyền ra thanh âm cực kỳ kiều mị của một người con gái. Chương 2288, cuộc chiến với Tu La thuộc 7. Vừa dứt lời, bỗng nhiên từ trong Thạch Thành có hơn 10 luồng huyết ảnh lao lên, lại hóa thành từng đoàn huyết vụ nổ bung ra. Lập tức cuồn cuộn những cơn sóng máu huyết phóng thẳng lên trời, đem hơn nửa công kích của kiếm quang và ba tòa cực sơn bên ngoài ngăn cản lại. Nhờ đó mà những cấm chế vốn đang chống đỡ khó khăn của Thạch Thành được ngừng lại một chút rồi một lần nữa ổn định lại. Cự viên do Hàn Lập biến thành gặp tình cảnh này tự nhiên giận dữ giống to một tiếng, đột nhiên há miệng ra phun ra một luồng hồ quang điện màu vàng bắn xuống, lóe lên lập tức lao bổ lên trên làn sóng máu huyết. Oanh một tiếng, những sợi tơ điện vừa va chạm tới, mùi khét lẹt nồng nặc phát ra, những làn sóng máu huyết gần đó lập tức biến mất không còn một ngống ích tà thần lôi, từ trong làn sóng huyết truyền ra một tiếng ồ nhẹ, nhưng lập tức thay bằng tiếng cười khẽ, bốn phía sóng huyết bỗng nhiên cùng hướng về một chỗ mà hội tụ, quay tròn với nhau ngưng tụ lại, thoáng cái biến thành một thiếu nữ kiều mị mặc váy ngắn màu đỏ cùng hơn 10 con quái vật đầu sói thân gấu cao tới mấy trượng. Cô gái kia trông dáng vẻ chỉ như thiếu nữ 15-16 tuổi, một tay cầm lãng hoa màu xanh biếc, dáng người cao dài thướt tha, dung nhan xinh đẹp kiều mị như nước, da thịt trắng như tuyết như ngọc, một đôi mắt máy động linh hoạt, toàn thân tản mát ra một lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Dù cho người có tấm cảnh như Hàn Lập, vừa nhìn xuống cũng không khỏi có chút thần tình hoảng hốt. Trong nội tâm Hàn Lập thấy dùng mình, vội vã thúc dục luyện thần thuật mới khiến thần hồn thanh tĩnh lại, nhưng ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ thoáng cái đã trở nên ngưng trọng hơn vài phần, thần niệm hắn khẽ động liền trực tiếp quét qua thiếu nữ. Hợp thể hậu kỳ, Hàn Lập không khỏi có chút kinh ngạc. Thanh thế mà thiếu nữ này đi ra hồi nãy tuyệt đối không thua gì những tồn tại đại thừa kỳ nhưng lại chỉ có tu vi hợp thể kỳ, thật sự là một chuyện không ngờ tới. Ngược lại hơn 10 con quái vật đầu sói thân gấu kia, toàn thân màu huyết hồng, nguyên một đám đều có tu vi hợp thể trung kỳ, nhưng tụ tập với nhau một chỗ thì lại tản mát ra khí tức khủng bố không kém gì đại thừa kỳ bình thường. Tâm niệm hàn lập nhanh chóng xoay chuyển, âm thầm suy đoán lai lịch của thiếu nữ mặc váy đỏ, công kích trên tay hơi dừng lại một chút, kiếm ảnh đầy trời khắp nơi lúc này tản ra rồi biến mất trong hư không, ba tòa cực sơn cao mấy trăm trượng cũng tụ lại trên bầu trời. Ngươi là ai, cũng là người của tu la thù nhất tộc hay sao? Cự viên phát ra âm thanh nổ mạnh ầm ầm quát hỏi. Khí tức mà thiếu nữ phát ra cùng những tên tu la thù khác cực kỳ giống nhau, nhưng trong đó có pha thêm vào một cỗ khí tức quen thuộc khác, cẩn thận hồi tưởng lại thì thấy giống hệt khí tức phát ra từ những tên không ngư tộc ở Càn Hỏa Trì. Tiểu nhất bất tài, ta chính là thiếu chủ của thành này mấy vị đạo hữu là người từ bên ngoài giới này tới, không biết bổn tộc có chỗ nào đắc tội với chư vị mà tới mức phải chém chém giết giết, chỉ bằng chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút, không chừng lại có thể biến chiến tranh thành tơ lụa đấy. Con mắt sáng như trăng rằm của thiếu nữ mặc váy đỏ chuyển động, mỉm cười hướng về Hàn Lập nói ra, hoàn toàn là khẩu khí ngang hàng, bộ dáng không có chút nào ý sợ hãi đối với tồn tại đại thừa kỳ. Biến chiến tranh thành tơ lụa, trừ khi quý tộc chịu đem tinh thạch của mình giao ra, nếu không dù cho hàn mỗ có nguyện ý đáp ứng thì các đạo hữu khác cũng không có khả năng đồng ý đâu cự viên mặt không chút biểu tình lạnh nhạt trả lời thiếu nữ váy đỏ nghe thấy sắc mặt hơi đổi đang định nói thêm gì nữa thì lúc này tu la thủ tộc mỗ phía xa hướng về phía thiếu nữ quát to anh nhi không cần phải lôi thôi dài dòng với chúng bọn chúng đến để mưu đồ thần thông pháp tắc của nhất tộc chúng ta là chuyện không phải ngươi chết thì ta vong căn bản là không có khả năng dừng tay còn không mau mau động thủ Vị tu la thù tộc mẫu này vừa thấy thiếu nữ hiện thân, lúc này không còn cố kỵ nào nữa, trong lời nói lập tức hiện ra vẻ hung lệ. Thiếu nữ mặc váy đỏ nghe xong câu đó, lông mày thoáng nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lướt qua hai chiến đoàn khác, mới thở dài một hơi nói. Vốn là còn nghĩ không phải chiến đầu nhưng bây giờ xem ra đã là muôn vàn khó khăn rồi. Đã như vậy chớ trách tiểu muội ra tay vô tình, thiếu nữ nói đến câu sau, trên mặt dù vẫn đầy vẻ kiều mị nhưng thanh âm lại thoáng cái trở nên băng hàn thấu xương nội tâm hàn lập đột nhiên nổi lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm trong lòng khẽ dùng mình không lưỡng lự khẽ động hai chân thân hình lúc này hóa thành hư ảnh bắn ngược về phía sau cơ hồ cùng một thời gian phủ cận trên không hàn lập hiện lên huyết quang một cái cự chảo mang theo cuồn cuộn huyết khí nhanh như thiểm điện chụp xuống vô thanh vô tức không hề thấy có chút dấu hiệu báo trước chỉ thấy huyết quang lóe lên nơi hàn lập đứng trước kia bỗng chốc đã bị huyết vụ bao phủ lấy đồng thời ở một chỗ bên trong huyết vụ lại xoay động một thiếu nữ mặc váy đỏ trên mặt vẫn hiện dáng vẻ tươi cười khác hiện ra. Mà ở màn sáng phía trong thạch thành, một tên anh nhi khác lại mơ hồ, thoáng cái biến ảo thành một trong những tên có thân thể đầu sói thân gấu lạ lùng đang ở bốn phía xung quanh kia. Hàn lập cả kinh, ngón tay cử viên điểm về phía hư không đối diện một cái, một luồng thanh mang từ ngón tay bắn ra, lắc lư cái liền biến thành một luồng cầu vồng màu xanh lá cây dài hơn 10 trượng, chấp động một cái như thuấn di đến trước mặt thiếu nữ váy đỏ nhanh như thiểm điện vây quanh nàng ta rồi khẽ quấn lấy. Một màn kinh người xuất hiện, anh Nhi kia bị vây quanh cầu vồng không chỉ không hề tỏ ra bối rối mà ngược lại còn hướng tới hàn lập lộ ra nụ cười quỷ dị, một bàn tay trắng nõn phất ra, năm ngón tay trực tiếp chặn ngang luồng cầu vồng kia lại. Đồng tử hàn lập co rút lại, nhưng trong lòng thì không ngừng thúc giục kiếm quyết. Lập tức hào quang cầu vồng màu xanh lá cây tỏa sáng ra, hóa thành một con thanh dao trông rất sống động, dương nanh múa vuốt bổ nhào về phía thiếu nữ, lại mở miệng đem thiếu nữ một ngụm nuốt vào trong miệng nhưng chỉ sau một khắc một tiếng vang thật lớn từ trong thể nội thanh dao truyền ra bên trong là vô số tơ máu từ đó xuyên thủng ra ngoài đem thanh dao xé rách thành nhiều mảnh thiếu nữ mặc váy đỏ nhõng nhẽo cười một tiếng vậy mà như ẩn như hiện từ trong huyết quang hiển hiện ra cự viên do hàn lập biến thành gầm lên giận dữ một bàn tay đầy lông xù nhấc lên rồi vỗ xuống một cái trên không phía xa chờ chấn động kịch liệt một bàn tay khổng lồ lớn gần một mẫu xé rách hư không mà thoáng hiện ra, cũng cùng vô số hồ quang điện màu vàng bên trong lấy thế xét đánh không kịp bưng tai mà vỗ xuống. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, điện quang hiện ra chợt bắn tung tóe ra bốn phía, một cỗ lực lượng lớn như bầu trời khiến người ta khó có thể tin được vỗ xuống nhanh như sấm sét. Mặc dù một thân thần thông của thiếu nữ lợi hại tới mức khó có thể tưởng tượng được, nhưng chỉ hơi tiếp xúc với cỗ lực lượng này cũng không khỏi phải ngưng vẻ tươi cười lại, thân hình bỗng chốc sụp đổ mà tan ra, bị điện quang màu vàng thoáng cái bao phủ hoàn toàn trong hư không. Khi tất cả chấn động hào quang thu lại, hư không chỗ trước kia chỉ còn lại một tiểu kiếm màu xanh đang ảm đạm vô quang mà thôi. Cùng một thời gian, trong cấm chế của Thạch Thành, một trong những con vật lạ lùng đầu sói thân gấu kia bỗng phanh một tiếng nổ tung thành một luồng huyết vụ. Những huyết vụ này ngưng tụ lại, sau đó thiếu nữ mặc váy đỏ với khuôn mặt mỉm cười lại một lần nữa hiện thân ra hai mắt hàn lập trông thấy hết thảy thì trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc cự viên biến thân lại hướng về phía tiểu kiếm ở xa vẫy một cái lập tức tiểu kiếm kêu lên một tiếng trầm thấp rồi bắn ngược trở về lóe lên cái đã rơi vào long bàn tay hàn lập cúi đầu xem xét sắc mặt hơi đổi chỉ thấy một thanh thanh trúc phong vân kiếm bề mặt loang lổ vết màu ánh sáng màu xanh yếu ớt trông có vẻ như linh tính đã bị hao tổn không ít tinh mang trong mắt cự viên lóe lên hai tay đột nhiên trà sát lên tiểu kiếm lập tức một tiếng nổ vang, giữa ngón tay một mảng hồ quang điện màu vàng di chuyển liên tục. Khi tất cả điện quang thu về một lần nữa, hiện ra tiểu kiếm, vết máu ở mặt ngoài đều đã bị hoại trừ hết, một lần nữa khôi phục lại màu sắc xanh nhạt sáng ngời. Huyết linh thuật, hóa ra người tu luyện công pháp huyết đạo trí tà, trách không được ngay cả bổn mạng phi kiếm của hàn mỗ cũng dám làm dơ bẩn. Cự viên cầm trong tay tiểu kiếm ném đi, thoáng một cái há miệng hút vào thể nội, mới thần sắc lạnh lẽo nói ầm ầm về phía xa đạo hữu quả là kiến thức rộng rãi ngay cả huyết linh thuật cũng biết tuy nhiên tiểu muội cũng không nghĩ tới bổn mạng phi kiếm của các hạ lại là dùng kim lôi trúc luyện chế thành nếu không cũng sẽ không phí một phen tay chân như vừa rồi đã vậy tiểu muội đành dùng thủ đoạn chính thức cùng đạo hữu luận bàn một chút thôi thiếu nữ mặc váy đỏ thấy linh tính của phi kiếm cứ đơn giản như vậy mà khôi phục cũng hơi giật mình cười nhẹ nói rất tốt vậy thì hàn mỗ cũng đành thỉnh giáo một chút huyền diệu của huyết linh thuật rồi nhưng trước đó dịch đạo hữu cũng chớ nhàn rỗi Cùng nhau động thủ đi." Hàn Lập cười lạnh một tiếng, sau đó cự viên ba đầu sáu tay biến thành bỗng nhiên sáu cánh tay cùng bấm niệm pháp quyết, lại dùng ngón tay điểm về phía thạch thành trên hư không một cái. Một hồi vù vù vang lên, ba tòa cực sơn vốn còn đang lơ lửng bất động trên không trung lúc này quay tít một vòng, đột nhiên lớn lên thành hơn ngàn trượng. Một ngọn núi thoáng cái thả ra nhiều tầng vòng sáng hộ thể màu xám, ngưng tụ lại hóa thành hơn 10 cái trông như xúc tu lớn, hung hăng co lại rồi quật xuống phía màn sáng. Phía dưới một ngọn núi khác tức thì vang lên âm thanh suy suy rất lớn, lăng không sinh ra vô số đạo kiếm khí vô hình, hóa thành một cái kiếm võng cực lớn gia nhập vào công kích. Một ngọn núi cuối cùng, ánh sáng năm màu sáng ngời, từng vòng quầng sáng lăng không hiện ra, không chút do dự điên cuồng nện xuống. Cấm chế còn lại bên trong thạch thành lúc này lại chợt hiện lên, thoang chốc một lần nữa lung lay sắp đổ. Lão già họ dịch trên đầu thành đang nhanh chóng tu bổ thân thể thấy cảnh này, sắc mặt liền đại biến, đầu vai nhỏ ăn một cái, lập tức ngừng suy nghĩ tu bổ thân thể lại để ứng phó sự tình trước mặt nhưng chỗ bên cạnh hắn chợt chấn động thiếu nữ anh nhi mạ váy đỏ thoáng cái hiện ra bên cạnh hắn rồi duỗi ra một bàn tay trắng như ngọc vỗ ra lão già họ dịch cả kinh tự nhiên vô ý thức muốn tránh né nhưng bàn tay trắng như ngọc kia trước đó một khắc còn mới trông thấy mà sau một khắc đã không biết như thế nào mà đặt trên vai lão già linh quang hộ thể của hắn và cử động tránh né đó vậy mà không có chút hiệu quả nào lão già tỏ ra kinh sợ muốn mở miệng nói gì đó nhưng bàn tay trắng như ngọc trên đầu vai kia bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu xanh lục, thoáng một cái long lanh như thủy tinh trong suốt, đồng thời một cú lực lượng pháp tắc quen thuộc lập tức đem toàn bộ thân hình hắn bao bọc bên trong. Tình hình không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, cánh tay đầy máu cùng nửa thân dưới không trọn vẹn của lão già, chỉ vặn vẹo bên ngoài một cái, ngay dưới tác dụng của lực lượng pháp tắc, bỗng nhiên linh quang màu xanh thẫm lưu chuyển, chỉ mơ hồ một cái liền trở về giống hệt như bộ dáng trước khi hao tổn. Lúc này, thiếu nữ xinh đẹp mới nhẹ nhàng cười cười, bàn tay trắng như ngọc từ trên một đầu vai của lão già tách ra vật linh hồi sóc hàn lập phía xa thấy một màn này thiếu chút nữa thật sự trở nên hoảng sợ không tự chủ được mà kêu lên một tiếng lớn thất thanh đây cũng không phải là pháp thuật giống với cái gọi là bất diệt thân thể mà là do sự khống chế thời gian pháp tắc có chút thành tựu mới có thể thi triển ra là một loại thần thông trong truyền thuyết mà lão già họ dịch nhìn thấy hết thảy tự nhiên mừng rỡ quay đầu lại có chút kích động hướng về thiếu nữ vội hỏi anh đạo hiếu Ngươi đã tìm hiểu thành công vật kia rồi hay sao? chương 2289, cuộc chiến với Tu La Thủ Tám. Nào có dễ dàng tìm hiểu được như thế, ta chẳng qua mới lĩnh ngộ được chút bề ngoài mà thôi, ngược lại tranh đấu tiếp theo phải phiền dịch sư bá tiếp tục ra tay đấy. Đối phương dù sao cũng là cường giả đại thừa kỳ, anh Nhi sao dám một mình đối mặt chứ, chỉ có thể ở bên cạnh phụ trợ sư bá một tay thôi. Thiếu nữ mặc váy đỏ mỉm cười hướng tới lão già nói. Hắc hắc, ngay cả thần thông như vật linh hồi sóc cũng đã lĩnh ngộ được thì sao có thể chỉ xem như thứ bề ngoài gì chứ hiện tại đã có anh nhi ở một bên kiềm chế mà nói ta lại có thể tiếp tục cùng đối phương tái chiến một hồi đấy lão già họ dịch cẩn thận kiểm tra thân thể của mình một phen phát hiện vừa rồi tác dụng của thần thông hồi sóc của nữ tử trên người mình dường như ngay cả hao tổn nguyên khí cũng đã được bù đắp một ít lúc này phấn chấn tin tưởng hẳn lên tinh thần chấn động trả lời tiếp đó hắn thét dài một tiếng cái đầu nhoáng một cái rồi một lần nữa biến thành bộ dáng quỷ dị mặt chim thân người hai cánh tay khẽ giơ lên lóe lên một luồng ánh sáng màu bạc và một luồng ánh sáng màu vàng tấm gương màu vàng cùng với quyển trục màu bạc lúc trước cùng lúc hiện ra lão già quát khẽ một tiếng quyển trục trên tay trở nên mơ hồ rồi biến ảo thành vô số phù văn màu bạc nổ tung ra hướng lên không trung quay tròn ngưng tụ lại biến thành một kiện chiến giác màu bạc đem toàn thân hắn bảo hộ cực kỳ chặt chẽ trên bàn tay còn lại gương đồng màu vàng tức thì hào quang rực rỡ thoáng cái biến ảo thành hai phần cự kiếm màu vàng nhạt, hai cánh tay khẽ động đã nắm lấy nó trong tay. Thiếu nữ ở bên cạnh thấy vậy mỉm cười, một tay bấm niệm pháp quyết, hai con quái thú đầu sói trước người nổ tung vang lên tiếng trầm đục, hóa thành hai luồng huyết vụ bổ nhào về phía trước người. Lúc này bàn tay thiếu nữ chấp động huyết quang quỷ dị, cũng lẩm bẩm vài câu hướng về phía lão già ở trong hư không. Phốc phốc vài tiếng, những phù văn màu đỏ như máu từ đầu ngón tay bắn ra, lóe lên lập tức chui vào trong áo giáp của lão già một tầng huyết phân quỷ dị lập tức nổi lên trên mặt áo giáp liên tục di chuyển bất định cùng lúc đó lão già họ dịch cảm thấy trong thể nổi có một cỗ nhiệt khí bắt đầu nổi lên khí lực toàn thân bỗng nhiên tăng lên gấp bội đồng thời một cỗ nội ý cuồng bạo từ trong đáy lòng chợt dâng lên khiến cho hai mắt chưa phát giác ra đã có những tia máu trải rộng trong nội tâm chiến ý bùng nổ thị huyết thuật rất hay rất hợp với tâm ý của lão phu lão già cuồng cứu một hồi không cố kỵ gì nữa hai tay rung lên liền biến thành một luồng sáng bạc lao ra khỏi màn sáng đồng thời hai thanh kiếm khí màu vàng lớn hơn trăm trượng cũng hung hổ chém ra những nơi chúng đi qua nổi lên âm thanh như hư không bị xé toạc ra phảng phất như là muốn đem toàn bộ bầu trời bổ ra hàn lập nhìn về kiếm khí màu vàng đang phóng tới trước mặt lại nhìn lướt qua thiếu nữ mặc váy đỏ đang đứng phía trên thạch thành bỗng nhiên cũng khẽ cười một tay điểm về phía hư không phốc phốc một tiếng ba tòa cực sơn mơ hồ một cái liền chìm vào hư không biến mất không thấy đâu nữa sau một khắc, phía trước người hắn chấn động, không chung mơ hồ một cái, ba tòa cực sơn liền đồng loạt nằm song song chắn trước người. Một tiếng vang thật lớn vang lên, hai đạo kiếm khí màu vàng đã hung hăng chém lên trên ba tòa cực sơn. Kết quả là ba ngọn núi chỉ khẽ run lên đã đem hai đạo kiếm khí toàn bộ bắn trở lại. Nhưng trong mắt lão già họ dịch lại lóe lên hung quang, từ rất xa hai phần cự kiếm cầm trong tay đồng thời ném đi, cùng lúc miệng lại nói lầm bẩm. Trong chốc lát, trên bầu trời vang lên âm thanh vang lớn vù vù, hai phần cự kiếm kèm theo vạn luồng kim quang hợp lại, dung hợp với nhau thành một, mang theo luồng kiếm quang cao hơn ngàn trượng một lần nữa hung hăng chém xuống. Ở bên trong kim quang vang lên tiếng nổ lớn như sấm vang gió giật. Tới hay lắm, Hàn Lập hư lạnh một tiếng, sau cánh tay của biến thân cự viên đồng thời bấm niệm pháp quyết, từ thể nội bắn ra 72 thanh tiểu kiếm màu xanh, lóe lên chớp động liền biến thành những luồng kiếm quang màu xanh rậm rạp chằng chịt. Hướng về cùng một nơi tụ lại biến ảo thành một lưỡi kiếm khổng lồ khác lớn tới mấy trăm trượng như cột chống trời lưới kiếm này dưới sự thúc giục kiếm quyết của hàn lập vang lên một tiếng thanh minh rồi hướng không trung lao lên một tiếng nổ vang lưới kiếm đã cùng hai phần cự kiếm rắn chắc chém vào nhau không trung vang lên âm thanh suy suy thật lớn hai loại kiếm khí màu sắc vàng xanh khác nhau xuất hiện khắp bầu trời hào quang tỏa sáng rực rỡ khiến cho người ta không thể nào nhìn thẳng vào được hai phần cự kiếm khổng lồ trong lúc nhất thời rơi vào trạng thái rằng co lão già thấy vậy sắc mặt trầm xuống ngón tay liên tục điểm về phía hư không đem pháp lực từ thể nội cách không rót vào trong kiếm khí. Trong chốc lát, hào quang từ cửa kiếm màu vàng sáng rực lên, những sợi kim mang từ đó bắn ra. Dường như cùng một lúc, ba cái đầu của cử viên ở phái dưới đồng thời dương lên, há miệng bắn ra ba đạo kim hồ thô to, lóe lên lập tức chìm vào hư không không thấy nữa. Sau một khắc, mặt ngoài cửa kiếm màu xanh đột nhiên hiện lên vô số điện quang, hóa thành vô số kim xà toàn bộ điên cuồng hướng tới cửa kiếm màu vàng mà bắn đi. Một tiếng trầm đục vang lên, Cự kiếm màu vàng dưới sự giáp công của kiếm quang màu xanh cùng kim xà trong chốc lát vỡ vụn ra thành từng khúc. Một màn này khiến cho lão già họ dịch khẽ giật mình. Nhưng vào lúc này, cự viên hiện ra vẻ dữ tợn, không chút do dự tiến lên một bước, thân hình mơ hồ cái liền quỷ dị biến mất tại chỗ. Lão già họ dịch thấy vậy, nội tâm chợt dùng mình, đột nhiên hướng tới thiếu nữ mặc váy đỏ kêu một tiếng anh đạo hiếu. Một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hào quang năm màu nổi lên cùng một chỗ, hiện ra tám cái tinh thuẫn năm màu, từ bốn phương tám hướng bảo hộ toàn bộ thân hình trong đó, một bàn tay dơ lên hiện ra một thanh mộc thước màu tím đen, cũng hóa thành một luồng hư ảnh chuyển động quay tròn không ngừng trong lòng bàn tay. Phía dưới bên trên thạch thành, thiếu nữ mặc váy đỏ nghe thấy tiếng lão già kêu to liền mỉm cười, chở bàn tay vỗ ra. Phanh một tiếng, một con quái thú đầu sói lúc này nổ tung biến thành luồng huyết vụ cuồn cuộn, bên trong phát ra tiếng sói chu, mơ hồ hiện ra một bộ vuốt sói cực lớn như ẩn như hiện. Đúng lúc này, hư không phía bên lão già họ dịch chấn động hiện ra một cái kim ảnh ba đầu sáu tay, nhanh như thiểm điện lao thẳng tới phía lão già. Lão già họ dịch hư lạnh một tiếng trong miệng, hai chân hơi động một chút trượt về phía sau, đồng thời chỗ một thước màu tím đen biến thành hư ảnh vang lên âm thanh suy suy, vô số tử mang bắn ra. Nhưng kim ảnh đối mặt với tử mang đánh tới vậy mà không hề tránh né mà còn mạnh mẽ xông lên tới cùng. Tiếng kim loại va chạm bang bang nổi lên, tử mang tiếp xúc với phía trên kim ảnh, vậy mà hơn một nửa bị bắn ngược trở lại, chỉ có một số ít mới mạnh mẽ phá vỡ được kim quang, chui vào bên trong thân thể. Lúc này một cỗ khí thức tanh hôi tản ra, xu thế đánh tới của kim ảnh liền bị dừng lại một chút. Lão già họ dịch thấy vậy, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Những tử mang kia nhìn như không có chút gì đặc biệt nhưng trên thực tế đều là kỳ độc vô cùng, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa thành phần quỷ dị làm nhiễu loạn lực lượng thần niệm, dù là tồn tại đại thừa kỳ chúng phải vật ấy cũng tuyệt đối không thể bình yên vô sự được. Đấy chính là một trong những thủ đoạn mạnh mẽ cuối cùng của lão già họ dịch. Nhưng sau một khắc, sự tình khiến cho đồng tử lão già phải co rụt lại xuất hiện. Ba gương mặt kim ảnh không chút biểu tình, sáu cánh tay mơ hồ hiện ra vô số quyền ảnh rậm rạp chẳng chỉ tuôn ra hướng tới lão già, hơn nữa thân hình chỉ khẽ động một lần nữa liền bổ nhào về phái trước từ trên xuống. Những tử mang kia dường như không hề có chút ảnh hưởng nào tới nó. Mắt thấy cảnh này, lão già cơ hồ không dám tin vào con mắt của mình, sau lưng thoáng cái mồ hôi đổ ra ròng ròng, nhưng lập tức cắn răng một cái pháp lực từ thể nội liền phát ra há mồm phun ra một tiểu ấn màu xanh đón gió nhoáng cái hóa thành lớn cỡ một cái vạc nước phú văn nhàn nhạt, nhạt nổi lên hướng tới đối diện hung hăng đập xuống hắn dường như nổi lên ý muốn dốc sức liều mạng với hàn lập lại không hề có ý muốn tránh né mũi nhọn tấn công mà thanh ấn còn chưa thực sự tiếp xúc với quyền ảnh một cỗ lực hút quỷ dị liền từ giữa cuốn ra tất cả quyền ảnh chấp động một cái lại không tự chủ được mà bị trượt sang hai bên hư không nhưng kim ảnh người đằng sau vừa bị đánh tới lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, lóe lên một cái lập tức dùng thân thể mạnh mẽ đập vào Thanh ấn. Lão già họ Dịch vốn là cả kinh, nhưng tiếp đó lại vui mừng quá đỗi. Thanh ấn kia đúng là bổn mạng pháp bảo mà hắn tu luyện, tuy uy năng không thể so sánh với loại bảo vật như Huyền Thiên chi bảo nhưng chắc chắn cũng tuyệt đối không ở dưới chúng. Hắn tuyệt đối không tin thân thể đối phương còn có thể hơn cả bảo vật này. Của nhiên phía trước một tiếng nổ mạnh giống như chuông vang vang lên phù văn màu xanh lóe lên kim quang trói mắt rồi nổ tung ra. Kim ảnh lúc này loạn trọn suýt ngã, không tự chủ được mà lùi về phía sau liên tục mấy chục bước, bộ dáng nhất thời không cách nào đứng vững được. Đúng lúc này sau lưng nó nổi lên mùi tanh, bỗng nhiên một cái đầu máu hình sói cực lớn im lặng hiện ra, há miệng xuất kỳ bất ý cắn vào phần eo của kim ảnh một cái, răng nanh đầy miệng liền cắm vào sâu mấy tấc trong cơ thể kim ảnh. Thân hình kim ảnh chấn động, sáu cánh tay như thiểm điện vỗ xuống, Sáu bàn tay màu vàng như cuồng phong đập xuống gương mặt của đầu sói. Thiếu nữ mặc váy đỏ thấy vậy, ánh mắt ngưng lại, trong miệng lẩm bẩm, tay bấm niệm pháp quyết hướng về phía đầu sói cực lớn kia. Gương mặt đầu sói lúc này mơ hồ không rõ, cứ mặc cho nắm đấm vàng xuyên thủng qua đầu, nhưng miệng rộng vẫn gắt gao cắn vào phần eo kim ảnh không buông, cũng muốn mạnh mẽ xé rách thân thể kim ảnh, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào thực hiện được. Lão già họ Dịch phía xa thấy tình hình như vậy, trong lòng mừng rỡ, vẻ tàn khốc chợt hiện lên khuôn mặt một thước màu tím đen trên tay mơ hồ liền biến ảo thành một đám trường mâu màu tím đen, cánh tay khẽ động, muốn đem chúng hung hăng quăng về phía kim ảnh. Nhưng lúc này, hư không phía sau lưng hắn chợt có một luồng gió nhẹ thổi qua, bỗng nhiên một bóng người màu vàng khác im lặng mà hiện ra, dẫm chân tại chỗ một cái liền quỷ dị tới gần lão già trong gang tấc hai cái nắm đấm màu vàng trải rộng tầng tầng vân trận màu bạc im lặng xông ra. Nhìn rõ chân diện mục của bóng người màu vàng này, rõ ràng là một cự viên màu vàng khác, tuy nhiên bên ngoài thân không còn lộ ra tử mang nhàn nhạt, nhạt hơn nữa toàn thân còn có từng đạo phù văn màu bạc di chuyển bất định cự viên này thình lình lại chính là bản thể của Hàn lập kim ảnh ba đầu sáu tay phía trước là từ trên thể nội của hắn giải trừ ra phạm thánh kim thân sử dụng một đám thần niệm thao túng để cố ý hấp dẫn sự chú ý của lão già và thiếu nữ váy đỏ bản thể của Hàn lập mặc dù không còn phạm thánh kim thân tại thân thể nhưng chỉ bằng vào biến thân sơn nhạc cử viên cùng bách mạch luyện bảo quyết được hoàn toàn thúc giục thì thân thể cường hoành tuyệt đối không hề kém hơn lúc trước chút nào thiếu nữ phía dưới mắt thấy cảnh này liền biến sắc đang muốn lên tiếng nhắc nhở thì đã không kịp nữa rồi lão già họ dịch thân là cường giả đại thừa kỳ mặc dù không có thiếu nữ nhắc nhở nhưng dường như lập tức cũng phát hiện tình hình khác thường sau lưng lúc này cả kinh không cần nghĩ ngợi cánh tay xoay trở khẽ động liền cầm trong tay trường mâu hung hăng ném về phía sau lưng phanh một tiếng vang thật lớn Ánh sáng màu tím do trường mâu vừa quang ra biến thành đã bị Hàn Lập dùng một quyền mạnh mẽ đập bay, một quyền khác mơ hồ một cái, tức thì hung hăng oanh kích lên một mặt tinh thuẫn đằng sau lão già. chương 2290, cuộc chiến với Tu La Thủ Chín. Hào quang trên tinh thuẫn phóng lớn, nhìn như có thể đỡ được một quyền này. Nhưng nắm đấm màu vàng vừa đánh lên tinh thuẫn làm cho một đoàn tử mang trói sắc lan tràn ra. Tinh thuẫn run lên, vỡ vụn thành từng mảnh trong đám ánh sáng màu tím thậm chí linh quang hộ thể của lão giả kia cũng như giấy bị chọc thủng, bị nắm đấm rắn chắc nện thẳng vào thân thể. Lão giả họ dịch quá sợ hãi, trong đầu thúc giục bí thuật, điên cuồng rót toàn bộ chân nguyên chi lực vào chiến giáp trên người, một chút cũng không giữ lại. Oanh, những đường vân màu đỏ bên ngoài chiến giáp màu bạc hóa thành phù văn tuôn trào ra, hóa thành một tầng máu bao bọc lão giả lại. Cự viên thấy thế thì trong mắt hiện lên vẻ nhạo báng, nắm đấm tử kim mở ra, trong lòng bàn tay có ngân quang sáng ngời, một văn trận gồm hơn 10 tầng phù văn chồng lên nhau, một vòng ánh sáng bạc trói mắt tỏa ra. Thân hình cự viên đột nhiên mở hồ, thoáng một cái đã biến mất. Không, lão giả ngẩn ngơ mà nhìn, thần niệm cảm ứng được uy lực bên trong ngân quang thì sắc mặt trắng nhợt, kêu to một tiếng, lùi về sau, thiên linh cái mở ra, một hư ảnh dài hơn thước từ trong phóng ra chạy trốn. Đúng lúc này, ngân quang đã kết rắn đánh lên tầng huyết bảo vệ trên áo giáp. Một thanh âm vang trời, một vụ nổ trên không xảy ra một vòng tròn màu bạc từ chỗ lão giả họ dịch kia tràn ra, phù văn màu bạc chẳng chịt cũng theo đó lan tỏa, tạo thành vô số quang trận kích cỡ khác nhau. Sau một khắc, những quang trận đồng thời lóe lên rồi nổ tung, một cột sáng cực lớn quấy động nguyên khí thiên địa, xông thẳng lên trời cao, từng vòng sáng màu bạc chập trùng lan ra như sóng nước làm cho hư không nó đi qua nổ vang từng trận, như trời long đất lở. Ở bên kia, con sói màu máu và phạm thánh kim thân vẫn đang rằng co với nhau, cũng bị ngân quang cuốn vào. Hiện tượng thiên văn kinh người như thế làm cho đám tu la tộc mẫu và huyết nhiên đang chiến đấu kịch liệt cũng biến sắc, không hẹn mà cùng đem thần thông thu lại, hướng ra xa mà chạy, tránh cho cỗ uy năng khủng bố này ảnh hưởng tới mình. Khi hai bên hiện thân lại ở phía chân trời, ánh mắt không hẹn cũng nhau nhìn về phía hàn lập ở bên này, thần sắc cũng trở nên khác thường. Hai người huyết nhiên và hắc lân thì tỏ ra kinh hỉ, nhưng trong mắt cũng không giấu được vẻ hoảng sợ. Hai người tự nhận mình không phải là dạng tu sĩ đại thừa tầm thường, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng thi triển ra một đòn hủy thiên diệt địa như thế thần thông của hàn lập còn to lớn hơn cả dự đoán trước đây của hai người tộc mẫu tu la thù nhìn về phía cột sáng ở phía xa trên mặt hiện lên vẻ âm tình bất định trong nội tâm cũng hiện lên vẻ sợ hãi một lát sau huyết nhiên và hắc lân liếc mắt với nhau cũng không nói hai lời một lần nữa thúc giục bảo vật và thần thông tấn công tộc mẫu tu la thù vị phu nhân kia thấy vậy thì giận dữ cũng không thèm quan tâm tới sự tình bên phía hàn lập nữa sau khi tránh một vòng lại hóa thành con nhện ba đầu độc nhất vô nhị, vô cùng giữ tợn sông về phía hai người huyết nhiên. Trong nháy mắt, hai bên lại đánh nhau bất phân thắng bại. Về phần mạc giản ly và bốn gã tu la thù trưởng thành thì lúc này đã không thấy bóng dáng đâu, không biết đã đem cuộc chiến dịch chuyển tới nơi nào. Oanh, một âm thanh trầm muộn vang lên, một cột sáng vừa thô vừa to lóe lên rồi lại biến mất. Sóng màu bạc tỏa ra bốn phía, sau đó cũng tiêu thất trong không trung. Nhất thời, trong hư không, ngoại trừ từng trận khí tức nóng rực thì tất cả đều khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nhưng chỗ lão giả họ dịch kia đứng khi trước thì đã trống rỗng, không có bất kỳ dấu vết gì lưu lại. Dường như vị đại thừa của ngũ quang tộc này vừa rồi bị một đòn đánh cho triệt để tiêu vong. Thiếu nữ váy đỏ nhìn thấy tràng cảnh này thì đôi mắt sáng ngưng tụ lại, cũng hiện lên ý lạnh khác thường. Đúng lúc này, ở địa phương cách lão giả họ dịch đứng khoảng 5, 600 trượng, không gian chấn động, một màn ánh sáng năm màu chấp động, một tiểu nhân hiện ra. Tiểu nhân này mặc một bộ áo giáp lưu ly, li, hai tay ôm tiểu ấn màu xanh, dung nhan giống hệt lão giả họ Dịch, đây đúng là nguyên anh của lão. Tiểu nhân mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc nhìn về địa phương thân thể mình biến mất, cũng không nói lời gì, ánh sáng lưu ly li lóe lên, sau đó hóa thành một đạo cầu vòng chạy về phía thạch thành. Thế nhưng vừa mới triển khai độn quang, hư không phía trước linh quang lóe lên, một thân ảnh ba đầu sáu tay hiện ra, chặn đường đi của hắn. Tiểu nhân cả kinh, như một đạo cầu vòng nhanh chóng chuyển phương hướng chạy. Nhưng nó vừa đổi phương hướng trong nháy mắt thì phía hư không phía dưới cũng lại chấn động một lần nữa, hai bàn tay lông lá lớn xé rách hư không mà tới. Một cử viên màu vàng cao hơn 10 trượng nhảy ra, lúc này miệng nó há to, một giải ánh sáng màu vàng bắn ra. Tiểu nhân thực sự kinh hãi, muốn né tránh nhưng đã không còn kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ ném tiểu ấn trong tay đi, tiểu ấn đón gió lớn lên, có kích cỡ bằng một cái cối say ngăn trước người. Phanh, kim hồ lóe lên, đánh mạnh vào đại ấn màu xanh làm nó bắn ngược trở lại, nhưng ánh sáng màu vàng cũng theo đó tán đi. Cự viên màu vàng sắc mặt dữ tợn vừa hiện ra, phóng nhanh về phía trước, bàn tay khổng lồ nhanh như thiểm điện chụp xuống. Nhưng lão giả Nguyên Anh nhờ một chút trì hoãn này mà nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một tiếng nổ vang lên, cả thân hình nổ tung, chỉ để lại một trời đầy lông chim bay tán loạn. Sau một khắc, cách phía sau lưng cự viên khoảng 200 trượt, hư không chấn động, thân ản tiểu nhân lại hoảng hốt hiện ra, lập tức hóa thành tinh quang bắn về phía thạch thành. Sau hai cái chấp động, tiểu nhân đã đến gần màn sáng bảo vệ bên ngoài thạch thành, chỉ một lần sử dụng độn thuật nữa là có thể tiến vào trong. Nhưng lúc này, một tiếng hừ lạnh lẽo không biết từ đâu truyền tới, rơi vào tai nguyên anh của lão giả họ dịch không khác gì xét đánh làm cho hắn chấn động, chân nguyên trong cơ thể ngưng tụ lại, thiếu chút nữa rơi từ trên cao xuống. Ngay khi độn quang của tiểu nhân tản ra, trong hư không gần đó hiện ra ánh sáng màu vàng, sau một vòng quay liền hóa thành nhưng hạt cát vàng, đồng thời cắt bụi bốn phía cuốn lên hóa thành vòi rồng đeo nguyên anh của lão giả cuốn vào một cỗ lực lượng vô hình từ giữa cuồn cuộn đi ra tinh quang bên ngoài tiểu nhân lóe lên những tiếng nổ vang truyền ra gương mặt nguyên anh kia tràn đầy thống khổ giống như có thể bị cỗ sức lực kia ép nát bất kỳ lúc nào mà bốn phía lúc này cũng truyền tới lực lượng vô cùng khủng bố vẫn không ngừng tăng lên lúc này cách đó không xa cự viên màu vàng thình lình xuất hiện đứng không nhúc nhích nhưng thiên linh cái giã mở ra một tiểu nhân màu xanh cao hai thước đứng ở trên, một tay cầm một tiểu hồ lô dài gần một tấc, đang không ngừng chuyển động trong lòng bàn tay nó. Từ trong miệng hồ lô phun ra từng sợi màu vàng, lóe lên rồi biến mất trong hư không. Nhưng khi mỗi một sợi màu vàng biến mất thì sức lực bốn phía áp lên nguyên anh của lão giả họ Dịch cũng tăng thêm một phần. Hàn Lập đã sớm tính toán đến trường hợp lão giả họ Dịch sẽ để nguyên anh chạy trốn nên lúc này cũng không ngần ngại đem nguyên anh đã đại thành thả ra ngoài cơ thể, thúc dục kiện bảo vật mới lấy được cách đây không lâu lặng lẽ đem liệt sát kim cương xa bố trí xuống. Mặc dù nguyên anh của lão giả họ dịch có vài thần thông huyền diệu trong người nhưng lúc trước bị hàn lập dùng bí thuật hàn niệm công kích, lúc này lại dùng cát điên cuồng tấn công nên lúc này có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Ngay khi lão giả chính thức đối mặt với sinh tử thì thiếu nữ váy đỏ rốt cục cũng xuất thủ. Cũng không biết nàng ta dùng thủ đoạn gì mà bốn đầu sói không dấu hiệu nổ tung lên, hư không bên ngoài vòi rồng chấn động, bốn đoàn huyết vụ lăng không hiện ra, rồi cuốn tới phía nguyên anh lão giả kia, đem hắn bảo hộ vào trong. Áp lực quanh lão giả giảm đi một chút, lúc này lão vội mướng rỡ lăn đi một vòng, huyễn hóa thành một con khổng tước óng ánh dài hơn một thước, hai cánh rung lên, một đoàn lửa ngũ sắc rào rạt bùng cháy. Nguyên anh của Hàn Lập thấy thế, hai mắt nheo lại, hồ lô màu vàng trong tay hóa thành vạn tia sáng màu vàng, vô số phù văn óng ánh khẽ hiện lên trên bề mặt. Vòi rồng vây khốn nguyên anh của lão giả nổ vang một tiếng rồi đột nhiên lớn lên gấp bội, từng tinh hạt to bằng nắm đấm trong gió như ẩn như hiện xung quanh tản ra dao động cấm chế vô cùng quỷ dị hầu như trong cùng một thời gian vòi rồng nghiêng nghiêng trên bầu trời chấn động kịch liệt sau đó một thân ảnh màu vàng lóe lên rồi hiện ra đúng là phạm thánh kim thân của hàn lập kim thân vừa thuấn di xuất hiện sáu cánh tay đánh vào hư không trong tay liền hiện ra trùy trường, truy thước hoàn giản sáu loại vũ khí khác nhau sau một tiếng hét lớn thì liền đồng loạt đập tới trung tâm vòi rồng khổng lồ oanh một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vòi rồng bạo liệt nổ, đồng thời ở trung tâm cũng có đoàn đoàn ánh sáng vàng nổ tung, không khí xung quanh chấn động hỗn loạn, sau đó hướng bốn xung quanh nhanh chóng tản ra. Nguyên Anh của Hàn Lập trên đỉnh đầu cự viên nhìn vào bên trong quầng sáng, đôi con người đen kịt đột nhiên co rút lại, tay áo hơi động, bàn tay ở trong như đang bấm niệm pháp quyết gì đó, nhưng sau đó lập tức nhớ ra, năm ngón tay cũng tự động buông lỏng. Phanh, phía trên thạch thành, thiếu nữ váy đỏ hơi nghiêng người khi hư không chấn động, một con khổng tước bị thương một bên cánh bay ra, sau khi hiện thân liền lập tức thét lên đầy thê lương. Anh đạo hiếu, mau cứu ta, chỉ có thần thông của vật linh hồi sóc của ngươi mới có thể tu bổ cho nguyên anh của lão phu. Chỉ cần ngươi có thể phục hồi nguyên anh của ta lại như cũ, sau này ta có gì tốt nhất định cũng sẽ đưa cho ngươi. Vừa dứt lời, hào quang bên ngoài của con khổng tước nhỏ lóe lên, một lần nữa khôi phục lại hình người, nhưng non nửa thân hình đều biến mất, khí tức vô cùng suy yếu, dường như có thể tiêu vong bất kỳ lúc nào. Vừa rồi mặc dù thiếu nữ kia có xuất thủ tương trợ, bản thể nguyên thần của hắn có thể phá không trốn thoát nhưng vì lực lượng quỷ dị của liệt sát kim cương xa và một kích của sáu kiện vũ khí do phạm thánh kim thân mang lại làm cho nguyên anh của lão gặp phải trọng thương. Nếu thiếu nữ kia không sử dụng thời gian chi lực cứu giúp, chỉ sợ dù là cảnh giới đại thừa cũng không thể không ngã xuống. Cái này khó trách vừa rồi làm hắn sợ hãi như thế. Được, thiếu nữ váy đỏ lướt nhìn nguyên anh của lão giả, thần sắc không thay đổi khẽ gật đầu, bàn tay trắng như ngọc nhấc ra vỗ một cái. chương 2291, thời không chi lực. Bịch một tiếng, cánh tay đã đánh ra một nửa lại đột nhiên thay đổi phương phướng, năm ngón tay chụp vào thiên linh cái của Nguyên Anh của lão giả kia. Ngươi dám, lão giả phản ứng cực nhanh, sau khi hét lớn một tiếng, Nguyên Anh trở nên mơ hồ sau đó lại đột nhiên lóe lên ở không gian một vùng gần đó. Cô gái mặc váy đỏ chỉ cười khẽ một tiếng, tay ngọc lại trở nên mơ hồ, như biến mất trong hư không, sau đó hung hăng chụp trở lại phốc một tiếng, cánh tay từ trong hư không thu về, huyết quang chấp động nhẹ nhẹ trên tay, trong đó lúc này còn mang theo một tiểu nhân. Chính là Nguyên Anh vừa thuấn di bỏ chạy của lão giả họ dịch kia, bên ngoài thân lúc này bị tơ máu rậm dịch quấn chặt, không có cách nào nhúc nhích, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, chợt nhớ tới cái gì đó liền kêu lên đầy kinh hãi. Thời không pháp tắc, đây chính là thời không chi lực. Người đã đem hai lực lượng pháp tắc dung hợp làm một rồi. Dịch sư bá, chất nữ trăm năm trước đã có thể làm được việc này rồi, chỉ là lúc đó tu vi bị giới hạn nên không có cách nào tiến thêm một bước để lĩnh ngộ thôi. Nhưng bây giờ có nguyên anh đại thành của sư bá, chất nữ sẽ có một ít nắm chắc. Cô gái cười một tiếng, tay kia chuyển một cái, xuất ra một cây quạt nhỏ đỏ như máu. Khiên hồn phiên, người lại muốn hóa hồn lão phu, là đạo hữu mau ngăn lệnh ái lại, nàng điên rồi sao? Ta không có ở đây thì sau này ai sẽ giúp các người luyện hóa tinh hạch của không ngư tộc thành thời gian chi lực. Phương pháp này chỉ có mình ta biết, nếu không có lão phu các ngươi làm sao vượt qua được tai kiếp sắc tới nguyên anh của lão giả họ dịch nhìn thấy cây quạt nhỏ kia thì kêu to thần sắc trở nên vô cùng sợ hãi giống lên với người phụ đang đánh ở bên kia tộc mẫu tu la thù đã sớm chú ý tới tình hình bên này trong lòng cũng vô cùng kinh hãi sau khi nghe lão giả cầu cứu thì bất chấp đối thủ trước mặt ba khối hóa thân lập tức hợp lại thành một thể liên tiếp thả ra mấy bảo vật tạm thời bảo vệ toàn thân sau đó bà ta mới dùng truyền âm hướng tới cô gái váy đỏ kia anh Nhi, người đang làm cái gì vậy? Bây giờ là lúc nào mà còn làm cái chuyện tự tổn hại mình thế này? Mau buông dịch đạo hữu ra, dùng thời không chi lực khôi phục thân thể cho ông ấy. Trước tiên phải ứng phó với đại địch đã, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Mẫu thân đại nhân không cần lo lắng, phương pháp luyện không gian chi lực nữ nhi đã sớm lấy từ miệng tên đệ tử thân truyền của lão rồi. Đại địch trước mắt cũng không đáng ngại, còn có biện pháp đuổi hắn đi. Cô gái hời hợt trả lời, sau đó không hề để ý tới thanh âm khiếp sợ của người phụ nữ vừa truyền âm cho mình thản nhiên cười với nguyên anh lão giả đang bị tơ máu trói buộc một ngón tay điểm ra đầu ngón tay khi chạm vào những tia máu thì chợt lẽ một cỗ lực lượng cấm ché quỷ dị nhất thời nhột nhạo ra nguyên anh của lão giả kia chỉ thấy toàn thân tê dần ngoại trừ nhìn cô gái bằng vẻ mặt oán độc thì cũng không phát ra bất kỳ thanh âm nào hàn lập bên ngoài thạch thành nghe được vài chữ thời không chi lực thì vẻ mặt đại trấn rốt cục cũng hiện ra vẻ sợ hãi nhưng khi thấy cô gái dưới kia động tay thì lại cười lạnh một tiếng, đem nguyên anh của mình thu lại. Phạm Thánh Kim Thân lại đánh ra một chiêu, nhân cơ hội này điên cuồng cùng kích cấm chế bảo vệ ngoài thạch thành. Lúc này, cô gái kia quét mắt một cái, môi khẽ nhúc nhích, cũng không có bất cứ âm thanh nào truyền ra. Cùng lúc đó, trong tai Hàn Lập vang lên tiếng của cô gái mặc váy đỏ, đúng là nàng ta đang truyền âm cho hắn. Sau khi nghe xong, thần sắc Hàn Lập cũng vừa động, ánh mắt biến hóa một chút sau đó hai tay kết quyết kim quang lưu chuyển ngoài kim thân, trong nháy mắt từ cự viên biến ảo thành người. Mà sau khi phạm thánh kim thân cũng lóe lên, hướng thân hình phía sau hợp lại làm một. Cô gái ở trên thạch thành thấy thế thì nhìn Hàn Lập cười đầy quyến rũ, tay kia cầm cây quạt nhỏ màu đỏ, không trần trừ ném ra trước người. Bịch một tiếng, cây quạt nhỏ này được ném đi hóa thành một đoàn huyết quang bay lên. Trong miệng cô gái lẩm bẩm mấy câu, đám quái vật đầu sói còn sót lại xung quanh chợt nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ cùng bắn tới một phía, liên tiếp nhập vào trong cây quạt. Sau một khắc, cây quạt máu đón gió mà lớn lên, kích cỡ đạt hơn một trượng, bên ngoài huyết khí quay cuồng, bên trong mơ hồ hiện ra một gương mặt ác quỷ. Trên đầu của con quỷ này đầy những sừng cong kỳ quái, khuôn mặt chia làm hai nửa, một nửa là mặt nam tử vô cùng xấu xí, một nửa lại là mặt của một cô gái diễm lệ vô song, cùng truyền ra tiếng cười quái dị. Nó há cái miệng lớn, một cỗ hào quang màu đỏ phun ra, sau một cái chấp động thì cuốn Nguyên Anh trong tay cô gái vào. Nguyên Anh của lão giả kia khi thấy mặt quỷ hiện ra trên cây quạt thì sắc mặt đã trắng nhật rồi, ánh mắt nhìn cô gái tử oán độc trở thành đau khổ và đầy cầu khẩn. Nhưng sau khi huyết hà lóe lên, hai mắt của Nguyên Anh cũng khép lại, hôn mê đi, ngay cả khi bị hút vào trong miệng quỷ kia cũng không hề phát ra tiếng kêu nào. Cô gái mặc váy đỏ liên tục kết quyết, điểm vài cái vào huyết phiên trong hư không. Mặt quỷ trong huyết hà lóe lên rồi biến mất không thấy, cái quạt quay tròn rồi lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, bay vụt trở về liền bị cô gái há mồm trực tiếp hút vào. cuối cùng cũng đại thành rồi, mẫu thân đại nhân không cần phải cùng bọn họ tranh đấu nữa, mau trở về thôi. sau đó chúng ta có thể cùng đạo hữu này thương thảo một chút. cô gái váy đỏ thu lại pháp quyết, mặt lộ vẻ hài lòng gật đầu với hàn lập, sau đó cười nói với người phụ nữ kia: người lại làm thật sao? cũng được, ta đợi xem làm sao người có thể thuyết phục những kẻ đến từ bên ngoài này. Tộc mẫu Tu La Thù nhìn thấy cô gái Thu Nguyên Anh của lão giả họ dịch vào trong huyết phiên thì sắc mặt cũng biến đổi, vẻ tức giận trên mặt cũng biến mất, sau đó lập tức độn quang, bỏ lại hai đối thủ của mình, hướng Thạch Thành bay về. Huyết nhiên và Hắc Lân không muốn cứ như thế buông tha cho bà ta, lúc này cùng hét lớn một tiếng, thúc giục bảo vật và thần thông theo sát. Nhưng lúc này, thanh âm lãnh đạm của Hàn Lập cũng vang tới. Nhị vị đạo hữu khoan đã, lại đây nghe anh đạo hữu nói vài lời rồi muốn động thủ cũng không muộn. Lời này của Hàn Huynh có ý gì? Huyết nhiên dùng mình một cái, động tác cũng dừng lại, ngưng trọng hỏi. Từng chứng kiến Hàn Lập thi triển thần thông nên hai vị đại thừa dị tộc này vô cùng kiêng kỵ Hàn Lập, thái độ cũng không dám như lúc trước nữa. Không có gì, chỉ là vì anh đạo hiểu này muốn chủ động giao cho chúng ta một ít tinh hạch, nếu có thể như thế thì chúng ta cần gì phải đánh nhau nữa. Hàn Lập liếc mắt nhìn hai người một cái, thờ ơ nói. Có chuyện này thực sao? không phải là đang cố ý dùng kế hoãn binh với chúng ta đấy chứ huyết nhiên ngẩn ra giật mình hỏi lại nếu xả bộ thì lại động thủ là được rồi nếu chỉ là kế hoãn binh từng ấy thời gian thì có thể có bao nhiêu tác dụng chứ thân sắc của hàn lập vẫn không đổi nhàn nhạt đáp ừ hàn đạo hữu nói vậy thì được rồi hai người chúng ta cứ thử nghe xem anh đọa hữu kia định nói cái gì huyết nhiên và hắc lân cùng truyền âm thương lượng vài câu sau đó gật đầu đáp ứng Bọn họ có thể dễ dàng đáp ứng như thế cũng một phần là vừa rồi cùng giao thủ với tộc mẫu Tu La Thù nhưng không hề chiếm được chút thượng phong nào, nên đối với việc tiêu diệt cả nhất tộc Tu La Thù cũng không nắm chắc được mấy phần. Vì vậy hai người cùng độn quang, bay về phía Hàn Lập. Đám người mặc giản ly do ở xa nơi này nên Hàn Lập cũng không truyền tin gọi trở lại. Dù sao thì từ lúc đó tới giờ, thời gian cũng không quá dài. Trong thạch thành có mười mấy đạo độn quang bay ra, sau vài cái chấp động liên tiếp thì dừng lại trên tường thành hiện ra hơn 10 người có tu vi hợp thể kỳ của tộc Tu La Thù. Huyết nhiên thấy đám người này thì cũng buông lỏng trong lòng. Mặc kệ thế nào, nếu những người điều khiển cấm chế của Thạch Thành tự nguyện xuất hiện thì cũng như nói rõ họ thật sự có lòng đàm phán rồi. Tộc mẫu Tu La Thù sau vài cái chấp động cũng xuất hiện bên cạnh cô gái mặc váy đỏ, dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn nàng ta, sau đó mới thở dài một hơi, nói. Nếu dịch đạo hữu đã bị bắt thì nhất định là ngươi muốn đàm phán với đám người tới từ bên ngoài kia. Ta cũng không ngăn cản, nhưng chuyện đã sớm dung hợp thời không chi lực thì phải giải thích cho ta một chút mới được. Mẫu thân đại nhân yên tâm, chuyện này nữ nhi sẽ cho người một cái công đạo. Anh nhi nhìn người phụ nữ cười, thần sắc vô cùng thoải mái. Nếu ngươi đã tự tin ứng phó những người này như thế thì chuyện ở đây liền giao hết cho ngươi. Tộc mẫu tu la thù do dự một chút sau đó hướng cô gái nói bằng giọng đầy phức tạp. Tộc nhân tu la thù nghe cô gái và người phụ nữ kia nói chuyện với nhau thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Cô gái mặc váy đỏ cười khẽ và đáp ứng một tiếng, huyết quang ngoài thân chợt lóe rồi bay lên, sau một cái chấp động liền bay ra khỏi màn sáng bảo vệ của Thạch Thành, xuất hiện cách ba người Hàn Lập không xa, dường như không hề lo sợ ba gã đại thừa này sẽ liên thủ lại để đối phó với mình. Huyết Nhiên và Hắc Lân liếc mắt với nhau, thần sắc có chút khác thường. Hai mắt Hàn Lập cũng lóe lên tinh quang nhưng sau đó biến mất, hắn lạnh nhạt hỏi: "Đạo hữu thật là can đảm, chỉ dựa vào tu vi hợp thể kỳ đã có dũng khí đối mặt trực tiếp với ba người chúng ta?" tiểu muội nếu đã có dũng khí một mình tới đây thì sẽ không lo ba vị cùng liên thủ. Một mình ta tất nhiên không thể đối phó với ba vị đạo hiếu, nhưng nếu chỉ cần bảo vệ tính mạng mà trốn đi thì ta tự tin là các vị không giữ ta lại được. Cô gái dùng đôi mắt đẹp như thu ba, cười mà không phải cười đáp. Khẩu khí thật lớn, hung sắc lóe lên trên mặt hắc lân, lại nóng lòng muốn thử ra tay một chút. Mặc dù khẩu khí của nàng ta không nhỏ, nhưng nếu chúng ta cùng động thủ thì tỷ lệ giết được nàng ta cũng không có nhiều đâu dù sao thời không chi lực là sự hợp nhất của thời gian và không gian pháp tắc chính là pháp tắc bậc cao nhất cho dù tu vi của nàng ta thấp hơn nhiều so với chúng ta thì cũng khó lòng mà vây nổi nàng hàn lập nhướng mày nói về phía sau với hai người thời không pháp tắc tu la thù không phải chỉ có thể thúc giục một chút lực lượng của thời gian pháp tắc hay sao nàng ta làm sao lại có thể nắm giữ cả không gian chi lực lại còn có thể dung hợp hai lực lượng này lại với nhau huyết nhiên và hắc lân nghe vậy thì cực kỳ hoảng sợ thất thanh kêu lên chương 2292, Thánh vật của không ngư tộc. Hai vị đạo hữu cũng biết về lực thời không, như vậy cũng tốt. Lý do Hàn mỗ nguyện ý dừng tay cũng không cần giải thích thêm nữa. Hàn lập quét mắt nhìn hai người huyết nhiên, thần sắc không đổi nói. Huyết nhiên hắc lân thần sắc ngưng trọng dị thường, hai người nhìn nhau rồi huyết nhiên tiếp tục nói. Cô gái này thế mà lĩnh ngộ được lực thời không pháp tắc, đúng là không phải dễ trêu chọc. Chúng ta hãy nghe cô ta nói như thế nào đi nhưng nếu mục đích chuyến đi này không đạt được huynh đệ ta tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay đạo Hiễu đã nghe đồng bọn của ta nói như vậy rồi chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội nhưng nếu không thể làm chúng ta hài lòng ngươi thì có thể may mắn thoát khỏi nhưng những người khác trong tộc của ngươi nhất định sẽ chạy không thoát đâu hàn lập gật đầu một cái rồi quay đầu nhàn nhạt nói với cô gái hư nghe khẩu khí của các hạ xem ra đã ăn chắc nhất tộc chúng ta rồi nếu tiếp tục đánh nữa còn chưa biết ai chết vào tay ai đâu phụ nhân ở trên tường thành nghe vậy, sắc mặt liền trầm xuống. Phải hay không, hay là tiếp tục động thủ thử xem. Hắc lân đảo mắt, cười lạnh nói, đạo hữu và mẫu thân đại nhân không cần tranh cãi nữa. Nghe nói chư vị tiến vào giới này mục đích là muốn lấy tinh hạch của tộc ta. Có phải chư vị lấy được tinh hạch rồi liền ngoan ngoãn rời khỏi giới này hay không? Cô gái váy đỏ khoát tay chặn hai người tranh cãi, bình tĩnh hỏi Hàn Lập. Không sai, nhưng chúng ta muốn phải là tinh hạch tu la thù trưởng thành, nếu không có lấy cũng vô dụng. Lúc trước đạo hữu truyền âm nói có thể thỏa mãn yêu cầu này. Chẳng lẽ quý tộc đã nghĩ thông suốt, nguyện ý chủ động giao ra tinh hạch của mình. Hàn lập hay mắt híp lại, lạnh lùng hỏi ngược lại. Phụ nhân cùng các tu la thù tộc nhân khác vừa nghe nói thế, sắc mặt cũng hơi đổi. Đối với tộc này, nếu mất đi tinh hạch mặc dù không đến nỗi chết tại chỗ, nhưng nhẹ thì cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, nặng thì hậu hoạn vô cùng. Muốn tiểu muội cùng những tộc nhân khác giao ra tinh hạch của mình, dĩ nhiên là chuyện không thể. Nhưng nhất tộc chúng ta đã trụ vững ở giới này thời gian không ngắn, cũng có lưu giữ một ít tinh hạch tộc nhân trưởng thành, không phải là không thể giao cho các người mấy khối. Cô gái váy đỏ thản nhiên cười rồi trả lời, cái gì, việc này không được, những tinh hạch đó cần giữ lại còn có đại dụng. Vừa nghe nói thế, khi bọn Hàn Lập còn chưa kịp lộ sắc mặt vui mừng thì tu la thủ tộc mẫu đã lại kêu to. Cô gái nhướng mày, khẽ nhúc nhích môi truyền âm, mẫu thân đại nhân, còn đã lĩnh ngộ được lực thời không thì cũng có biện pháp truyền thụ lực này cho mẹ. Những tinh hạch kia do đó cũng không nhất định phải dùng tới. Huống chi, con cũng chưa nói rõ sẽ đem những tinh hạch đó cho người ta mà. Anh nhi, ý con là, phụ nhân thần sắc vừa động, tựa hồ nhớ ra điều gì đó. Mẫu thân đại nhân chẳng lẽ quên món thánh vật đó của Không Ngư tộc? Không phải là vì nhân lực không đủ mà chúng ta không cách nào mò vật đó lên sao? Nếu có thể lấy được vật đó, chẳng phải là so với chút tinh hạch chúng ta lưu giữ kia còn mạnh hơn nhiều sao. Mẫu thân chớ quên, trong hai loại pháp tắc thì cái chúng ta càng cần phải tìm hiểu chính là lực không gian. Cô gái váy đỏ truyền âm nói tiếp, nếu có thể lấy được vật đó, người có nắm chắc tiến thêm một bước lĩnh ngộ sự huyền diệu của lực không gian hay không? Phụ nhân sắc mặt âm tình biến hóa mấy lần rồi mới có một tia do dự hỏi. Mẫu thân đại nhân yên tâm, con vốn đã đạt đến bình cảnh lĩnh ngộ thời không pháp tắc, chờ đem nguyên anh của lão già kia luyện hóa tu bổ thần hồn xong, lại có cái thánh vật đó rồi thì đột phá bình cảnh 10 phần nắm chắc tới chín rồi. Cô gái váy đỏ không chút do dự trả lời, tốt, nếu người tự tin như vậy ta cũng không ngăn trở nữa. Tu la thù tộc mẫu cuối cùng hạ quyết tâm, cô gái váy đỏ cười nhẹ, hiển nhiên đối với quyết định này của phụ nhân đã sớm đoán được. Đám người hàn lập ở phía đối diện tự nhiên cũng nhìn rõ cô gái cùng tu la mẫu truyền âm mật đàm. Cho nên khi thấy hai người dường như đã thống nhất ý kiến, huyết nhiên liền đi trước hỏi. Nếu có thể giao ra tinh hạch, bọn ta tự nhiên cũng không cần tranh đấu nữa nhưng không biết có thể giao ra mấy viên nếu quá ít cũng không cần nói ra nữa chư vị tính toán muốn mấy viên cô gái không ngờ hỏi ngược lại một câu lần này chúng ta nhiều người như vậy tiến vào giới này từ đầu đã bàn muốn ba bốn viên mới đủ dùng huyết nhiên nói không cần nghĩ ba bốn viên đạo hữu thật đúng là sư tử ngoạc đừng nói là một phần tinh hạch đã bị chúng ta dùng hết kể cả trước kia cũng tuyệt không có nhiều như vậy cô gái váy đỏ cười lạnh nói thế các người có thể giao ra bao nhiêu đây? huyết nhiên nghe vậy cũng không tức giận, tỉnh táo hỏi ngược lại. nhiều lắm là tám viên, hẳn các người cũng đủ dùng. cô gái váy đỏ con người hơi đổi mấy cái sau, mới chậm rãi nói. tám viên, tuyệt đối không được, còn chưa đủ chia cho chúng ta bốn người. huyết nhiên sắc mặt trầm xuống, dùng cứng rắn khẩu khí nói. tám viên tinh hạch đủ để chia mỗi người chư vị hai viên, như thế nào còn chưa đủ? mấy vị cũng không nên được voi đòi tiên, hơn nữa coi như chúng ta giao ra 8 viên tinh hạch, cũng không phải cứ thế mà giao ra. Chư vị nhất định phải giúp chúng ta nhất tộc một việc nhỏ mới được, dù sao trên đời này không có việc ăn cơm chùa nào. Cô gái váy đỏ ánh mắt chợt lóe, nhàn nhạt nói: "Cần chúng ta hỗ trợ việc gì, cô nói đi xem sao." Hàn Lập một mực thần sắc bình tĩnh, nghe nói như thế, cuối cùng chân mày cao lại rồi tiếp lời. "Rất đơn giản, ta cần chư vị giúp chúng ta mò một bảo vật. Chỉ cần lấy được bảo vật này, tiểu ngụy liền có thể làm chủ lập tức đem tinh hạch giao cho mấy vị đạo hiếu. Cô gái khóe miệng kiều tiếu nói, bảo vật gì vậy, ở nơi nào, đến năng lực như các ngươi nhất tộc mà cũng không có cách nào lấy được ư. Hàn lập ánh mắt chợt lóe, tựa tiếu phi tiếu nói. Huyết nhiên cùng hắc lân bên cạnh nghe vậy, cũng nhìn nhau có chút khác thường. Bảo vật là gì chư vị không cần biết, chỉ cần biết vật này chỉ là rất quan trọng với tộc chúng ta là được. Bảo vật này giờ đang chìm sâu trong một cái đầm lạnh vô cùng, cho dù đại thừa tồn tại cũng không cách nào tiến vào sâu nhưng mấy vị cũng không cần lo lắng từ rất nhiều năm trước bổn tộc đã tìm ra biện pháp mò lên vật đó đến lúc đó chẳng qua là mượn chút lực của các vị mà thôi căn bản không có bất kỳ nguy hiểm gì cô gái váy đỏ tựa hồ nhìn thấu băn khoăn của đám người huyết nhiên cười quyến rũ nói hai vị đạo hữu cảm thấy như thế nào hàn lập trầm ngâm một chút rồi quay lại hỏi hai người kia nếu không có nguy hiểm thì có thể thử một lần nhưng tám viên tinh hạch thì còn ít một chút, mấy người chúng ta không dễ chia. Hắc hắc, chuyện này để Hàn Huynh làm chủ đi, tin tưởng sẽ không để cho huynh đệ ta hai người thất vọng. Huyết nhiên cùng Hắc Lân truyền âm thương lượng mấy câu rồi cười hắc hắc trả lời. Nếu như vậy, Hàn Mỗ liền làm chủ một lần, anh đạo hiếu, người cũng nghe rồi đó. Như vậy đi, 12 viên tinh hạch, một viên cũng không thể thiếu, chúng ta liền có thể giúp người mò món bảo vật đó. Nhưng những tinh hạch này trước hết ứng trước một nửa, hơn nữa khi mò bảo vật nếu gặp phải nguy hiểm một chút, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục nữa, nhưng nửa số tinh hạch còn lại vẫn theo đó phải thu. Thêm nữa, chúng ta cũng không có ý định lưu lại ở giới này quá lâu, việc mò bảo vật càng sớm động thủ càng tốt. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi không hoảng không vội nói với cô gái. Huyết nhiên Hắc Lân vừa nghe số lượng tinh hạch, thần sắc hơi khác thường, nhưng đều không có ý định lên tiếng cắt lời. 12 viên tinh hạch, được, thì 12 viên, chư vị đạo hữu nếu muốn nhiều hơn nữa, bổn tộc cũng không thể đưa ra nhiều hơn vậy thì giao định như thế đi về phần khi nào mò nếu mấy vị không có vấn đề gì thì một lúc nữa sẽ lên đường được chăng cô gái váy đỏ chỉ hơi cân nhắc rồi liền đáp ứng tựa hồ so với đám người hàn lập còn cần gấp hơn mấy phần được đạo hữu chuẩn bị trước một chút đi ta cũng gọi vị đồng bọn cuối cùng quay trở lại hàn lập gật đầu nói tay áo run lên liền cuốn ra một khối ngọc bội cầm trong tay tay kia liên tục phất ra một nhóm ngân văn nhàn nhạt liền hiện lên chợt lóe rồi chìm vào ngọc bội không thấy bóng dáng. Ở phía đối diện thiếu nữ thản nhiên cười, cũng truyền âm cho phụ nhân, để bà ta dùng bí thuật tương tự liên lạc với bốn tên tu la tộc trưởng thành kia. Còn trên trời cao, con khổng tước màu tím được lão dịch gọi ra do không còn được pháp lực của lão thúc dục nữa nên thể tích càng ngày càng nhỏ, rốt cục kêu lên một tiếng đau đớn rồi bị con chim khổng lồ màu bạc nuốt trọn. Phanh một tiếng, ngọn cổ đang liền từ trời cao rơi xuống đất. Hàn lập không khách khí xuất ra một chảo, liền đem bảo vật này thu vào ống tay áo. Những người khác thấy vậy, mặc dù biết cổ đăng là một món dị bảo nhưng tự nhiên cũng không tiện ngăn trở. Sau đó, màn sáng trong và ngoài thành đá nhất thời khôi phục yên tĩnh, song phương vừa tranh đấu này đều lặng lặng chờ đợi. Sau thời gian uống cạn tuần trà, bầu trời phía xa ba động, một đạo ánh sáng trắng hiện ra, hướng phía hàn lập bay nhanh về. Sau mấy cái chấp động, luồng sáng thu lại, thân ảnh mạc giản ly liền hiện ra bên cạnh hàn lập lúc này lão mặc sắc mặt có chút trắng nhợt chiến giáp màu xanh trên người có một vết sách rộng khí tức so với lúc trước cũng yếu đi già nửa dáng vẻ mơ hồ chật vật mấy phần hàn đạo hữu tu la thù nhất tộc thật nguyện ý giao ra tinh hạch sao bọn họ thế nào mà đồng ý điều kiện này di cô gái này là ai lão giả vừa hiện thân liền vội vàng hỏi hàn lập nhưng sau khi đảo mắt nhìn thấy cô gái váy đỏ lại ngẩn người bên này tình hình có biến hóa một chút đúng là không cần tranh đấu với bọn họ nữa Cô gái này thần thông không phải chuyện đùa, chính là do sự xuất hiện của nàng mà tình hình thay đổi. Mạc Huynh biết vậy đi, à, những tu la thù trưởng thành kia đâu rồi? Hàn Lập mỉm cười trả lời đôi câu, nhìn về phía lão Mạc lại không thấy những luồng ánh sáng khác, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Không cần liều mạng mà vẫn có thể lấy được tinh hạch, việc này dĩ nhiên là tốt hơn rồi. Bốn kẻ tu la thù trưởng thành kia đã bị ta bố trí tỉ mỉ một pháp trận tạm thời khốn trụ. Mình ta đấu bọn họ đã phải cố hết sức, Chẳng những hai đầu linh sủng bị chúng đánh bị thương nặng, cái pháp trận kia căn bản cũng không cách nào vây khốn bọn họ được bao lâu nữa. Mạc Giản Ly nghe vậy, trên mặt vui mừng, trong miệng vội vàng giải thích đôi câu. Thì ra là Mạc huynh mượn lực pháp trận, đây quả là một biện pháp không tệ. Hàn Lập gật đầu, có chút ngoài dự liệu nói, "Chương 2293, Hàn Đàm. Hàn Đàm, đầm nước lạnh, trận bàn tứ phương, cái trận bàn có bốn hướng đông tây nam bắc như la bàn chỉ hướng." Thật đáng tiếc mấy cỗ khôi lỗi mà Hàn Huynh đưa cho ta đã có hai cỗ bị hủy hoại trong lúc dụ địch rồi, sau này Lão Phu nhất định sẽ đền bù tổn thất cho Đạo Hiếu. Mạc Giản Ly có chút áy náy nói, những cỗ khôi lỗi kia vốn là tặng cho Đạo Hiếu sử dụng, cho dù tất cả bị hủy diệt cũng không đáng gì. Mạc Huynh không cần phải để trong lòng, Hàn lập lập tức cười cười, dáng vẻ không hề để việc đó trong lòng. Mạc Giản Ly thấy vậy, tự nhiên luôn miệng cảm ơn không thôi. Một lát sau, từ chân trời vang lên âm thanh ầm ầm, bốn tên tu la thù trưởng thành cùng khống chế một luồng quái phong hiện thân ra. Tuy nhiên trong bốn gã quái vật hợp thể kỳ này, có hai tên phải hiện ra nguyên hình bản thể là những con nhện cực lớn, hai tên khác tuy vẫn duy trì hình dáng con người, nhưng quần áo trên người rách tả tơi, bộ dáng càng thêm chật vật. Hiển nhiên là bốn con tu la thù này tuy rằng thoát ra khỏi pháp trận do mạc giản ly bố trí nhưng cũng phải chịu một phen đau khổ lớn. Nhưng ngay khi bọn chúng vừa bay xuống phía trong thạch thành, Hàn Lập bỗng nhàn nhạt mở miệng nói. Anh đạo hiếu, hiện giờ người đã về đầy đủ, có thể đi lấy bảo vật kia rồi, tinh hạch của các người thì thế nào? Hàn đạo hữu yên tâm, số tinh hạch kia đang ở ngay trên người tiểu muội chỗ này có sáu khỏa, hãy nhận lấy đi đã. Thiếu nữ mặc váy đỏ đứng duyên dáng yêu kiều ở trong hư không nghe thấy vậy cười cười, lúc này bàn tay lật lại, từ đó bay ra một cái hộp ngọc màu trắng. Nhìn thấy vật ấy, thần sắc bọn người huyết nhiên và mặc giản ly đều khẽ động, nhưng không có ai tùy tiện thò tay chụp lấy. Chỉ có hàn lập là thần sắc không hề thay đổi, tay áo cuốn ra, liền đem hộp ngọc bắt vào trong tay. Khi nắp hộp được mở ra, rất nhiều luồng thần niệm đều đồng thời quét qua đó, một lát sau trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên sự vui vẻ. Trong hộp ngọc quả nhiên có sáu khỏa tinh hạch trong suốt như tuyết, tuy chúng chỉ lớn cỡ một ngón tay cái nhưng lại tản ra khí tức thần bí khác thường. Hàn lập chỉ hơi nghĩ ngợi một chút, bàn tay đang nâng hộp ngọc bỗng nhiên rung lên. Lập tức ba khỏa biến thành ba luồng sáng trắng từ đó bay ra, hướng tới hai huynh đệ huyết nhiên bắn đi, hai khỏa khác xoay quanh một cái tức thì hướng về phía mạc giản ly. Linh quang lóe lên, phía trong hộp ngọc còn lại một khỏa tinh hạch khác, liền bị hàn lập tự động thu vào bên trong vòng chữ vật. Đa tạ hàn đạo hiếu, huyết nhiên cùng với hắc lân thấy vậy, sắc thái vui mừng rốt cuộc cũng hiện lên trên khuôn mặt không cách nào che giấu được. Huyết nhiên một tay đánh về phía hư không một chảo bắn tới hai khỏa tinh hạch, chúng khẽ động một cái liền rơi vào trong tay hắn. Hắc lân thấy vậy hơi trần chờ một chút, nhưng lập tức không nói thêm gì nữa mà cũng đưa tay đem viên tinh hạch thứ ba thu vào trong tay áo. Hàn đạo Hữu người chỉ lấy một khỏa, như thế có chút không ổn cho lắm. Mạc giản ly bắt được hai khỏa tinh hạch vừa rơi xuống, nhưng không khỏi hơi do dự một chút nói. Mạc huynh yên tâm, số tinh hạch còn lại chỉ là đến tay chậm một chút mà thôi, đâu có gì khác nhau chứ. Hàn lập không thèm để ý nói, nếu hàn đạo Hữu đã nói như vậy, lão phu cũng yên tâm rồi. Thần sắc mạc giản ly biến đổi vài lần, sau đó cắn răng một cái, không từ chối nữa mà đem hai khỏa tinh thạch cẩn thận nhận lấy. Tiểu muội đã đem thù lao ứng trước đưa ra, tiếp theo có phải nên khởi hành rồi hay không? Thiếu nữ lúc này mới không chút hoang mang nói, "Không vấn đề gì, xin mời quý tộc đi trước dẫn đường." Hàn Lập tự nhiên không có ý gì khác, lập tức trả lời một câu. Thiếu nữ cười nhõng nhẽo đáp ứng một tiếng, ngay lập tức từ trong thạch thành bay xuống. Sau khi có tiếng thiếu nữ phân phó, một gã yêu tộc hợp thể kỳ trong tộc tu la thù lăn một vòng tại chỗ cuồng phong nổi lên liền biến ảo thành một con cự ưng màu đen lớn tới vài chục trường thiếu nữ cùng với tộc mẫu tu la thù và những người khác đều liên tục động thân nhao nhao lóe lên bay tới trên người cự ưng sau một tiếng vang cự ưng lập tức giương cánh hướng về phía chân trời bắn đi chúng ta cũng đuổi theo đi hy vọng số tinh hạch còn lại cũng có thể thuận lợi thu tới tay hàn lập nhàn nhạt nói một tiếng giơ tay lên bắn ra một luồng ánh sáng màu xanh Chấp động một cái biến ảo thành một cái phi xa lớn hình tam giác màu xanh cũng lập tức nhảy lên trên phía trước. Bọn người mặc giản ly và huyết nhiên không dám lãnh đạm cũng nhao nhao bay lên không đứng trên phi xa. Một tay hàn lập bấm niệm pháp quyết phía dưới cự sa run lên liền biến thành một luồng sáng màu xanh bắn đi bay theo sát phía sau cự ưng màu đen. Trong khoảnh khắc cả hai chúng liền một trước một sau mà xuất hiện phía chân trời cuối cùng cùng lóe lên một cái rồi cùng biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa hơn nửa ngày sau trên mặt một vùng biển rộng mênh mông không thấy điểm cuối có một làn gió màu đen và một luồng ánh sáng màu xanh cuồn cuộn đi qua một ít dị thú thủy thuộc tính cường đại trong vùng biển phụ cận hơi chút cảm ứng được khí thức cường đại như ẩn như hiện từ chúng phát ra trong không khí liền kinh hãi nhao nhao tránh thật xa sợ trêu chọc phải tồn tại khủng bố bên trong bỗng nhiên đám gió đen phía trước dừng lại trong chốc lát tốc độ thoáng cái chậm hơn rất nhiều ác phong bốn phía tản ra hiện ra một con cự ưng lông cánh sắc bén trông như thần thú thế nào đã đến nơi đó rồi hay sao? Ánh sáng màu xanh phía sau đồng dạng cũng thu lại, một chiếc cửa xa màu xanh vù vù hiện thân ra, từ đó truyền ra âm thanh nhàn nhạt, nhạt, nhạt của một nam tử. Hàn huynh không cần nóng lòng, hàn đàm kia ngay ở bên trên một hòn đảo ở phía trước không xa. Đến lúc đó, mong rằng chư vị xuất lực mạnh mẽ một lần rồi. Cự ưng phía trước cũng vang lên thanh âm cực kỳ dễ nghe của thiếu nữ mặc váy đỏ. Đã đến là tốt rồi, nếu thời gian lại dài hơn một chút nữa mà nói chỉ sợ chúng ta cũng không cách nào làm cho tốt được việc này rồi. Hàn Lập đứng ở lối vào phi xa, cực kỳ bình tĩnh trả lời. Như thế nào, đến bây giờ mà đạo hữu vẫn còn không tin được tiểu muội hay sao? Thiếu nữ mặc váy đỏ cười khanh khách một tiếng trả lời. Hắc hắc, cái này cũng khó nói. Một khắc còn chưa đem số tinh hạch còn lại nắm trong tay, Hàn Mỗ đều chưa thể yên tâm được đấy. Hàn Lập ngáp một cái, từ chối cho ý kiến nói một câu. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, sau đó lại không mở miệng nói thêm gì nữa. Lúc này, trên mặt biển phía trước thình lình xuất hiện thêm nhiều những điểm đen, lại gần hơn một chút thì phát hiện ra chính là một quần đảo rậm rạp chẳng chịt những đảo lớn nhỏ. Những hải đảo này có lớn có nhỏ, phía trên hoặc là cây cối rậm rạp, hoặc là hoang vu dị thường. Vậy mà cảnh sắc phần lớn là có bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Có chút ý tứ, vậy mà thiên địa nguyên khí phân bố tại đây mỗi chỗ lại đều không giống nhau. Vừa mới hơi tiếp cận những hòn đảo này, dị sắc trong mắt mạc giản ly chợt lóe lên, hơi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Có chấn động của cấm chế, giống như là có bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế cho nên linh khí mới kỳ quái như vậy đấy. Anh đạo Hữu đây đến cùng là nơi nào? Thần niệm của huyết nhiên hướng quần đảo phía trước quét qua một lượt, sau đó thần sắc bỗng nhiên dùng mình hỏi. Hàn lập nhíu mày một cái, ánh mắt quét qua những tộc nhân tu la thù trên lưng cự ưng phía trước, nhưng không lập tức hỏi thăm điều gì. Các vị đa tâm rồi, nơi đây chẳng qua chỉ là một chiến trường lưu lại từ thời thượng cổ mà thôi, cho nên nơi này tuy rằng lưu lại phần lớn các loại trận pháp cấm chế nhưng tất cả đều là không trọn vẹn và không đầy đủ, đối với chúng ta thì căn bản không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Chư vị nếu còn không tin chỉ cần quan sát một chút sẽ hiểu. Tu la thù tộc mẫu cười lạnh một tiếng trả lời, của nhiên chỉ là một ít cấm chế không trọn vẹn mà thôi, hiệu lực còn lại chưa tới một hai phần trăm ban đầu. Mạc giản ly vội vàng dùng thần niệm dò xét một phen mới yên tâm nói hắc hắc, là chúng ta quá đa tâm rồi. Huyết nhiên đồng dạng cũng dùng thần niệm quét qua, sắc mặt theo đó cũng bất ngưng trọng hơn vài phần. Kể từ đó, cự ưng và chiến xa không hề dừng lại trong hư không chút nào nữa, một trước một sau lao vào vùng biển có những phiến quần đảo này. Tộc tu la thù hiển nhiên dị thường quen thuộc với vùng hải vực này. Cự ưng phi hành ở phía trước, ở trên bầu trời trống không lúc thì rẽ ngang phía đông, lúc thì lượn vòng qua phía tây liền đơn giản tránh khỏi phần lớn những cấm chế lưu lại trên đường đi, dường như một đường đi không hề trở ngại mà chui vào chỗ sâu bên trong quần đảo một lúc lâu sau từ trong hư không bỗng nhiên phát ra khí thức lạnh lẽo một hòn đảo lớn bị băng tuyết bao trùm lập tức xuất hiện trước mắt từ xa nhìn lại hòn đảo này rộng khoảng chừng vạn dặm hơn nữa khắp nơi đều bị tuyết rơi nhiều như lông ngỗng bao phủ hết thảy nhìn đều thấy mơ hồ dị thường thấp thoáng thấy bộ dáng của một ngọn núi khổng lồ sừng sướng bên trên đó chính là chỗ này hàn đàm kia ngay ở bên trong một cái sân cốc Chư vị đạo hữu hãy cùng nhau xuống đi thiếu nữ váy đỏ vừa nhìn thấy hòn đảo này trong mắt lập tức lộ ra vẻ nóng bỏng hướng tới bọn người hàn lập lên tiếng mời sau đó liền thúc giục cự ưng hướng phía trên đảo bay xuống bọn người hàn lập liếc nhìn nhau tự nhiên theo sát tới sau thời gian uống cạn một chén trà tất cả những người liên can đều xuất hiện ở trong một cái sơn cốc chất đầy tuyết phía sau cao hơn vài chục trượng trôi nổi giữa không trung cự ưng và phi sa đồng thời biến mất vô ảnh vô tung là nơi này sao hàn đàm kia đang ở chỗ nào thần niệm của hắc lân quét qua mọi nơi trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái hỏi hắc lân đạo hiếu tuy rằng bảo vật trong hàn đàm không có khả năng bị người ngoài lấy đi nhưng nơi đây vắng vẻ như thế bổn tộc đương nhiên là không thể nào để chúng phơi bày ra bên ngoài rồi chúng ta sớm đã dùng ảo trận che lại rồi các ngươi tới đem ảo trận này xóa đi tu la thủ tộc mẫu mặt không chút biểu tình giải thích hai câu lại phân phó một tiếng nói hai trong bốn gã tu la thù trưởng thành lập tức lên tiếng đứng ra hướng tới một góc trong sơn cốc nhẹ nhàng đi tới một người bàn tay lật lại một cái trận bàn tứ phương hình dáng diễm lệ từ trong lòng bàn tay hiện lên một người há miệng phun một cái một cây trận kỳ mở ảo hiển hiện ra cả hai bọn chúng lẩm bẩm trong miệng mấy tiếng đồng thời đem bảo vật trong tay ném đi tiếp đó dùng ngón tay điểm ra phốc phốc vài tiếng sau đó trận bàn tứ phương quay tít một vòng lập tức từ đó bay ra vố số phù văn năm màu từ từ bay về phía trước. Trận kỳ màu trắng lóe lên hào quang, từ đó truyền ra một tiếng gầm, phía trên nó hiện lên một hư ảnh bạch hổ cực lớn. Một hồi nổ mạnh ầm ầm, hư ảnh bạch hổ mở lớn cái miệng, bắn ra một đạo cột sáng trong suốt, lóe lên tức thì chui vào trong sơn cốc không thấy đâu nữa. Mà những phù văn năm màu kia cũng lập tức bay vào trong gió tuyết hỗn loạn, đồng thời hướng tới cùng một nơi cuốn đi. Sau một khắc, hư không một nơi hẻo lánh trong sơn cốc có ánh sáng chật lóe, mơ hồ cái lập tức hiện ra một toàn pháp trận cỡ lớn. Trận pháp này xem ra cũng có chút huyền diệu, hơn nữa phía rìa pháp trận cắm đầy những khối tinh thạch lớn bằng nắm tay đủ mọi màu sắc, dị thường đáng chú ý. Mà ở bên trong pháp trận thì trải rộng từng tầng huyền băng trong suốt như thủy tinh, mơ hồ hình thành một cái đài cao hình trụ, bộ dáng lờ mờ có một ít những tia sáng trắng lộ ra. Cái này chính là hàn đàm mà các người nói, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Huyết nhiên nhìn lướt qua đài cao hình trụ, nhướng mày nói. Hừ, nếu thực như thế này thì đã tốt rồi, nếu không phải thiếp thân dùng vô số kiện bảo vật thuần dương làm pháp trận trấn trụ hàn khí từ hàn đàm này thì chỉ sợ vừa mở phong ấn ra lập tức vùng biến khắp quần đảo này đều triệt để bị đóng băng hoàn toàn đấy. Tu la thủ tộc mẫu hừ một tiếng, liếc xéo huyết nhiên nói. Cả vùng hải vực đều bị đóng băng lại, thực sự đáng sợ thế sao? Mạc giản ly nghe vậy cũng theo đó mà biến sắc rồi. Đến cùng là như thế nào, một lát nữa chẳng phải là sẽ biết ngay hay sao? La đạo hiếu, các ngươi đem hàn đàm mở ra đi chúng ta xem kỹ trước rồi hãy nói hàn lập thần sắc như thường nói